Chương 2640, sự khích lệ của Đường Lâm. Trợ lý Diệp đã miêu tả cho chúng ta một bản kế hoạch tốt đẹp, tôi tin rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh nhất định sẽ ủng hộ việc thực hiện đấy. Tuy nhiên, chúng ta không những phải chú trọng đến tương lai, mà còn phải ổn định hiện tại nữa. Nếu theo như yêu cầu của trợ lý Diệp, trước mắt chúng ta căn bản là không thể hoàn thành con đường này. Vẫn là một chữ, tiền. Vốn dĩ tiền đầu tư xây dựng khu sinh thái kênh Thiên Phong của Ủy ban Nhân dân và tỉnh ủy cho năm sau thì năm nay đã dùng hết rồi. Lẽ nào chúng ta lại đem tiền của năm sau thậm chí mấy năm sau đó ra dùng hết sao? Đây chính là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm. Hơn nữa, tiền này từ đâu mà có, là ngân hàng cho vay sao? Chỉ một lợi ích nhỏ như vậy làm sao lôi kéo được chúng ta? Thêm nữa, nếu như đem tiền đi đầu tư cho việc xây đường ở Phong Châu, vậy thì việc xây dựng ở các địa phương khác chúng ta căn bản là không thể để ý tới rồi. Phong Châu rất quan trọng, đương nhiên rồi, nhưng chúng ta không thể tập trung toàn bộ vào nó được. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân cùng với các cơ quan phải xem xét kỹ việc này. Quan điểm của chúng ta không giống với Diệp Phàm, hiện tại hắn chỉ nghĩ đến chuyện Phong Châu thôi. Chúng ta cần bao quát toàn tỉnh, đại cục và cục bộ rất khác nhau, điều mà tôi muốn nói là... Không phải tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không xem trọng chuyện Phong Châu. Mà là vì thực tế lúc này chỉ có thể cho tu bổ con đường này mà thôi. Vì Bá Tiếu lập tức ra tay để dập tắt khí thế của Diệp Phàm thì hận đến nỗi ngứa cả răng đây. Nếu như lúc này có đồng chí nào đứng ra phối hợp với mình một chút thì khí thế kia có lẽ đã tăng lên rồi. Yêu cầu của đồng chí Diệp Phàm có hơi cao một chút, tuy nhiên, theo tôi nghĩ... Nếu như độ rộng theo quy hoạch là 16 mét thì cũng cần đến gần 1.6 tỷ rồi. Mà trợ lý Diệp chỉ yêu cầu tỉnh ủy có 1.5 tỷ thôi. Như vậy là đã được giảm bớt rồi. Tuy nhiên, tôi cũng hơi tò mò, 400 triệu còn lại nếu như gom góp theo cách mà trợ lý Diệp đã nói thì trong đó cũng gặp phải không ít khó khăn. Có một số chuyện nói thì dễ, nói là mượn tiền của nhân dân để hợp tác đầu tư, nhưng thương gia nào sẽ đồng ý chi tiền đây? Bởi vì đầu tư cho xây đường thì quá lớn mà hiệu quả lại lâu thấy. Hơn nữa, cùng với những bất đồng trong chính cách của chính phủ, các thương nhân cũng có những suy tính nhất định. Đến lúc đó không tìm được đối tác, mà tỉnh thì lại chi tiền rồi, con đường cũng khởi công rồi, lúc đó phải làm sao? Tôi lo lắng, sợ đến lúc đó con đường mới giải được một nửa, lại phải tránh đường cho công trình khác xuất hiện. Đến lúc đó nhất định tỉnh ủy và ủy ban nhân dân sẽ cố gắng để xây dựng thành công. Việc này chẳng phải là đang tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh vào vũng bùn sao? Đến lúc đó nếu như tài chính tỉnh không đủ tiền mà phải đem tiền đầu tư của công trình khu sinh thái Thiên Phong ra dùng thì không phải là đang kéo cả khu sinh thái Thiên Phong vào chuyện này sao? Hàng loạt chuyện như vậy chính là liên tiếp chứ không phải đơn độc đâu. Đến lúc đó, tôi nghĩ vì chuyện này mà sẽ dẫn đến một loạt hiệu quả và lợi ích đấy. Khi mà cả tỉnh đã rơi vào vũng bùn rồi, đến lúc này không chỉ riêng Diệp Phàm Anh phải gánh vác trách nhiệm này, mà tất cả các đồng chí ở đây sẽ cũng phải chịu trách nhiệm theo. Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc nói, lão già này càng nói càng nghiêm trọng, Diệp Phàm bị biến thành một tên đại ác dẫn mọi người vào vũng bùn rồi. Ha ha ha, chỉ yêu cầu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chi ra 1.6 tỷ hỗ trợ cho công trình quốc lộ mà có thể kéo toàn tỉnh vào vũng bùn sao? Chủ tịch Trần, logic này có chút làm cho người ta kinh sợ đấy. Lúc này, Phó Chủ tịch Lâm phụ trách việc quản lý xây dựng nông thôn và xây dựng kinh tế mỉm cười lên tiếng. Hơn nữa, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng có ý này. Chỉ là đem hạng mục của năm sau thực thi trong năm nay thôi mà. Hơn nữa, bây giờ cũng đã là tháng 6 rồi, đã qua nửa năm. Nếu như nói là sang năm khởi công thì cũng chỉ còn có nửa năm nữa thôi. Tôi nghĩ đồng chí Diệp Phàm vì chuyện thu hút đầu tư xây dựng Phong Châu mà yêu cầu như thế cũng không có gì quá đáng cả. Mà làm như vậy thì có thể giữ chân được tập đoàn trong top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới Hồng Phách Thiên Chân ở lại Phong Châu. Chuyện này sẽ có những ảnh hưởng không thể đo được đấy. Phong Châu quá lạc hậu rồi, đúng là lúc cần có những ảnh hưởng như thế này. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội lớn cho Phong Châu. Mà cơ hội này tỉnh ủy và ủy ban nhân dân phải đồng nhất ý kiến sách lược, mọi người ngồi đây có lý do gì mà không ủng hộ cơ chứ? Các đồng chí, không thể chỉ để ý đến hầu bao của mình được. Cho dù là hiện tại chúng ta tiêu tốn một chút, nhưng tốn kém thì cũng là vì nhân dân Phong Châu, vì đại cục của cả tỉnh nhà thôi. Một khi Phong Châu đã phát triển, đến lúc đó thuế thu được nhiều, mà hàng năm cũng không cần các đồng chí phải nâng đỡ,
đây vô hình chung cũng là trách nhiệm của chúng ta mà. Mà đồng chí Diệp Phàm đúng là thấy được đại cục của toàn tỉnh. Bước đi này cũng đồng nhất với chính sách năm nay của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, chuyện này cũng không phải là quan hệ giữa cục bộ và toàn bộ. Đây là làm vì đại cục. Chuyện này nói thì đương nhiên là dễ, nhưng là 1.5 tỷ chứ đâu chỉ là mấy trăm vạn, là hơn 1 tỷ đó. Hơn nữa tất cả đều là tiền mặt. Phó Chủ tịch Vu là người phụ trách chuyện xây dựng nông thôn và xây dựng kinh tế, việc cải thiện đường quốc lộ Phong Châu cũng là một phần công việc của anh đúng không? Xin hỏi Chủ tịch Vu có thể ủng hộ bao nhiêu? Chúng tôi không muốn nghe những lời dễ nghe, chúng tôi chỉ muốn biết đồng chí có thể ủng hộ cho việc Diệp Phàm xây đường quốc lộ được bao nhiêu? Vi Bá Tiếu bắt đầu nói. Công việc của tôi thì các đồng chí cũng như các vị lãnh đạo ngồi đây đều biết, tôi cũng không cần phải giải thích. Nếu như đề cập đến chuyện kiến thiết này thì tôi không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Đương nhiên, việc xây dựng đường ở Phong Châu vô hình chung cũng sẽ thúc đẩy kinh tế nông thôn cũng như phát triển kinh tế của toàn bộ Phong Châu. Con đường này được xem như là huyết mạch, rất quan trọng. Cho nên, tôi sẽ ra sức thực hiện vấn đề kiến thiết nông thôn cũng như kiến thiết kinh tế. Hơn thì không dám nói, 10 triệu thì rất có thể. Tuy nói là không nhiều lắm. So với con số vài tỷ của công trình thì chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nhưng, tôi tin rằng, chỉ cần các vị đang ngồi đây đồng lòng, mỗi người giúp đỡ một ít, việc hoàn thành công trình đường Phong Châu sẽ không còn lâu nữa đâu. Cho nên, đây cũng xem như là Vu Tiền Lâm tôi ủng hộ lời hiệu triệu của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, cố gắng giúp đỡ cho Phong Châu. Vu Tiền Lâm nói rất mạnh mồm, và cũng rất thật. Vu Chủ tịch đã nói vậy thì tôi cũng ủng hộ 10 triệu. Phụ trách quản lý văn vệ Tần Xuân và Phó Chủ tịch cũng mở miệng nói, còn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nói thật ra thì tôi cũng phải cảm ơn trợ lý Diệp đã ủng hộ công việc của tôi. Ôi, Phó Chủ tịch Tần là người phụ trách mảng văn nghệ. Trợ lý Diệp thì là người phụ trách thu hút đầu tư cho Phong Châu, chuyện này. Trần Húc lại bắt đầu tạo chuyện, người này đương nhiên là có ẩn ý rồi. Ha ha, tôi nói chuyện của đồng lĩnh. Lúc đó tập đoàn Thần Lộ cũng chi cho đồng lĩnh xây dựng 20 trường học. Mà hiện tại công trình này đã rời đi rồi, tập đoàn Thần Lộ cũng đã chi ra 1.000 vạn rồi. Chủ tịch Thần Lộ Tống Hương Quân nữ sĩ sau đó còn đến ủng hộ thêm 1.000 vạn nữa. Nếu như công trình lần này có thể làm hài lòng cô ấy, không chừng họ còn có thể ủng hộ thêm các thiết bị trường học và một số vật dụng khác nữa. Chuyện này đã được đăng lên báo giáo dục rồi, bộ cũng đã tán dương. Sau này tôi mới rõ chân tướng của việc này. Hóa ra là trợ lý Diệp có đại ân với bọn họ, cho nên Tống gia mới làm nhiều việc thiện đến vậy. Trợ lý Diệp là một người tốt, làm việc tốt không phải chỉ vì cái danh, nếu như không phải Chủ tịch Tống Hương Quân không nói thì chúng tôi làm sao có thể biết được. Trong chuyện này, tôi đại diện cho hệ thống giáo dục cùng với tất cả các học sinh xin cảm ơn trợ lý Diệp đã ủng hộ. Phó Chủ tịch Tần nói trắng ra, cũng là đúng lúc, là vì phối hợp tạo khí thế cho Diệp Phàm. Ha ha, Phó Chủ tịch Tần nói thế tôi thật ngại quá. Chỉ vì nhân dân đồng lĩnh mà làm một chuyện nhỏ, có gì to tát đâu chứ. Thật ngại quá, lần sau nếu có chuyện tương tự nhất định tôi sẽ báo cáo Chủ tịch Tần. Diệp Phàm nói đùa, lập tức cười vang. Trợ lý Diệp, có lẽ cậu còn chưa biết việc này. Chủ tịch Tần tủm tỉm nhìn Diệp Phàm. Chuyện này, Chủ tịch Tần, tôi thực sự không hiểu ông đang nói đến chuyện gì. Chuyện trên đời này cũng quá nhiều rồi. Làm sao tôi có thể tính hết được, tôi đâu phải là thần tiên sống. Diệp Phàm nói và lại cười vang. Lúc đó tôi đi báo cáo với Bộ Giáo dục về chuyện khen thưởng cho tập đoàn Thần Lộ. Người ta dù sao cũng chi ra một khoản tiền lớn, chúng ta cũng nên làm một tấm cờ thưởng cùng với giấy khen thưởng hay chứng nhận mới đúng có phải không? Phó Chủ tịch Tần nói đến đây thì dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Nhưng mà không hiểu tại sao chuyện này lại truyền đến được tai đồng chí Đường Lâm Phó trưởng Ban Thường trực Bộ Giáo dục mới nhậm chức. Ngày hôm đó ông ấy đã tìm tôi nói chuyện, trong lúc nói chuyện có nhắc đến chuyện khen thưởng Tống nữ sĩ. Tuy nhiên, sau đó tôi nói chuyện này là do trợ lý Diệp của Tấn Lĩnh khởi xướng. Không thể tin được là ngay sau khi nghe vậy đồng chí Đường Lâm lập tức sửng sốt, hỏi tôi liệu đó có phải là Diệp Phàm lúc trước làm bí thư thành ủy đồng lĩnh hay không. Lúc đó tôi nói là đúng. Hiện tại người đó đang làm trợ lý chủ tịch kiêm bí thư thành ủy rồi. Hơn nữa tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh còn ủy thác trọng trách, yêu cầu hắn phụ trách việc thu hút đầu tư cho Phong Châu. Không thể tưởng tượng được là khi nghe nói vậy đồng chí Đường Lâm hừ nói, người này đúng là rất có thực lực đấy. Lúc đó tôi vừa nghe thấy liền ngây người ra,
không ngờ đồng chí Đường Lâm lại phá lên cười. Ông ấy nói, tôi mới biết được trợ lý Diệp không ngờ lại là bạn cùng lớp với phó trưởng ban Đường. Khó trách trưởng ban lại nói với giọng có thể thân thiết tùy ý như vậy. Trưởng ban Đường còn nói khi hai người học chung lớp ở trường đảng, lúc đó trợ lý Diệp chỉ là một cán bộ nhỏ cấp phó giám đốc sở. Mà lúc đó đồng chí Đường đã làm đến cán bộ cấp thứ trưởng rồi. Không ngờ Diệp Phàm đã được chọn lên làm tổ trưởng. Phải biết rằng lúc ấy hơn 100 người trong lớp kia đều làm đến cấp sở, mà cấp thứ trưởng cũng có mười mấy người. Trợ lý Diệp đã đè xuống được phong thái của rất nhiều đồng chí khác. Trưởng ban Đường nói, nếu có thời gian rảnh nhất định đến Đồng Lĩnh chơi một chuyến, tiện thể xem bạn học cũ thế nào. Phó Chủ tịch Tần vừa nói xong, cả hội trường tự nhiên im lặng. Mọi người ngồi đây chính là không hiểu Đường Lâm là ai. Người đó chính là em trai của Chủ tịch nước đương nhiệm. Theo như lời cu ớt Phó Chủ tịch Tần thì quan hệ của Diệp Phàm và Đường Lâm có vẻ cũng không tồi. Chương 2641, để lộ nội tình. Cho nên, Trần Húc cùng Vi Bá Tiếu tạm thời đều không lên tiếng. Đồng chí Diệp Phàm, anh muốn yêu cầu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho 150 triệu. Nếu như anh có thể trả 400 triệu kia chúng ta có thể suy xét và hỗ trợ cho anh. Con đường ở Phong Châu sẽ bắt đầu khởi công kiến thiết. Tuy nhiên, khi nãy có nói đến khoản tiền hỗ trợ thì mọi người đều nghĩ là ủy ban nhân dân tỉnh cho 150 triệu chứ không phải là gần 200 triệu sao. Nhưng còn có gần 400 triệu tài chính chỗ hồng. Đừng có nghĩ nó giống như khoản tiền tam thành, điểm mấu chốt ở đây là toàn bộ số tiền đầu tư đã đưa cả cho anh rồi. Cơ bản con đường này đã bị chặn hết rồi. Công trình bán lạc tử chúng ta không cần nữa, mà nếu con đường sau khi hoàn thành nợ quá nhiều mỗi ngày có người đến đòi nợ cũng không phải chuyện chúng ta có thể nghĩ được. Chúng ta muốn nghe xem anh có thể làm được hay không, hiện tại có thể khiến chúng ta nhìn đến hy vọng về con đường. Nói cách khác, nói thẳng ra thì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chẳng những không có khả năng ủng hộ anh, hơn nữa, Tề Chấn Đào tôi còn phải nghiêm túc phê bình anh. Hạng mục công trình lớn như vậy mà lại xem như trò đùa. Vẻ mặt Tề Chấn Đào nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Bí thư La, Tề Chủ tịch, hôm nay tôi dám đứng ở đây, đương nhiên cũng có lý do nhất định mới dám như thế có phải hay không? Người ta nói không có 3/3 không dám lên Lương Sơn, điều tôi đang muốn nói chính là những lời này, trước tiên thì xin tạ lỗi với các vị lãnh đạo, xin tha thứ Diệp Phàm ngông cuồng. Đầu tiên Diệp Phàm liếc nhìn mọi người một cái, nói rõ ràng từng lời. Vừa rồi Tề Chủ tịch đã tính nợ với tôi. Chuyện này nếu như có thể quyết định, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cùng với các anh em ở các bộ phận cũng đã ủng hộ được hơn 200 triệu rồi. Chỗ hồng tài chính đó đoán chừng còn có gần bằng số tiền 400 triệu. Lần trước khi tới Bộ Giao thông để làm cho cao tốc Đồng Lĩnh nhập vào dự án cao tốc quốc gia. Sau đó Bộ trưởng Luyện Bình Sơn cũng đã đồng ý rồi. Cho nên, bên kia vốn nghĩ chi cho cao tốc Đồng Lĩnh 50 triệu. Tuy nhiên, sau đó tôi nói là phí xây dựng cao tốc Đồng Lĩnh đã do tập đoàn Thần Lộ toàn quyền phụ trách. Bởi vậy, Luyện Bộ trưởng đã đem khoản tiền này chuyển sang cho Phong Châu. Tự nhiên là dùng cho việc cải tạo con đường ở Phong Châu, lúc ấy vốn là nghĩ tu sửa lại một chút con đường này thôi, 50 triệu cũng là đủ rồi, nhưng chuyện này xem ra là không được. Cho nên, 50 triệu này có thể nhập vào số tiền xây dựng đường Phong Châu rồi. Mà khi tôi báo cáo với Bí Thư La tình huống này thì Bí Thư La cũng khá có hứng thú, ông ấy cùng Tề Chủ tịch tỉnh đã đồng ý chi cho tổ thu hút đầu tư cho Phong Châu 50 triệu sử dụng làm phí thu hút đầu tư hạng mục đấy. Kỳ thật, lại nói tiếp Phong Châu chúng ta thu hút đầu tư quá ít. Nghèo đến nỗi một đồng cũng không có, lúc mới bắt đầu tôi chỉ có thể mượn mấy ngàn vạn bên Đồng Lĩnh thôi. Tuy nhiên, một khi Hồng Phách Thiên Chân đồng ý chuyện hợp tác, khoản tiền này tập đoàn Phong Thiên sẽ lập tức chi chúng ta đấy. Bởi vậy, tôi hiện đang quyết định đem 50 triệu này vào việc xây dựng Phong Châu. Cứ như vậy thì có hơn 300 triệu tiền bạc, còn thiếu khoảng 300 triệu nữa. Giải quyết như thế nào đây? Không thể tưởng tượng được vận may cũng đi xuống. Thông qua nhiều con đường tranh thủ, bộ đội hải quân gần chỗ chúng ta nhất nghe nói cũng thấy khó cho Phong Châu chúng ta. Quyết định cấp cho chúng ta 50 triệu dùng làm tiền xây dựng quốc lộ Phong Châu. Đây xem như là công trình quân dân kết hợp xây dựng. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây Vi Bá Tiếu hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi anh nói Bộ trưởng Luyện cùng với Bí Thư La Tề Chủ tịch tỉnh đã đáp ứng 100 triệu sao? Tiền của Bộ Giao thông chắc chắn đã để ý tới ngân sách của tổ thu hút đầu tư Phong Châu chúng ta rồi, mà hôm trước trên tỉnh cũng đã nói chuyện này rồi. Ngân sách chúng ta hiện tại có 100 triệu.
Tuy nhiên, bởi vì phải trả 40 triệu đã mượn của đồng lĩnh, cho nên, tạm thời chỉ còn lại 60 triệu thôi. Mà 40 triệu kỳ thật chính là thành phố đồng lĩnh ủng hộ cho việc phát triển kiến thiết khu sinh thái kênh Thiên Phong. Mà vừa rồi tôi cũng nói qua, một khi Hồng Phách Thiên Chân đã đồng ý ở lại, 40 triệu lập tức có thể trở về vị trí cũ. Việc này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn kênh Thiên Phong Hoa Đông chính mồm anh Thành đã đáp ứng rồi chúng ta. Hơn nữa còn nói nếu hiện tại muốn bọn họ có thể lập tức trả khoản. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa khẳng khái, nói là nếu như Phong Châu phải xây dựng một lần nữa, tập đoàn của ông ấy sẽ góp thêm không dưới 20 triệu. Diệp Phàm đáp, chuyện này và chuyện của bộ đội hải quân, quân dân cùng xây dựng anh chứng minh như thế nào? Trần Húc hỏi, nếu Trần Chủ tịch tỉnh muốn chứng minh lời nói của tôi có thể lập tức gọi điện lên bộ đội tư lệnh viên. Diệp Phàm rất dứt khoát đáp trả, liếc mắt nhìn Trần Húc một cái, hừ nói. Trần Chủ tịch tỉnh, anh có cần thiết phải xác định chuyện này hay không? Vậy thì thôi, tin tưởng lời nói dối lần này của Diệp trợ lý cũng được có phải hay không? Trần Húc vội vàng nói lại. Nếu quả thật đi xác minh, đây chẳng phải là tạo thế cho Diệp Phàm sao, Trần Húc sẽ không ngốc như vậy đâu. Ngược lại mà nói, nếu đi chứng thực chẳng phải là liền quăng cho Trần Húc một bạt tai hay sao? Vậy cũng còn có 300 triệu, đây mới chỉ là hoàn thành một nửa. Về phần anh nói hợp tác kinh doanh con đường này cùng với ngân hàng cho vay đều là chuyện tương đối xa xôi. Chúng tôi muốn nghe hiện tại anh có thể lấy ra căn cứ xác minh. Hôm nay Tề Chủ tịch tỉnh cùng Bí Thư La đã đồng ý, hai vị lãnh đạo cũng gặp tôi rồi. Hơn nữa, hôm nay các vị lãnh đạo đều ở đây. Ý của Tề Chủ tịch tỉnh chính là giải quyết mọi việc ngay tại đây, có thể quyết định chuyện con đường này, không thể gác lại rồi. Về phần tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, Diệp trợ lý đành phải nghĩ cách khác rồi. Đương nhiên, chúng ta sẽ giúp đỡ, Hồng Phách Thiên Chân là chuyện của toàn tỉnh. Vẻ mặt Điền Chu Nhất thận trọng, nói. Bộ đội hải quân cho 50 triệu, mà bộ tài chính kia đồng ý ủng hộ 50 triệu. Còn có tập đoàn điện lực Hoa Hạ cũng đồng ý quyên tặng 30 triệu. Mà thành phố Tân Môn đồng ý ủng hộ 50 triệu cho việc xây dựng. Tất cả bọn họ đều đồng ý giúp đỡ rồi. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày có thể giải quyết xong công việc. Tổng cộng lại có 180 triệu rồi. Hơn nữa còn có sẵn 300 triệu, gần được 500 triệu rồi. Kinh phí xây dựng chủ yếu của con đường này đã có rồi, chẳng lẽ còn một chút nữa lại không thể cố gắng có được không? Chuyện này, tôi tuyệt không tin ánh mắt của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Bộ tài chính ai đồng ý chi ra? Tập đoàn điện lực TQ nữa? Còn có thành phố Tân Môn, chúng tôi cần đồng chí Diệp Phàm nói ra người thực sự phụ trách chuyện này. Nói cách khác nếu như chuyện này cũng không thể chứng thực thì liền biến thành nhiều lời. Bởi vì chỉ sợ một số đồng chí đã nói mà không thể thực hiện, thời đại ngày nay nói thì dễ mà làm thì rất khó. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc, tôi không muốn phê bình hành vi của một số đồng chí, nhưng trong đội ngũ cán bộ chúng ta thật sự là có rất ít đồng chí như vậy. Bình thường đồng chí cấp dưới mời bọn họ ăn bữa cơm đưa ra mấy bình rượu đã say há mồm rồi. Kết quả rượu vừa tỉnh thì mọi chuyện đã thành vô nghĩa. Bởi vì chuyện này quá quan trọng, nếu như hôm nay quyết định được chuyện này, ngày mai sẽ phải bắt đầu chứng thực. Đây là dự án lớn lên tới 5-600 triệu, hy vọng đồng chí Diệp Phàm thận trọng một chút. Chúng ta biết anh muốn giữ tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân ở lại Phong Châu. Nhưng, mặc kệ làm chuyện gì đều phải căn cứ trên cơ sở thực tế. Mặt Điền Chu Nhất nhăn lại. Thật sự muốn nói sao? Diệp Phàm có chút do dự, còn thực tại không muốn đem những người này nói ra hết. Đây cũng là quan hệ bí mật của Diệp Phàm, hơn nữa. Đem những chuyện này nói ra với mọi người thì một vài người có thể sẽ nghi ngờ. Bởi vì, mấy người này đều là người của Phượng gia, người ta khi mà tưởng tượng thì không biết là có thể suy nghĩ ra cái gì nữa. Đồng chí Diệp Phàm có phải không muốn nói hay không? Điền Chủ tịch tỉnh hỏi. Kỳ thật, Điền Chủ tịch tỉnh cũng muốn giúp đỡ Diệp Phàm đấy. Nhân vật có thể đồng ý chi ra nhiều tiền như vậy khẳng định đều là quan to, những thứ này đều là Diệp Phàm quan hệ. Có thể làm cho những người ngồi đây thấy được quan hệ của Diệp Phàm đối với việc giải quyết chướng ngại ở Phong Châu. Chuyện này tôi có thể cam đoan trong vòng 3 ngày có thể đem những chuyện này đi chứng thực. Đương nhiên, khoản tiền thực sự tới tay cũng cần có thời gian có phải hay không? Nói thí dụ như muốn có tiền của Bộ Tài chính, chúng ta phải xin từng tầng mới đến nơi. Mà khoản tiền tới tay tôi phỏng chừng ít nhất cũng phải một tháng. Tuy nhiên, chúng ta cần khoảng 200 triệu nữa,
cũng đủ gây sức ép rồi. Diệp Phàm nói, thái độ rất kiên quyết. Không cần biết làm sao để có thể chứng minh, đây không phải trò đùa. Vừa rồi Điền Chủ tịch tỉnh cũng nói, mà Bí Thư La cùng với Tề Chủ tịch tỉnh đều nghe đấy. Hiện tại phải chứng thực được những khoản tiền đó. Vi Bá Tiếu lại đứng bật dậy. Người này căn bản cho rằng Diệp Phàm khoác lác. Trong quan niệm của Vi Bá Tiếu cho rằng Diệp Phàm khẳng định sẽ bỏ cuộc, chẳng qua là tìm được một vài nhân vật đồng ý chi tiền mà thôi. Cuối cùng phỏng chừng đều là nói suông chứ không làm rồi. Tôi đã cam đoan rồi mà vẫn cần phải nói ra sao? Các vị lãnh đạo, có một số việc cũng không phải là ở đâu cũng có thể nói ra có phải hay không? Có thể trong trường hợp như thế này nói ra lời này, Diệp Phàm tôi đang dùng sinh mạng chính trị của mình bảo đảm chứng nhận đấy. Diệp Phàm có chút giận, nhìn chằm chằm Vi Bá Tiếu hử lạnh nói. Tuy nhiên, kỳ quái là Tề Chấn Đào và Bí Thư La không ngờ giống như đang xem một chuyện đùa vui mà há hốc mồm. Dường như hôm nay không muốn làm những chuyện căn bản không thể làm được. Diệp trợ lý luôn luôn thoái thác. Tôi rất hoài nghi Diệp trợ lý bộ dạng như vậy có phải tất cả những lời vừa rồi đều là vô nghĩa, là lời nói suông hay không? Mạnh miệng, là vì chiến tích của mình mà nói dối các vị lãnh đạo tỉnh. Vi Bá Tiếu cười nhạt, nghiễm nhiên nhìn Diệp Phàm đắc thắng. Ha ha, đến lúc đó công trình này được thực hiện, chuyện của tỉnh chúng ta quyết định đương nhiên cũng không nên sửa đổi. Chỉ sợ đến lúc đó ở tỉnh toàn bộ đều làm rẻ lau cho Diệp Phàm rồi. Trần Húc cũng ở một bên phối hợp với Vi Bá Tiếu. Trong lúc này, mấy chục ánh mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lửa giận của Diệp Phàm bị châm chọc triệt để, mấy người này bằng giá nào cũng muốn ngăn hắn lại. Hắn lập tức xoay người bước đi hướng về phía Bí Thư La, tất cả mọi người si ngốc, không hiểu được liệu có phải hắn muốn đến chỗ Bí Thư La xin tạ tội hay không. Vi Bá Tiếu đang cười lạnh, Trần Húc đang cười lạnh, Vạn Hữu Lương đang cười lạnh, mà trong hội trường có hơn phân nửa đồng chí ánh mắt cũng đang thương hại nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Ánh mắt Tề Chấn Đào có chút phức tạp, chép miệng một chút rốt cục mở miệng nói. Việc này nếu đồng chí Diệp Phàm không tiện nói thì xem như xong có phải hay không? Hơn nữa, hiện tại đi lấy tiền cũng cần thời gian nhất định, vừa rồi đồng chí Diệp Phàm cũng nói, chúng ta đã có 200-300 triệu rồi. Khoản tiền đó cũng có thể chống đỡ được mấy tháng, tôi tin tưởng đồng chí Diệp Phàm sẽ cố gắng lấy được số tiền đó về đây. Tề Chấn Đào nói vậy đương nhiên là muốn chuyển chủ đề, vì Diệp Phàm thắng được thời gian. Tin tưởng đến lúc đó nếu không có biện pháp thì đành phải đi cầu cứu Kiều gia. Chương 2642, thái độ kỳ lạ của Ủy viên Phượng. Ừ, Chủ tịch Tề nói cũng có lý. Vấn đề lúc này là không tranh thủ được vốn, gặp khó khăn trong việc phê duyệt ở trên. Điền Sơ Nhất cũng nói. Lời của đồng chí Diệp Phàm, tôi tin là có khả năng đấy, có thể cho cậu ấy thời gian đi tranh thủ xem. Con đường này xây phần dưới trước, đương nhiên với khoản tiền không rõ thế nào ấy thì vẫn theo phương án ban đầu vạch ra là xây bề rộng 12 mét. Đương nhiên là bao gồm cả phần trống, nền đường hai bên trái phải rộng 10 mét. La Khảm Thành nói, kỳ thật, ông La nói vậy là muốn dồn hết trách nhiệm cho Diệp Phàm, không đến mức làm cho hắn mất mặt. Thế nhưng cũng phải công nhận là lời của Diệp Phàm không thể không nghĩ lại. Bằng không sẽ không thể sửa chữa được phương án thiết kế của Diệp Phàm. Bí thư La, Chủ tịch Tề, Chủ tịch Điền, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Không ngờ rằng Diệp Phàm lại có thể không cảm kích như vậy. Tề Chấn Đào và Điền Sơ Nhất nhíu mày. Xem ra họ đang thở dài vì sự ngang bướng của đối phương. Huống chi con đường lại theo hướng màu đen, việc này, Bí Thư La đều đã từ chối, vậy cậu tranh giành làm gì? Ừ, gọi đi. La Khảm Thành khẽ gật đầu, có vẻ nghi hoặc, có thể thấy rất rõ điều này qua đôi mắt. Diệp Phàm vẻ mặt giận dữ, đứng nói chuyện điện thoại mười mấy giây đồng hồ mới gác máy được. Đương nhiên, các đồng chí ở đây cảm thấy có chút kỳ quái, âm thanh vọng ra ngoài. Tôi là Phượng Triều Phong, xin hỏi là đồng chí nào? Người mà biết được số điện thoại của Phượng Triều Phong nhất định phải có quan hệ đặc biệt rồi. Hai bên mà gọi điện cho nhau là chuyện tuyệt đối khác lạ đấy. Nếu như là việc gọi điện thoại thì trước tiên phải thông qua thư ký rồi mới chuyển cuộc gọi tới ông ta được. Vậy mà cuộc điện thoại này lại được nối thẳng tới Phượng Triều Phong. Người biết được số điện thoại này cũng phải là người tương đối quan trọng đối với Phượng Triều Phong. Nhưng cấp bậc của người này so với Phượng Triều Phong cũng không kém là bao. Vậy nên đối với những người này Phượng Triều Phong khá là khách khí. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không tới mức như vậy. Chẳng qua Phượng Triều Phong muốn hiểu hơn về đứa con Phượng Chí Thiên trong lần gặp đầu tiên,
thế nên đã cho Diệp Phàm số điện thoại này. Đương nhiên, khi Phượng Triều Phong nói câu nói đầu tiên, chỗ đông người lại không nghĩ đến người đứng đầu nhà họ Phượng của Ủy ban Chính trị. Dù sao cái tên này trên cả nước cũng không phải ít. Chào ngài ủy viên, tôi là Diệp Phàm ở thành phố Đồng Lĩnh, tỉnh Tấn Lĩnh. Diệp Phàm vẻ cung kính nói. Lúc này, ở đây có một vài nhân vật quan trọng, như La Khảm Thành, Điền Sơ Nhất, và trên cả là Phượng Triều Phong. Dù sao được gọi là ủy viên, cái danh hiệu này nghe cũng khá là đặc biệt rồi. Giả dụ như ai đó mà làm việc trong các bộ và ủy ban trung ương thì đều là phó bộ trưởng hoặc phó bí thư, mọi người sẽ không gọi họ là ngài ủy viên nữa mà gọi là ngài bộ trưởng hoặc bí thư đấy. Xem ra chỉ có thành viên của cơ quan chính trị nước Cộng Hòa mới có thể có danh hiệu chuyên dụng đặc thù này. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn thấy đôi lông mi của La Khảm Thành khẽ giật giật nhẹ. Tề Chấn Đào cũng nhìn thấy, hơi kinh ngạc. Mà Điền Sơ Nhất không ngờ rất tự nhiên ngồi thẳng người. Mấy ông lãnh đạo cũng không khác lắm. Một vài đồng chí cũng chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi thôi. Ha ha, là đồng chí Diệp Phàm đấy à? Có chuyện gì sao? Phượng Triều Phong lại tỏ vẻ thân thiết. Mới nghe thôi đã thấy được quan hệ của hai người cũng không phải bình thường như vậy. Tức thì, một vài người ở đây tự nhiên trong lòng lại có suy nghĩ khác. Là thế này ủy viên Phượng ạ, mấy hôm trước đã gặp ông rồi, và đã nói với ông về chuyện xây dựng đường thứ cấp Phong Châu, sau khi nghe qua tình hình, ông đã đồng ý viện trợ cho Đồng Lĩnh. Mà bây giờ, hội thảo nghiên cứu xét duyệt đường thứ cấp Phong Châu đang diễn ra ở phòng họp chính phủ của tỉnh Tấn Lĩnh. Diệp Phàm nói mọi chuyện theo kiểu tình huống có tính lựa chọn. Ha ha ha, cậu đã không nói với tôi. Vậy cuộc nói chuyện của chúng ta, hai đồng chí La Khảm Thành và Chấn Đào cũng nghe thấy có phải không? Phượng Triều Phong không hề trách móc Diệp Phàm, mà chỉ cười hỏi. Dạ, hai vị lãnh đạo ngay cạnh tôi, còn có cả Phó Bộ trưởng Điền Sơ Nhất cũng ở đây. Ngoài ra còn có một vài lãnh đạo và một vài nhà chuyên môn, mong mọi người hãy lượng thứ cho tôi vì tôi đã không báo cáo tình hình với ông Phượng Triều Phong. Diệp Phàm nói. Chào ngài ủy viên Phượng. Tề Chấn Đào, La Khảm Thành và Điền Sơ Nhất liền nghiêng đầu, lên tiếng chào hỏi. Ha ha, chào các đồng chí. Đồng chí La Khảm Thành, đã lâu không gặp. Không ngờ rằng ủy viên Phượng lại nói những lời này với La Khảm Thành. Đúng vậy, từ lần trước gặp ông ở thủ đô đã hơn một năm rồi. Ông thì ở An Đông, mà tôi thì lại ở Tấn Lĩnh, hai người chúng ta ở cách xa nhau, mỗi người đều có công việc của mình, rất khó gặp nhau được. La Khảm Thành vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, thật ra, tôi biết đồng chí Diệp 7, 8 năm về trước rồi. Cậu ta rất giảo hoạt. Không ngờ rằng lời nói của Phượng Triều Phong lại chuyển hướng vào Diệp Phàm. Lời nhận xét giảo hoạt đưa ra khiến cả hội trường đột nhiên ổ lên, nhưng không ai dám thốt thành tiếng, tất cả đều nín thở lắng nghe. Giảo hoạt, ủy viên Phượng này, tôi có chút không rõ. Đồng chí Diệp hẳn là thông minh mà. La Khảm Thành hơi sững người, cười nói. Anh không biết đây thôi, trước đây ở An Đông tôi đã bị cậu ta lừa một cú rồi. Lúc đó, cậu ta đang giữ chức chủ tịch huyện Ma Xuyên của tỉnh Nam Phúc, không ngờ lại một mình tới bộ giao thông tranh giành đường quốc lộ Thiên Sa Sơn. Con đường này cuối cùng lại trở thành đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh, mà tỉnh chúng ta có thể đã bỏ ra không ít tiền. Kết quả là thế nào chứ, mọi chuyện tốt đẹp đều thuộc về tỉnh Nam Phúc hết. Huyện Ma Xuyên dựa vào cơ hội này để lên cấp thị trấn, kéo theo nền kinh tế của thị xã Đức Bình phát triển nhanh. Đương nhiên huyện An Đông chúng ta ở lân cận nên cũng có nhận được lợi ích thực tế. Chẳng qua là không được nhiều như huyện Ma Xuyên. Mà mấy hôm trước hắn gặp tôi, không ngờ mới mở miệng đã trở nên thân thiết rồi. Cái gì mà mấy năm trước chúng ta vẫn còn chung chí hướng cùng nhau xây dựng quốc lộ Thiên Sa Sơn. Đồng chí Diệp này miệng lưỡi rất ngọt nhé. Tôi cho cậu ta miếng mồi ngọt liền nhanh nhẹn nhận luôn. Cái miệng này, ha ha, cậu cũng biết đấy, tôi hiện đang ở Thiên Môn rồi, vậy nên tôi viện trợ cho việc xây dựng quốc lộ Phong Châu 50 triệu. Bây giờ suy nghĩ lại thấy hối hận rồi, nhưng trên đời này lại không bán thuốc hối hận. Điều này chỉ có tôi biết, bây giờ tôi nói cho cậu biết. Số tiền này trong vòng 3 ngày tới sẽ giao cho đồng chí chuyên môn trực tiếp chuyển tới Phong Châu, mọi sổ sách giấy tờ thu hút đầu tư đều do đồng chí Diệp nắm giữ ân soái. Cậu nói xem, cấp dưới của cậu có giảo hoạt hay không? Phượng Triều Phong cười ha ha, kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu cả. Mọi người cứ ra cái vẻ phê bình đồng chí Diệp, chứ thực chất lại đang khoa trương cậu ấy. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi xin thay mặt cho nhân dân Phong Châu cảm ơn sự trợ giúp nhiệt tình của ủy viên Phượng. Tuy nhiên,
cái kiểu giảo hoạt này tôi hy vọng đồng chí Diệp lần sau lại phát huy. Ủy viên Phượng tới Thiên Môn, không nói cũng biết đó là mảnh đất tốt. Hình thái xã hội cổ đại chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo, vậy nên chuyện đồng chí Diệp xin viện trợ từ ủy viên Phượng cũng là chuyện bình thường. Hay là ủy viên Phượng này, việc xây dựng kênh sinh thái Thiên Phong của Phong Châu cũng đang vất vả, có phải là cũng cần phải xin ông một khoản viện trợ không nhỉ? Không ngờ rằng đồng chí La Khảm Thành lại cũng ủng hộ làm theo Diệp Phàm. Đồng chí La này, từ khi nào mà ông đã bái đồng chí Diệp làm sư phụ vậy? Không thể bắt chước làm như vậy. Số tiền 50 triệu đấy cũng đủ làm tôi đau lòng rồi. Kỳ thật là cậu không hiểu được, tôi đã ở Phong Châu được mấy tháng. Phượng Triều Phong chỉ rõ ngọn ngành. Ồ, vẫn còn có chuyện này nữa. Ủy viên Phượng có lẽ là không công tác ở Phong Châu đấy chứ. Nếu đúng là vậy thì tôi phải phê bình các đồng chí ở Phong Châu rồi. La Khảm Thành thật sự có chút kinh ngạc hỏi. Đó là chuyện trước đây rồi, không nói nữa, không nói nữa. Nói cho đồng chí Diệp một tiếng là đừng lãng phí 50 triệu của tôi. Thép tốt phải dùng ở lưỡi dao, có lẽ phải chờ khi nào các cậu thông xe thì tôi sẽ ghé qua đó. Nếu khiến tôi không hài lòng thì tôi chỉ có muốn phê bình đồng chí Diệp thôi. Phượng Triều Phong nói ra lời này khi Diệp Phàm suýt nữa đi ra. Ban đầu theo ý của La Khảm Thành thì bề rộng quốc lộ 12 mét là đủ rồi. Bây giờ sau khi nói với Phượng Triều Phong thì xem chừng La Khảm Thành phải suy xét lại phương án quy hoạch của mình là 16 mét. Suy cho cùng, ai cũng có sĩ diện cả, ngay cả Phượng Triều Phong là ủy viên của Ủy ban Chính trị, cấp phó nhà nước. So với La Khảm Thành thì chức vụ có cao hơn một bậc, nhưng hai người phụ trách hai tỉnh khác nhau, lẽ ra là không thể để lộ ra cái sự keo kiệt mới phải. Khảm Thành tôi mong được đón tiếp ngài ủy viên, một năm sau con đường này sẽ thông xe. La Khảm Thành tủm tỉm cười nói, hạ quyết tâm. Sau khi cúp điện thoại, cả hội trường lại trầm xuống, mọi người nhìn La Khảm Thành. Diệp Phàm phát hiện thấy sắc mặt của Vi Bá Tiếu có chút hơi tái nhợt, thậm chí toát mồ hôi hột. Mấy người hơi cúi đầu xuống, giống như đang trốn tránh ánh mắt của Diệp Phàm. Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, lời thô tục nói lúc trước, tôi đã thừa nhận trước mặt ủy viên Phượng rồi. Mà nghe ủy viên Phượng nói thì trước đây ông có tới ở Phong Châu mấy tháng rồi, nơi này hẳn cũng là quê hương thứ hai của ông. Cho nên, việc xây dựng quốc lộ thứ cấp Phong Châu ở đây cũng là chuyện tốt. Đồng chí Trấn Đào, đồng chí Điền Sơ Nhất thấy thế nào? La Khảm Thành ra vẻ hỏi ý kiến người khác, nhưng chắc chắn việc này sẽ êm xuôi. Đồng chí này sẽ không dám đọ tay cùng ủy viên Phượng đâu. Ừ, các đồng chí ạ, bí thư La hẹn rằng một năm sau sẽ thông xe. Thời gian ngắn, nhiệm vụ quan trọng, xem ra tất cả các ngành liên quan đều sẽ được điều động rồi. Nếu như trước đây đồng chí Diệp Phàm đã xây dựng lên quốc lộ Thiên Sa Sơn thì tôi có kiến nghị, con đường ở Phong Châu này cũng giao cho Diệp Phàm phụ trách cả đi. Hơn nữa, về khoản tiền vốn cũng là do cậu ấy gom góp, để cậu ấy phụ trách tôi cũng thấy yên tâm. Bí thư La, Chủ tịch Điền, và các đồng chí khác thấy thế nào? Tề Trấn Đào đương nhiên là đã sớm giơ tay ủng hộ giao việc xây dựng con đường cho Diệp Phàm. Tôi đồng ý, đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn có thể được. Điền Sơ Nhất nói, trợ lý Diệp nhất định là có thể được, tôi hoàn toàn đồng ý. Không ngờ Vi Bá Tiếu lập tức đứng dậy lớn tiếng. Xem ra cũng có ý thể hiện thiện ý với Diệp Phàm, bởi thái độ của Phượng Triều Phong thật kỳ quái, không thể không khiến Vi Bá Tiếu nghĩ ngợi. Chương 2643, Diệp Phàm nổi giận. Quay người sang ông Vi nói, tôi là người quản lý giao thông đấy. Chuyện này tỉnh ủy đã quyết định rồi. Tôi thấy phải tăng viện trợ. Trước đây, trong tài khoản dự trữ của Diệp Phàm vẫn còn tài khoản trống gần 100 triệu. Mà con đường thứ cấp này lại là một hạng mục trong việc xây dựng khu kênh sinh thái Thiên Phong. Tôi nghĩ hay là đem một ít số tiền vay được đó, viện trợ cho việc xây dựng quốc lộ thứ cấp. Mà ngành giao thông của tỉnh phải điều động người trợ giúp đồng chí Diệp xây dựng con đường này. Còn về khoản tiền thì giám đốc Sở, anh hãy về kiểm tra lại. 50 triệu không thể bớt đi được. Hơn nữa phải đúng lúc đúng chỗ, tôi cho anh thời gian nửa tháng. Còn về nhân sự thì nhất định phải điều động những người có năng lực thật sự, phải đưa việc xây dựng quốc lộ thứ cấp trở thành việc quan trọng. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ điều động đội ngũ nhân sự có trình độ cao tới trợ giúp đồng chí Diệp hoàn thành việc xây dựng dự án quốc lộ thứ cấp Phong Châu. Bạch Hiểu Lễ cũng biểu hiện một chút. Người ta nói rằng, tường đổ là mọi người đẩy. Nhưng kỳ thật có được cảnh tượng tốt cũng là do mọi người dựng lên. Bí thư La, Chủ tịch Tề, trợ lý Diệp, tôi sẽ khẩn trương thu gom vốn.
tranh thủ trong vòng 3 ngày sẽ đem số tiền 100 triệu đầu tư vào quốc lộ thứ cấp Phong Châu. Vạn Hữu Lương lập tức đưa ra quyết định. Hy vọng là có thể giảm bớt những tiêu cực, bởi Bí Thư La vừa nãy đã hứa hẹn. Tôi sẽ giải thích rõ với ngành công an để họ nắm chắc về công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với trợ lý Diệp, để trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành hạng mục này, vì quốc lộ thứ cấp mà hoàn thành sẽ thuận lợi cho việc mở rộng việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Phó Chủ tịch tỉnh Trần nhìn Vi Bá Tiếu thừa nhận, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để giảng hòa. Trong khoảng thời gian ngắn, không cần biết các ngành có liên quan hay không liên quan đều phải xuất vốn, điều động nhân lực, đầu tư vật chất, nghĩ ra các phương án rồi. Gần nửa giờ đồng hồ, túi tiền của Diệp Phàm lại thêm 50 triệu rồi. Bí Thư La, tôi thấy nếu cứ cứng nhắc đem việc xây dựng quốc lộ thứ cấp tách ra khỏi kênh Thiên Phong thì xem ra không thỏa đáng. Hơn thế nữa, tôi thấy việc thu hút vốn đầu tư của trợ lý Diệp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, hợp đồng sẽ nhanh chóng được ký kết với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Mà trợ lý Diệp tràn đầy sức lực như vậy, chỉ là xây dựng một con đường cũng quá lãng phí nhân tài rồi. Lúc này Vu Tiền Lâm đưa ra kiến nghị. Ồ, đồng chí Tiền Lâm có kiến nghị gì hay cứ nói ra. La Khảm Thành nở nụ cười hỏi. Hay là hợp nhất việc xây dựng kênh Thiên Phong với quốc lộ thứ cấp lại. Cùng cử ra một bộ chỉ huy là được rồi. Cứ như vậy, một mặt có thể tiết kiệm nhân lực, hơn nữa cũng dễ quản lý. Hơn nữa sau khi tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân tiến vào Phong Châu thì sự nghiệp chăn nuôi sẽ tiến thêm bước phát triển mới. Đem thành quả thu hút đầu tư lần này hợp cùng với xây dựng khu kênh đảo sinh thái Thiên Phong là một có phải là sẽ đem lại lợi ích cho sự phát triển toàn diện của Phong Châu không? Vu Tiền Lâm nói, sát nhập ban chỉ huy lại cũng là một ý kiến hay, tuy nhiên, hiện tại cũng khá là bất lợi. Đồng chí Diệp Phàm tốt nhất vẫn là chú trọng xây dựng quốc lộ thứ cấp trước tiên. Hơn nữa, giới thiệu tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, chúng tôi vẫn có thể giới thiệu người thứ hai nữa. Hơn nữa, hiện tại thì trọng điểm thứ hai mà chúng tôi quan tâm cũng đang dừng ở việc xây dựng quốc lộ thứ cấp. Đồng chí Diệp Phàm nhất định phải chú trọng làm tốt công việc chỉ đạo dự án này, tuyệt đối không được có sơ suất. La Khảm Thành nói, ý của câu nói này là tạm thời không đồng ý với kiến nghị của Vu Tiền Lâm để bạt Diệp Phàm nắm giữ ân soái. Vu Tiền Lâm cũng không nhắc tới việc này nữa. Hội thảo bàn về việc xây dựng quốc lộ thứ cấp Phong Châu sẽ kịp thời kết thúc. Đương nhiên là đạt được thành công viên mãn trong không khí hữu nghị, đoàn kết, dân chủ, hợp tác. Hơn nữa, La Khảm Thành còn thân thiết đi lên nắm tay Diệp Phàm dặn dò vài câu, sau đó tới Chủ tịch Tề. Người thắng lớn hôm nay ở đây, đáng vui mừng nhất không ai khác ngoài Diệp Phàm. Con người này không những biết ăn nói buôn bán mà còn là người có phẩm chất phóng khoáng. Điều này đương nhiên đều mở ra dưới sự chiếu rọi của cây đại thụ Phượng Triều Phong. Người đó tới lúc cần lộ ra cũng phải lộ thôi. Diệp Phàm tự nhiên kích động trở về đồng lĩnh, và lập tức triệu tập những người có liên quan và mời ông Chu Đồng tới cùng bàn với nhau. Diệp Phàm từ tỉnh đem về các văn kiện giấy tờ có liên quan đến quốc lộ thứ cấp ở Phong Châu đặt trên bàn trước mặt Chu Do Tiếu. Các chuyên gia liên quan của đoàn khảo sát nhà họ Chu tới xét duyệt các văn kiện liên quan. Đoàn khảo sát lại gặp phải rắc rối với Chu Đồng. Lý do Chu Đồng đưa ra là buổi chiều mới quyết định. Diệp Phàm cũng biết, mọi người muốn đóng cửa lại để bàn bạc những chuyện liên quan, vì thế lại một lần nữa triệu tập mọi người của hai gia đình Hoa Đằng lại một chỗ dặn dò vài chuyện. Ăn cơm trưa xong Chu Na đưa Chu Đồng tới thăm Diệp Phàm. Chu Đồng nghĩ thông rồi sao? Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười đón tiếp hai cha con Chu Đồng. Diệp Phàm tự pha trà, biết Chu Đồng sẽ hút thuốc. Diệp Phàm đưa thuốc cho Chu Đồng. Trợ lý Diệp này, loại thuốc lá này chẳng lẽ lại chính là loại trong cung trong truyền thuyết của người Hoa Hạ các anh sao? Chu Đồng cười nói. Ha ha, ông muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi biết, bình thường thì ông thích hút xì gà. Nhưng mà loại thuốc này hút cũng không tồi tí nào, Chu Đồng nếm thử xem sao. Diệp Phàm cười nói. Chu Do Tiếu hút một hơi, khen. Đúng là không tồi, thuốc xịn. Nếu ông Chu Đồng thích, ở đây tôi vẫn còn hai điếu, khi nào về nước hãy mang theo. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì tôi xin nhận, nghe nói loại thuốc này không dễ mua được. Chu Do Tiếu không từ chối, liền nhận luôn. Diệp Phàm nhìn thấy, trong lòng sớm đã nhìn ra rồi. Biểu hiện của Chu Do Tiếu có thể có ý tứ gì đấy. Bây giờ y đã có thể nhận điếu thuốc lá của mình chứng tỏ là việc hợp tác kia đã có kết quả rồi. Trợ lý Diệp này, về việc hợp tác. Tập đoàn chúng tôi đã quyết định rồi. Chu Na nghĩ ngợi, cậu ta nhìn mắt Diệp Phàm, nói.
nhưng mà cha tôi nói trợ lý Diệp là bằng hữu đáng tin cậy nhất của nhà họ Chu chúng tôi. Vậy nên, trước khi ký hợp đồng, tôi muốn nhắc nhở anh một điều. Đã là góp vốn làm ăn thì một khi đã ký hợp đồng thì theo như câu nói của người Trung Quốc các anh chính là từ nay về sau chúng ta đã ngồi chung một con thuyền rồi. Thế nên phải có thành ý, đúng không? Câu này của Chu Đồng có ý gì, mong ông giải thích rõ. Diệp Phàm tôi mới từ thủ đô trở về, chẳng lẽ còn có biến cố gì sao, hay là cổ đông của hai nhà Hoa Đằng lại có điều gì khiến cho các ông không thể chấp nhận điều kiện? Diệp Phàm rất nhạy cảm, khéo léo hỏi. Chuyện đầu tư vốn hợp tác của tập đoàn Phong Thiên thật ra không có đưa ra thêm điều kiện gì nữa, chỉ là Đằng gia các ông vẫn có ý tứ với Phong Châu. Chu Na nói. Đằng gia, một mình họ đã bàn bạc cùng các ông rồi. Diệp Phàm hỏi, sắc mặt có chút trầm xuống. Ban đầu vốn đã cảm thấy Đằng gia có chút vấn đề, không ngờ rằng chưa ký kết hợp đồng này mà đã giằng co nhau. Cũng không thể coi là bàn bạc, chỉ có thể nói đơn giản là hàn huyên tán gẫu. Ý của Đằng gia là bọn họ ở phố đầu sư tử làm ăn cũng không tồi. Sản lượng và chất lượng sản phẩm da của Đằng gia ở phố sư đầu chiếm thứ ba, đặc biệt là tập đoàn Thiên Vương đã góp cổ phần lớn cho Đằng gia, theo tài liệu mà họ đưa ra thì cũng có tài sản lên tới 4 tỷ. Hơn nữa thương hiệu giày da Lương Vương hiện đã tiến ra biên giới. Số lượng tiêu thụ trên thế giới cũng chiếm số lượng nhất định. Tuy nói không có khả năng thâm nhập vào thị trường da cao cấp nhưng ở các thị trường cấp trung bình và cấp thấp thì có được lượng khách hàng tương đối lớn. Hơn nữa, thị trường sản xuất da ở phố sư đầu được hình thành từ khá sớm, hiện đã dần đầy đủ hoàn mỹ. Với lại, phố sư đầu cách phố Cửu Long không xa, cũng bị ảnh hưởng bởi phố Cửu Long, các sản phẩm khác cũng xuất hiện theo trào lưu. Ở phố sư đầu bọn họ có ưu thế là tự phát triển, nhưng ở Phong Châu chúng ta cũng có lợi thế là tự mình phát triển. Trào lưu quan trọng, nhưng công nghệ từ xưa cũng không tệ. Mà tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân các anh lại thiếu đi ý thức trào lưu. Nếu như có thể kết hợp trong nghệ thuật sản xuất ra từ xa xưa ở Phong Châu, thì sản phẩm mới sản xuất ra không chừng còn có thể có cảm giác là một trào lưu mới. Hơn nữa, dựa vào nguyên liệu sản xuất ra mà nói thì Phong Châu chúng ta có ưu thế hơn. Có đầy đủ điều kiện về bãi cỏ có chất lượng cao và chăn nuôi gia súc hoàn chỉnh. Hơn nữa, nếu như khu vực kênh sinh thái Thiên Phong xây dựng xong, thì trước sau gì chúng ta cũng phải làm theo cái nhu cầu chăn nuôi gia súc của tập đoàn Thiên Phong. Các ông cần nguyên liệu da như thế nào, chúng tôi liền sản xuất ra loại da như thế. Hơn nữa, xí nghiệp mua sắm và chăn nuôi gia súc hợp tác với nhau thì chăn nuôi gia súc phát triển nhanh hơn. Bởi người nông dân cam đoan rằng, sức mạnh tự nhiên là đủ rồi. Cứ như vậy thì nhà máy có thể bảo đảm về chất lượng và dồi dào về nguyên vật liệu. Diệp Phàm nói xong liếc nhìn Chu Na một cái, hỏi. Có phải tập đoàn Thiên Vương của Đằng gia có ý kéo các vị về phố sư đầu không? Các ông đã có thể nhắc nhở tôi điều này, tôi tin rằng các ông đã coi tôi là bằng hữu đáng tin cậy nhất rồi. Các ông còn nguyện vọng gì, xin cứ nói cụ thể. Tuy rằng Đằng gia không nói ra hết ý, nhưng cha tôi có thể cảm thấy rằng bọn họ có ý đồ này. Với lại, theo như sự nghiệp của Đằng gia thì trọng tâm của họ vẫn nghiêng về phố sư đầu bên đó. Cha tôi cũng có chút lo lắng, nếu như mà bọn họ chuyển từ tập trung sang phân tán thì sẽ mang lại nhiều nhân tố không xác định được cho sự phát triển của tập đoàn Thiên Phong. Một xí nghiệp mới có quy mô lớn như vậy muốn phát triển mạnh phải suy nghĩ tới nhiều vấn đề. Một khi sự chỉ huy hoặc đi theo hướng không thỏa đáng sẽ gặp tổn thất, thậm chí nguy hiểm tới xí nghiệp. Chu Na ngẫm nghĩ một lát. Rồi dùng tiếng Pháp nói chuyện với cha. Theo quy định của hiệp ước, Đằng gia không thể rời khỏi tập đoàn Phong Thiên. Và lại, 1 tỷ tiền mặt của họ ở ngân hàng đã bị đóng băng. Phải chờ tới khi ba nhà các ông góp vốn lại, cùng ký kết hợp đồng, sau đó chủ tịch mới của tập đoàn Phong Thiên mới đứng ra quyết định sử dụng những số tiền này. Vậy thì chính phủ của chúng tôi làm như vậy đương nhiên là dựa trên những phần mà Đằng gia đồng ý ở trên. Nhưng có điều là đã quyết định rồi. Không cần biết tập đoàn Phong Thiên quyết định thế nào, nếu không có quy mô nhất định, trong vòng 1 năm, tiền mặt của Đằng gia không thể rút ra 1 hào nào. Chu Đồng cũng là người hiểu chuyện, tuy nói rằng số tài sản tập đoàn Thiên Vương khống chế cổ phần của Đằng gia lên đến 4 tỷ, xem ra phần lớn là tài sản cố định. Cùng lắm thì bọn họ cũng chỉ có thể xuất ra 1 tỷ tiền mặt. Nếu không rút được số tiền này, bọn họ sao có thể lại hợp tác phát triển một lần nữa ở phố sư đầu chứ, có đúng không? Cơ sở hợp tác là cái gì, điều quan trọng nhất của việc hợp tác cũng chính là tiền quay vòng từ chỗ nào. Đã không có tiền thì tất cả đều là hoa trong kính, trăng trong nước, có phải không? Diệp Phàm nói.
Ồ, ra là thế, vậy bọn họ làm đến cùng như vậy để làm gì chứ? Chu Na có chút không rõ. Bọn họ muốn làm thế nào tôi không rõ, nhưng tất cả những gì tôi vừa nói đều dựa vào hình thức của hợp đồng đã được ký kết. Nếu Chu Đồng muốn xem giao hẹn ban đầu thì chúng tôi sẽ đưa ra. Diệp Phàm nói, trong lòng đã bắt đầu khó chịu với Đằng Gia. Chương 2644, nồi lẩu Diệp Thị. Hợp đồng này vẫn chưa ký kết, không ngờ ông lại nảy ra ý định muốn đào góc tường. Nếu không có quan hệ tốt với Chu Gia thì không chừng người ta đã sớm nhảy sang phố sư đầu rồi. Phong Châu bên này đúng là phải lấy giỏ trúc mà múc nước rồi. Hơn nữa, bộ dạng như vậy cũng tạo nên cho tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân ấn tượng không tốt, không thể dựa dẫm vào về người hợp tác. Vậy thì khi suy nghĩ về tiền đầu tư vào, tự nhiên sẽ nghĩ rằng những nhân tố này không thể dựa vào được. Phải hạ thấp độ tin cậy về tập đoàn Thiên Phong ở Phong Châu bên này. Kết quả khác có tính nguy hiểm khá lớn. Tuy nhiên, trước hết điều quan trọng vẫn là ổn định Chu Gia. Hơn nữa cũng không phải thời điểm phê bình Đằng Gia. Ha ha ha. Sau khi nghe thấy Chu Do Tiếu liền cười to, nói. Chúng tôi coi trợ lý Diệp là người bạn tin cậy nhất, vậy nên mới nhắc nhở đồng chí. Nếu không thì chúng tôi cũng không cần phải nhắc nhở cậu, đúng không? Hơn nữa tập đoàn đã quyết định đầu tư 800 triệu vào tập đoàn Phong Thiên. Theo số vốn ban đầu thì chúng tôi phải là cổ đông lớn thứ ba. Thế nhưng tập đoàn Phong Thiên lại bắt tay với hai nhà Đằng Hoa, coi trọng nhà họ Hoa hơn. Thế nên chúng tôi lại đứng lên vị trí cổ đông số 2. Đương nhiên có muốn đầu tư thêm vào nữa hay không phải xem biểu hiện sau này của tập đoàn Phong Thiên. Ngay cả có không kiếm ra tiền, chỉ cần có thể kết bạn với trợ lý Diệp, như vậy là thành bằng hữu rồi, Chu gia chúng tôi nghĩ như vậy là rất đáng quý rồi. Diệp Phàm nghe vậy liền hiểu ngay, vốn là Chu gia dự định không dừng ở con số 800 triệu. Hiện tại thì chỉ có thể đưa ra cho Đằng gia con số 800 triệu thôi. Với lại thái độ của Chu gia như vậy là tự nhắc nhở bản thân cũng giống như mua một đại ân tình. Nói cách khác là người ta đã không thèm để ý đến phố sư đầu rồi. Chu gia mà đồng ý lưu lại, hoàn toàn là vì thể diện bản thân chứ không phải vì huyện Phong Châu có cái gì đó hấp dẫn. Mặc dù là Phong Châu có sức hấp dẫn đi nữa thì vào tay Đằng gia cũng sẽ chẳng còn gì thú vị. Việc đầu tư lần này hoàn toàn biến thành đầu tư về ân tình. Đằng gia không làm việc lớn như vậy. Xem ra ở phía sau không có quan hệ với phó bí thư địa ủy Phong Châu. Vì sĩ diện của mình mà Đằng gia không làm việc lớn này. Diệp Phàm tức giận trong người. Lúc ấy, Diệp Phàm đã quyết định trước khi rời khỏi Phong Châu nhất định phải khiến cho Chu Chính Cương lĩnh giáo một chút cái sự tức giận của mình. Chẳng qua lúc này Diệp Phàm đang cố nhịn. Ban chiều hai bên bắt đầu đàm phán, Diệp Phàm cũng không tham gia. Ăn tối xong, hắn vào nhà nghỉ nghỉ một lúc. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều. Tuy không tham gia đàm phán nhưng Diệp Phàm lại ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc và chờ tin vui. Đến 5 giờ, cuối cùng tin tức cũng đến, hai bên chính thức ký kết hợp đồng. Đến giờ thì chuyện tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân vào Phong Châu đã kết thúc. Tin vui này, Diệp Phàm lập tức báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư La, Chủ tịch Tề, Chủ tịch Điền trong điện thoại đều khen ngợi chuyện Diệp Phàm làm. Và đều đồng ý tới dự lễ cắt băng khánh thành của tập đoàn Phong Thiên. Tập đoàn Phong Thiên tổ chức bữa tiệc tại quán rượu lớn của Hoa Gia ở Phong Châu. Diệp Phàm và những người có quan hệ đều được mời tới tham dự. Hoa Đông Thành trên người mặc bộ quần áo truyền thống của thương nhân Triều Thanh, còn Đằng Vân Thanh lại mặc bộ đồ Tây trang trọng đắt tiền. Hai vị lãnh đạo của tập đoàn Phong Thiên, một cổ một kim, càng khiến cho bữa tiệc cảm giác được vừa khác người vừa mới lạ. Bữa dạ tiệc diễn ra rất long trọng. Không khí khá náo nhiệt. Mặc dù đám người thái sáng cũng tham dự nhưng thái độ có vẻ gượng ép. Nụ cười trên mặt đương nhiên cũng là gượng ép rồi. Hơn 12 giờ đêm, Diệp Phàm mới lê những bước chân nặng nề, say xỉn về căn nhà gồm 3 phòng 2 sảnh mà y ở tạm thời. Diệp Phàm vừa mới mở cửa, lướt nhìn qua liền tỉnh rượu, bước nhanh vào đại sảnh. Tức thì ngây ngẩn cả người. Không hiểu sao Lý Cường lại nằm trong nhà mình, mà đại sảnh lại rất bừa bộn, ghế sofa. Bàn, chén lộn xộn, dường như đã xảy ra cuộc đụng độn. Diệp Phàm liền kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Rất may là Lý Cường vẫn còn sống, nhưng có vẻ là bị thương. Diệp Phàm lập tức kiểm tra và chữa trị, không lâu sau Lý Cường đã thở và tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt nhìn thấy tình hình trong phòng khách, liền sợ tới mức ngồi bật dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt Diệp Phàm. Quỳ cái gì chứ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Diệp Phàm gỡ tay Lý Cường ra.
đỡ hắn đứng dậy nhưng hắn không chịu buông tay ra khỏi hai chân. Thấy vậy Diệp Phàm cũng không giật ra nữa. Tiên sinh, Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh bị người ta cướp đi rồi. Lý Cường tức giận mở miệng nói câu đầu tiên. Bình tĩnh, từ từ nói mọi chuyện tôi xem nào. Hôm qua, lúc ông lên tỉnh họp, khoảng 3 giờ chiều, lúc ấy mọi người đều đã đi làm. Tôi đang cầm Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh xem trong tay. Không ngờ cánh cửa đột nhiên mở. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng phải giấu Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh. Nhưng mà có một gã đội một cái chụp dài bước vào. Trông hắn khá là to cao, điều chỉnh cái máy ghi âm trong tay cho thật to, âm nhạc lập tức vang lên trong phòng. Khẳng định là hắn làm như vậy để che giấu, để không ai phát hiện ra. Cho dù là có hàng xóm ở nhà, nhưng người ta cũng sẽ nghĩ rằng người trong nhà đang nghe nhạc hoặc đang khiêu vũ. Tài nghệ của người này tương đối cao, tuy tôi rất muốn liều mình để bảo vệ cái lư hương này nhưng cuối cùng lại bị hắn đánh cho bất tỉnh. Lư hương nhất định bị hắn lấy đi rồi. Lý Cường giọng khàn khàn nói. Có nhìn thấy rõ mặt của hắn không? Diệp Phàm nhìn quanh bốn phía, hỏi. Không nhìn thấy gì cả. Hắn đội cái thứ đồ chơi của nữ nhân lên đầu. Lý Cường lắc lắc đầu, suy nghĩ rồi nói. Chiêu số võ thuật của người này rất nhanh nên tôi không thể nghĩ ra nó thuộc môn phái nào. Tôi cũng không biết làm thế nào để chống lại thì đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện này làm sao bây giờ? Đằng ra bên này không ứng phó nổi, liệu có phải thuê người xử lý giúp không? Tạm thời vẫn không thể khẳng định, song nghi ngờ bọn họ lắm. Diệp Phàm hừ một tiếng, đột nhiên đứng lên. Y dùng tay sờ xem, rồi thở ra nhẹ nhàng, sau đó vòng vo lấy ra vật gì đó bằng ngón tay cái. Lý Cường nhìn rất tò mò nhưng không dám lên tiếng. Đây là cách kiểm tra mới nhất, chúng ta đi xem. Người không để lại tên, nhạn không để lại tiếng, cuối cùng thì cũng phải lưu lại cái gì đó chứ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Không lâu sau, ở trong máy vi tính hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh quả là rõ nét. Lý Cường thầm nói. Đương nhiên rồi, cậu không nghĩ ra việc này là do ai gây ra. Chỉ biết là ngón tay như vậy thì có tới hàng trăm vạn. Hơn nữa không phải mua sản phẩm, chuyên cung cấp nhóm gián điệp cao cấp và nhân viên tình báo. Diệp Phàm nói, hai người chăm chú nhìn lên video. Lý Cường, cậu có nhìn ra cái gì không? Diệp Phàm quan sát một hồi rồi hỏi. Người này không cao lắm, nhưng thể trạng khỏe mạnh, cậu nhìn bắp thịt trên cánh tay xem. Nhưng mà chỉ ngần ấy cũng không tìm ra là ai. Chỉ riêng những đặc điểm này thì cả thế giới có quá nhiều rồi. Cái camera kia nếu như có thể nhìn xuyên thủng nhìn cái tất kia thì tốt rồi. Lý Cường thở dài, xoa nắn đùi bị thương. Ha ha ha, cậu lại còn nhìn thấy đầu của hắn. Diệp Phàm cười thần bí. Lý Cường nhìn kỹ lại xem, cuối cùng vẫn lắc đầu không hiểu được. Người này đầu chọc, hơn nữa trên đầu hắn có cái gì đó đặc biệt. Diệp Phàm gợi ý. Chẳng lẽ là tên hòa thượng? Lý Cường giật mình đứng lên, nhưng do đau đầu gối nên lại nhíu mày ngồi xuống. Chớ có nóng vội, chân cậu bị thương, tôi đã kiểm tra, da cũng không có vấn đề gì, người này là một cao thủ. Làm cho chân kinh mạch của cậu bị rối loạn, nếu không gặp được tôi thì đời này xem ra cuộc đời còn lại của cậu sau này phải nằm giường. Người này ra tay âm lạt quá, tuy nhiên nếu đến để cướp đi Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh thì xem ra cũng là có quan hệ với đằng gia. Chẳng lẽ đằng gia muốn mượn cơ này để buộc tôi nhúng tay vào phá rối tập đoàn Phong Thiên? Hay là đằng gia dắt tâm muốn thay thế vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Hoa gia. Có điều ngón tay của người này vẫn không thể che giấu nổi, cậu nhìn xem có phải ngón út bị chặt đứt một nửa. Thêm vào đó người này lại giống như hòa thượng, như vậy thì phạm vi điều tra đã thu nhỏ lại rồi. Diệp Phàm nói, đằng gia là mối nghi vấn nhiều nhất, có điều chúng ta không có chứng cứ thì cũng không làm gì được. Trừ phi có thể tìm thấy tên hòa thượng có ngón tay út bị chặt một nửa. Lý Cường có chút buồn bực, nói. Hắn là một tên hòa thượng, tên này trên đầu còn có giới ba. Cậu đã là cao thủ có khả năng ở cấp 6, vậy mà người này lại dễ dàng xử lý cậu, chứng tỏ hắn là cao tay hơn cậu. Xem ra năng lực cũng khoảng cấp 8, nếu như nhìn vào việc hắn đã phá hỏng bộ phận kinh mạch ở chân cậu thì người này phải có bản lĩnh cấp 9. Bởi vì nội khí của tên này tràn ra ngoài rất nhiều, người luyện võ ở cấp 8 thì nội khí sẽ không tràn ra ngoài được. Như vậy, hòa thượng cao tay như vậy ta nghĩ ngoài Thiếu Lâm tự ra chỉ có thể ở Ngũ Đài Sơn mới có. Đương nhiên cũng không bỏ qua số ít trường hợp hòa thượng giống như ẩn sĩ, hay một vài sơn dã trong miếu nhỏ. Tuy nhiên nếu có quan hệ với đằng gia thì hòa thượng này chắc chắn là từ hai nơi này tới.
Hơn nữa ngoại trừ những người sống trên núi, nếu có thể gọi là ẩn sĩ thì bọn họ nhất định không muốn xuất hiện ngoài đời trần để gây chuyện. Cho nên phạm vi này lại được thu nhỏ. Đợi tôi kiểm tra lại đã, dấu vết này nói sau. Diệp Phàm nói xong đi tới đại sảnh, đưa mắt nhìn dò xét. Sau khi hung thủ hành động qua 48 giờ thì Diệp Phàm vẫn có thể tìm được chút dấu vết đấy. Quả nhiên, sau khi dùng radar quét qua thì hiện ra một vệt màu mờ mờ, nhạt nhạt. Diệp Phàm cẩn thận nhớ lại đặc điểm của vệt đường mờ này. Bởi cơ thể người thường xuyên sẽ xuất ra ngoài một lượng khí cơ thể một cách tự nhiên. Khí này ở mỗi người lại không hề giống nhau, so với việc dùng dấu vân tay cũng không có sự sai khác lắm. Chỉ cần nhớ kỹ khí trên cơ thể người này, khi gặp lại thì sóng radar sinh vật của Diệp Phàm sẽ hiện lên. Xem ra trên đời này cũng chỉ có Diệp Phàm mới có khả năng đặc biệt này. Đây là một biểu hiện đặc biệt của đôi mắt thần của Diệp Phàm. Chỉ có điều muốn gặp được người này cũng không dễ, Diệp Phàm quyết định đi lên Ngũ Đài Sơn với Thiếu Lâm Tự để giải quyết mọi chuyện. Chương 2645, anh diễn kịch tôi cũng diễn kịch. Tuy nhiên, người mà làm cái việc này chắc sớm cũng đã giấu đi không nói chính xác rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm biết không thể dùng sức mạnh đối với hai mảnh đất này được. Võ công Thiếu Lâm Tự có bề dày lịch sử cả nghìn năm, và võ đang là núi Thái Sơn bắt đầu trong chốn võ lâm. Mà ngay cả phái Hoa Sơn cũng có bán tiên thiên cường nhân thì Thiếu Lâm Tự không thể không có được. Trước mắt Diệp Phàm vẫn không có sức lực để đi đùa giỡn hai nơi này. Mà Ngũ Đài Sơn cũng là nhất đại môn phái, tuyệt đối có cao thủ. Truyền thuyết Ngũ Đài Sơn rất thần bí, xem ra làm người cũng nên khiêm tốn một chút, không chừng cao thủ cũng không kém võ đang và Thiếu Lâm. Thiếu Lâm võ đang có lẽ cũng có tên tuổi. Tuy nhiên, điều Diệp Phàm lo lắng nhất là đằng ra đến thúc giục chuyện cái Lư Hương thì phiền toái rồi. Như vậy thì Diệp Phàm thật đúng là không có chỗ đứng rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng không muốn cảnh sát nhúng tay vào việc này. Như vậy thì ngày càng rối loạn hơn thôi. Hơn nữa, những gã cảnh sát này cũng không điều tra ra được cái gì. Đến lúc đó nói đi nói lại đoán chừng đằng ra càng ngày càng thêm rắc rối. Vì thế, Diệp Phàm liều một phen gọi điện cho cấp dưới để triệu tập nhân lực. Điều đáng tiếc là xe ở tổ đặc nhiệm A phải đi một cách bí mật. Mà cao thủ cấp 12 Lạc Phi lại đang ở đảo Chris. Liên Sa Thiên cũng ở đấy. Thằng Vương Nhân Bàng cũng đã ở đấy rồi, nước xa không thể cứu được lửa gần rồi. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phàm tức giận là vừa mới cầm lái không lâu thì em trai Đằng Dũng của tổ lái Vân Thanh nhà Đằng gia không ngờ cũng đã tới cửa rồi. Thật ngại quá trợ lý Diệp à, ông nhà nói đã lâu không gặp Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh và rất nhớ nó. Có thể trợ lý Diệp không biết được, ông nhà năm nay cũng đã 99 tuổi rồi, nhưng cứ sau một khoảng thời gian ngắn lại đến thăm một lần. Bởi ông nhà đặc biệt kính trọng tổ tông, điều này cũng là đặc điểm của người Trung Quốc chúng ta có phải không? Bởi vì lần này chủ tịch Đằng vì tranh giành vật liệu ra Phong Châu Hiệp hội trưởng là lão thái gia mới để anh tôi mang cái Lư Hương đi. Bằng không, bất cứ kẻ nào cũng không được lấy cái Lư Hương ấy đi. Vẻ mặt Đằng Dũng ngượng ngùng, nói. Anh thật là bẩn thỉu tránh xa bố ra, Diệp Phàm nhét cơn giận vào trong lòng, hơi ngượng ngùng nói. Điều này, thật ngại quá. Thứ trưởng Thiết anh có thể không biết sao? Thứ trưởng Thiết, ai là Thứ trưởng Thiết? Vẻ mặt Đằng Dũng không biết tình hình hỏi. Chính là Bộ trưởng Thiết Chiêm Hùng Thứ trưởng Bộ Công an, lại nói tiếp quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt. Trước kia ở Nam Phúc thường xuyên đi uống rượu cùng nhau. Hơn nữa, có thể anh không biết, Thứ trưởng Thiết cũng là chuyên gia nghiệp sư văn vật. Mấy hôm trước vừa nghe nói có Lư Hương Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh liền có hứng thú. Không có cách nào khác. Ai nói hai người chúng tôi có quan hệ mật thiết với nhau chứ? Cho nên, đành phải. Diệp Phàm nói với vẻ mặt xin lỗi nhìn Đằng Dũng. Là cho Thứ trưởng Thiết mượn có phải không? Sắc mặt Đằng Dũng lập tức có chút hơi biến đổi. Ừ, không có cách nào cả. Hôm qua anh ấy đã phái người đến đây lấy rồi. Mà tôi nghĩ Đằng gia đoán chừng cũng muốn giữ cái Lư Hương lại một thời gian nữa có phải không? Thứ trưởng Thiết rất thích chữ nghĩa đấy. Tôi cam đoan. Chỉ một thời gian nhất định anh ấy sẽ đem cái Lư Hương còn nguyên vẹn trả lại cho các anh. Thật ngại quá, việc này, các ông nhà các anh lại cần đến cái này. Có thể để ông Đằng nói qua về tình hình không? Hôm qua Thứ trưởng Thiết mới bảo người đến lấy đi, hôm nay tôi lại đi đòi lại, như vậy có chút nóng nảy có phải không? Diệp Phàm nói liếc nhìn Đằng Dũng một cái, lại nói. Anh có thể không biết rõ, Thứ trưởng Thiết người này rất ngay thẳng nên cũng rất chân thành. Đương nhiên. Nếu các ông nhà anh quả thực cần gấp thì tôi sẽ lập tức gọi điện cho Thứ trưởng Thiết.
tôi sẽ cử người bên này đi lấy về là được. Ôi, chỉ sợ cứ làm như vậy trong lòng thứ trưởng Thiết có chút khó chịu. Thôi vậy, cùng lắm cũng để ông ấy mắng hai câu là được. Diệp Phàm đành phải lấy lời nói của Bạch Nha để nói dối, biết rõ đằng ra người ta cũng đã biết rõ. Nhưng Diệp Phàm lại muốn dùng Thiết Chiêm Hùng để suy tính xem đằng ra có nể mặt hắn không. Việc này, ôi, lão thái gia cũng là những khó tính đấy. Việc này, thật sự là rất khó rồi. Vẻ mặt Đằng Dũng thật sự ngượng ngùng, miệng ấp úng dường như không có hứng thú. Nếu ông cụ cũng là người giữ chữ nghĩa thì tôi sẽ gọi điện hỏi thứ trưởng Thiết một chút. Diệp Phàm nói xong cầm điện thoại lên. Không thể tin được là Đằng gia thực sự rất tuyệt tình, thậm chí ngay cả thể diện của Thiết Chiêm Hùng cũng không để ý. Đằng Dũng chỉ ngồi với vẻ mặt xin lỗi chứ không bảo Diệp Phàm không phải gọi điện thoại nữa. Thằng này, rõ ràng muốn mang cái lư hương về rồi. Diệp Phàm rõ ràng là dùng điện thoại bàn đã bị tháo dây ra rồi, cũng không có điện, nói với một lần về nhu cầu cấp bách của lão thái gia. Như vậy, tự nhiên Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng nói chuyện với nhau. Điều này, người anh em thật ngại quá. Sáng nay trong lúc nói chuyện về thời tiết cùng với ông Phượng đã lỡ miệng. Kết quả là ông Phượng đã biết, ông ấy cũng rất có hứng thú, nói đùa bảo là cũng muốn xem cái lư hương đấy. Có hiểu biết một chút về đồ cổ trong cung đình ngày xưa, hiểu một chút về cuộc sống của đế vương cổ đại. Cho nên, tôi còn chưa kịp nghiên cứu tí nào đành phải đưa đến nhà ông Phượng rồi. Làm sao bây giờ, lúc cơm trưa mới đưa qua? Vừa nãy mới đi cầm về, em nói chuyện với Đằng gia một chút, cho chúng ta mượn nửa tháng, nhất định sẽ hoàn trả lại. Thiết Chiêm Hùng nói, việc này, anh Thiết, thật đúng là không có cách nào cả. Ông cụ Đằng gia người ta cũng là người thích đồ cổ. Ông ấy muốn lấy lại cái lư hương cổ ấy, muốn bái lư hương như bái tổ tiên. Hay là anh nghĩ cách lấy về đi, tôi sẽ lập tức cử người tới lấy về. Diệp Phàm nói, nếu người anh em nói như vậy thì tôi sẽ lập tức đi thúc giục người ta, ôi, ông già nhà Đằng gia cũng thật là. Không phải là lư hương cổ, mượn vài ngày cũng không được. Nếu như ông Phượng mà biết được Đằng gia thúc giục muốn lấy về. Thiết Chiêm Hùng vừa nói đến đây Diệp Phàm đã vội vã nói. Đừng như vậy, đừng nói chuyện của Đằng gia gia. Người ta có thể là nhà đầu tư lớn của Phong Châu chúng ta. Là một trong ba tập đoàn Phong Thiên cổ đông xây dựng, nếu như ông Phượng thường xuyên đi mượn cá lư hương này để hiểu về cuộc sống của đế vương cổ đại cũng không hay có phải không? Vậy thôi đi, tôi lập tức đi lấy về. Thiết Chiêm Hùng hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Việc này, nếu như ông Phượng lấy thì coi như bỏ đi, mấy ngày nữa qua lấy cũng được. Đằng Dũng không ngờ sửa lời nói. Diệp Phàm đành lại gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng. Sau khi Đằng Dũng đi rồi Thiết Chiêm Hùng gọi điện tới, hỏi han rất ân cần. Người anh em, như vậy có muốn làm tiếp cũng không phải chuyện này. Hơn nữa, Đằng gia người ta cũng muốn nhanh chóng lấy lại. Trong lòng tất cả mọi người cũng biết rõ rồi, tuy nhiên, cũng có chút kỳ lạ. Nếu như việc này là bọn họ sắp xếp thì bên ngoài đều hiểu được là chúng ta mà không ở đây ăn nói lung tung thì làm sao có thể mượn thêm mấy ngày được. Việc này phải có chút kỹ xảo đấy ông em à, theo lý mà nói thì bọn họ chắc chắn là ám chỉ điều kiện gì đó. Mà Diệp Phàm anh lại có điểm yếu lại bị hại cũng không có được sự giúp đỡ có phải không? Tôi cũng có chút buồn bực, việc này là Đằng gia làm, anh ta chính là bức chết tôi cũng chỉ muốn đòi lại cái lư hương về có phải không? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, có phải Đằng gia đang chơi chiến thuật lạt mềm buộc chặt không? Diệp Phàm suy nghĩ lập tức nói ra. Lạt mềm buộc chặt. Lý nào lại vậy hả người anh em? Đầu tiên là Đằng gia tới thúc giục, sau đó lại dọa ông Phượng, khiến ông ấy nhất thời không dám cầm. Qua mấy ngày Đằng gia lại đến, người ta rõ ràng là nể mặt ông Phượng rồi, cũng có thể Đằng gia người ta hoài nghi chúng ta. Lần thứ hai đến đây đoán chừng chính là lúc Đằng gia lật bài ngửa lên. Tuy nhiên, ông em, trong vòng vài ngày tới đi đâu tìm lư hương? Mặc dù là Thiếu Lâm Võ Đang cũng suy đoán là của ông em. Thật sự là cao thủ của bọn họ đã lấy đi, chúng ta cũng lấy luôn của bọn họ có phải không? Đoán chừng việc này vẫn là hành động của cá nhân, không thể nào là hành vi của cả một môn phái. Tôi sẽ lập tức đi điều tra Đằng gia có người thân hay bạn bè ở hai nơi này hay không? Thiết Chiêm Hùng nói. Không những phải điều tra hai nơi này, nhà Đằng gia có người xuất gia ở hai nơi này cũng phải điều tra một chút. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ cái gì có khả năng là dấu vết được. Nói cách khác chính là lăng nhục hai anh em ta đấy. Mẹ kiếp, thật đúng là xui, vì đầu tư, vì kiếm tiền, cách này thật khiến cho người ta muốn phỏng cũng khó rồi. Diệp Phàm cau mày.
Người ta nói trong chiến trường dao màu trắng đánh nhau với dao màu đỏ thì máu sẽ chảy đầm đìa rất tàn khốc, kỳ thật tôi nghĩ nói cũng đúng, nếu như chúng ta tranh đấu trong quan trường tuy nói là có cùng thuốc súng nhưng cũng không thể thoải mái mà chiến đấu được. Mà buôn bán cạnh tranh tàn khốc, có người một đêm khuynh ra bại sản, so với trực tiếp giết người còn tàn khốc hơn nhiều. Ví như Đằng gia cũng như vậy, chỉ một động tác nhỏ cũng là một đòn chí mạng rồi. Tất cả mọi người đều biết ông em mượn lư hương của Đằng gia. Nếu ông em không trả, cơ hội Đằng gia muốn kiếm chuyện là rất lớn. Chính là nói ông em là cán bộ mà lại đi nuốt bảo bối đồ cổ cũng không biết chừng. Một cái lư hương đã có thể lấy đi cái mũ của Diệp Phàm, có thể để trên lưng Diệp Phàm anh một vết nhơ không ngẩng đầu lên được. Mà mục đích của Đằng gia không phải là muốn ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Thiên. Tôi thấy thật sự không nên đáp ứng điều kiện của Đằng gia. Đương nhiên, bộ dạng chúng ta như thế này cũng không phải là thỏa hiệp, mà là tiến một bước lùi một bước. Một khi đã kiểm tra ra được tình huống thật thì chúng ta phải ra tay thật nặng. Đằng gia dám đánh lén chúng ta sẽ bắt Đằng gia phải khuynh gia bại sản cả đời không ngóc đầu lên được. Mẹ, muốn chơi chúng ta vẫn còn non lắm. Thiết Chiêm Hùng xúc động sau khi nói. Đó là điều đương nhiên, ai muốn làm Diệp Phàm tôi chết nó cũng phải chết. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Anh, trên giấy nói chắc là sự thật, Diệp Phàm quả nhiên không chắc về cái lư hương của chúng ta. Đằng Dũng gấp gáp đi vào đại sảnh Đằng gia vừa mới phát hiện ra một chuyện liền nói luôn. Tuy nói là Đằng gia đi đầu trong kinh doanh thị trường vật liệu gia, nhưng Đằng gia lại là người chiều lòng khách hàng. Bây giờ lại có vấn đề nảy sinh ra bên ngoài. Muốn đi hù dọa ông Phượng, rõ ràng là đã đem cái lư hương của chúng ta làm hỏng rồi, còn liên kết với thứ trưởng Thiết lừa gạt người. Anh ta hiểu được chúng ta nhất định sẽ không đi hỏi ông Phượng về cái lư hương đấy. Về phần Thiết Chiêm Hùng bộ công an chắc là có người này rồi. Mà chúng ta cũng không thể đến hỏi việc này được, mà lư hương kia, bây giờ xem ra phải gọi chuyên gia đến sửa rồi. Tuy nhiên, mặc kệ anh ta sửa kiểu gì, hỏng thì cũng đã hỏng rồi, lúc chúng ta cầm về phải mời chuyên gia tới giám định, nếu như có thể đáp ứng được thì được. Đằng Định Đỉnh cười lạnh. Chương 2646, thái độ của ông Phượng rất kỳ lạ. Sẽ cho hắn thêm mấy ngày em xem bọn họ muốn làm như thế nào. Chẳng lẽ làm vỡ lư hương còn có thể phục hồi như xưa? Đến lúc đó cầm về nhất định phải mời chuyên gia văn vật đến giám định một chút. Tôi thấy tốt nhất là mời chuyên gia cùng đi lấy lư hương về, tôi lo lắng anh ta sẽ làm cái lư hương giả để lừa gạt chúng ta. Đương nhiên, nếu như có thể thương lượng thì sẽ dễ làm hơn nhiều. Đằng Vân Thanh xoa xoa mỉm cười. Nếu hắn nói sự thật thì chúng ta làm sao bây giờ? Đằng Dũng hỏi. Chúng ta nhất định không lấy tiền bồi thường, nhà chúng ta không thiếu tiền. Đằng Định Đỉnh hừ nói. Em sai rồi Định Đỉnh, đương nhiên phải bồi thường tiền rồi. Tuy nhiên, lấy lư hương của chúng ta đem đi bán đấu giá. Ít nhất cũng được 50 triệu. Đối với một cán bộ chính phủ một tháng 2.000 đồng tiền lương mà nói là một con số rất lớn. Đằng Vân Thanh cười thần bí. Đúng đúng, chúng ta phải lấy tiền bồi thường chứ. Anh ta có thể kiếm đủ sao? Đến lúc đó không có đủ tiền bồi thường để xem chúng ta định đoạt như thế nào. Hơn nữa, cho dù anh ta có đủ đi chăng nữa cũng có dám bỏ ra không? Anh ta lấy tiền đó ở đâu? Đây không phải trực tiếp với ủy ban kỷ luật rằng chúng ta đang tham nhũng sao? Ha ha, bất luận là làm như thế nào, lần này, anh ta chết chắc rồi. Tuy nhiên, kỳ lạ là sao lại có người biết chúng ta? Bộ dạng chúng ta như thế này có trúng kế của người khác không? Tôi không tin trên đời này còn có loại người tốt không giúp chúng ta. Người gửi cho chúng ta tờ giấy kia rốt cuộc là muốn gì? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn hổ đấu nhau cuối cùng y là ngư ông đắc lợi sao? Chúng ta, cũng nên cân nhắc một chút mới được, lại còn ngốc nghếch giúp y kiếm tiền. Đằng Định Đỉnh nói, vẻ mặt nghi ngờ. Người này rất lợi hại, rất thần bí, sao có thể biết ngay cả chuyện cái lư hương nhà chúng ta đưa cho Diệp Phàm bị đánh rơi. Người kia nhất định là người bên cạnh trợ lý Diệp, hơn nữa, tôi nghi ngờ lư hương của chúng ta có phải bọn họ cố tình phá hỏng không. Nhưng lư hương của chúng ta làm bằng ngọc thạch đấy, sao có thể dễ dàng vỡ như thế? Mục đích của người này thật sự rất khó hiểu. Tuy nhiên, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, người này là đại ân nhân giúp đỡ chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận đừng bị để trúng kế. Không thể để cho trợ lý Diệp hiểu lầm chúng ta bị người ta sai khiến mới làm. Nói cách khác, loại cán bộ như hắn, dám sống chết với chúng ta cũng khá phiền toái đấy.
huống chi hắn còn chịu trách nhiệm với một số việc ở Phong Châu. Chúng ta ở đây là người kinh doanh, thương nhân không thể đấu với quan lớn của chính phủ. Đặng Vân Thanh nói, điều này cũng khá khó, đoán chừng vừa nãy đã khiến Diệp Phàm bất mãn rồi. Cho rằng chúng ta làm chuyện này là một cái bẫy ép buộc hắn. Có nên giải quyết tận gốc không? Sắc mặt Đặng Định Đỉnh tối sầm hừ nói. Giải quyết như thế nào? Đặng Dũng hỏi. Đưa tờ giấy mà chúng ta nhận được từ người tốt kia cho Diệp Phàm xem. Đặng Định Đẳng hừ lạnh nói. Vô dụng, tờ giấy trong tay chúng ta là tờ giấy bình thường thôi. Hơn nữa lại là chữ đánh máy. Điều này, sẽ làm cho Diệp Phàm cho rằng chúng ta đang đùa hắn. Đặng Thanh Vân lắc lắc đầu thở dài. Người này thật sự rất lợi hại, chúng ta giống như chui vào cục diện nguy hiểm mà hắn đã bố trí vậy. Hơn nữa, người này chắc cũng chuẩn bị rồi. Chúng ta không chui thì cũng phải chui, bởi vì, chúng ta không thể sai khiến trợ lý Diệp vì cơ hội làm việc của chúng ta. Vậy thì mặc kệ đi, dù sao thì lần sau đi cũng phải buộc hắn phải làm việc cho chúng ta. Tôi thấy sĩ diện cũng bị mất hết rồi. Mất sớm hay muộn vẫn không giống nhau. Huống chi, Đặng gia chúng ta cũng không sợ một trợ lý như hắn. Hơn nữa, chúng ta nắm được điểm yếu của hắn, hắn có thể như thế nào đây? Đặng Định Đỉnh hừ nói. Kế hoạch của chúng ta là kế hoạch lớn, là việc trọng đại có liên quan đến nhà chúng ta. Một khi tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đã tới phố Sư Đầu, vậy tập đoàn Thiên Vương chúng ta rất có thể sẽ vào được phố Sư Đầu, thậm chí là thương nhân vật liệu ra đầu tiên ở vùng đất Duyên Hải Đông Nam này. Hơn nữa, ngày hôm qua tiếp xúc với Chu Đồng tôi thấy Chu Đồng cũng để tâm. Dù sao, cũng có thực lực, cũng là xí nghiệp có triển vọng phát triển, hợp tác cũng kiếm được nhiều tiền. Có người nói thương nhân trục lợi. Tôi cho rằng cũng không hoàn toàn là như thế. Thương nhân kinh doanh là vì kiếm tiền. Không trục lợi còn gọi gì là thương nhân nữa, không bằng thằng ngốc ôm đứa trẻ. Kỳ thật, trục lợi cũng là một môn nghệ thuật, thương trường cũng là một thế giới. Sản phẩm vật liệu ra đầu tiên, vẫn được đánh giá rất cao. Anh, em thấy tập đoàn Thiên Vương chúng ta không lâu sau có thể nắm trong tay hợp đồng. Đặng Dũng cười nói sang sảng. Đặng Vân Thanh liếc nhìn em một cái cũng cười theo. Diệp Phàm buồn phiền, mở gian hàng này cũng có chút trứng chọi đá rồi. Gian hàng trước kia không lớn như vậy còn cảm thấy lãng phí nhân viên. Thậm chí có lúc Diệp Phàm muốn có nhiều cao thủ cũng có làm được gì đâu. Bây giờ Diệp Phàm đã cảm thấy tầm quan trọng của cao thủ. Mà Lạc Phi và Vương Nhân Bảng với Sa Quân cũng là giám sát khai thác thạch đá trên đảo Chris. Mà Sa Nhất Đao lại chấp hành nhiệm vụ. Lam Tồn Quân lại mới đến thành phố Hạng Nam nhận chức chủ tịch thành phố. Đoán chừng cũng bận với nơi đấy, chắc cũng không có thời gian rồi. Thậm chí Diệp Phàm còn hy vọng em Hồng Y thần bí kia có thể đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn ngoài cửa sổ, chỉ có thể tự giễu giống như lắc đầu, nói điều này cứ như nằm mơ rồi. Người con gái Hồng Y kia vốn thần bí mang đến một điểm giống như trong mộng. Diệp Phàm còn có thể kỳ vọng người ta xuất hiện giúp đỡ hắn đi giải quyết phiền toái gì nữa. Trước mắt có thể thấy người có thể đánh được chỉ có một lần. Ngay cả Lý Cường cũng đã bị thương rồi. Mà Lý Tùng vừa muốn ngồi cạnh Hồng Diệp bảo, Tề Thiên, Lô Vĩ và Trần Quân cũng không rảnh. Còn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút cho các anh em tham gia mới được. Diệp Phàm nắm tay, hắn gọi điện, sau một hồi nói về giá cả đồng chí Tiểu Thiên cuối cùng cũng động lòng. Đáp ứng yêu cầu cùng đi với Diệp Phàm đến Ngũ Đài Thiếu Lâm một chuyến. Tuy nhiên, đi Ngũ Đài Thiếu Lâm một chuyến trước là muốn giải quyết hết chuyện của Phượng gia. Bằng không. Người ta làm việc trôi chảy như thế, chỉ vì hắn lề mề là không được. Hơn nữa, Diệp Phàm còn muốn tiến thêm một bước nữa tình cảm với Phượng gia, càng ngày có thêm mối quan hệ, tự nhiên phải đặt việc của Phượng gia lên đầu rồi. Ngày 4 tháng 6 vừa đúng thứ 6, đêm qua Diệp Phàm đã cùng đồng chí Thiên Thông Phí và Nhất Độ San ba người sau khi chạm mặt nhau cùng nhau đi thăm Phượng gia. Mà Phượng Triều Phong vì chủ trì đại hội phát triển trong thành Tân Môn mà chưa trở về. Lúc đến nhà Phượng gia nhìn thấy ông Phượng tựa ghế nhẹ nhàng phe phẩy. Còn có Phượng Húc Quốc, Phượng Chí Thiên và Ngọc Linh. Tuy nhiên, lần này coi như có thu hoạch, không ngờ khéo gặp ông Phượng và em ông Phượng Phượng Đỉnh Được ở đây. Phượng Đỉnh Được là phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Hoa Hạ, cũng không khác mấy với thân phận tập đoàn điện lực Viễn Đông, cũng là nhân vật cấp cao. Phượng Đỉnh Được thật ra không có ấn tượng gì với Diệp Phàm, đoán chừng cũng không có cảm tình gì. Phượng Húc Quốc giới thiệu hắn chỉ có điều sau khi gật gật đầu với Diệp Phàm liền đi ra cửa luôn. Cô Đồng, chân cô bây giờ đã hồi phục hoàn toàn chưa? Diệp Phàm vừa ngồi xuống vừa thuận miệng hỏi. Cảm ơn anh trợ lý Diệp,
tôi khỏi hẳn rồi. Thật đúng là thần kỳ, một chút di chứng cũng không có. Vẻ mặt Đồng Ngọc Linh cảm kích nói. Vậy là tốt rồi, tôi còn muốn châm cứu cho cô nữa. Diệp Phàm gật đầu cười, uống trà. Anh đã hiểu tình hình rồi chứ? Phượng Húc Quốc liếc nhìn một cái hỏi. Vâng, nếu giải quyết công bằng việc này, đầu tiên không phải là hiểu rõ tình hình hay sao? Cổ nhân có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu. Việc này vốn là việc Đồng Tư lệnh làm, tuy nhiên chúng ta cũng hiểu một chút. Lúc đấy mời Quy Lâm đại sư của Ngũ Đài Sơn Vân ra tay. Đương nhiên, trước đó chúng ta cũng dùng cách đặc biệt điều tra rõ ràng thật sự là đám người đó làm. Hơn nữa, bây giờ sau khi đã kiểm tra xong mới biết được Ngô Tuấn làm như vậy càng không phải là làm theo sự sai khiến của nhân vật quan trọng nào đấy. Mà có nguyên nhân khác, trước đây chúng ta nghĩ khác nhau rất nhiều. Ồ, không phải là tôi không hiểu ý ban đầu, thôi vậy nguyên nhân nào đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn nghe. Tự nhiên Diệp Phàm giả vờ ngốc không muốn nghĩ vào việc này. Chỉ cần giơ tay giải quyết chuyện của Ngô Tuấn là xong, Diệp Phàm không nghĩ lung tung những chuyện khác nữa. Phải biết cái lợi hại của loại người cạnh tranh dữ dội này, một câu nói cũng có thể khiến người ta suốt đời không thoát ra được. Lá gan của đồng chí Diệp Phàm ngày càng nhỏ rồi. Không ngờ ông Phượng đột nhiên mở mắt ra hừ một tiếng, khẳng định là đã nhìn thấy tâm tư của Diệp Phàm rồi. Rõ ràng ông Phượng không hài lòng về Diệp Phàm rồi. Việc này, ông Phượng, Diệp Phàm tôi thật sự không hiểu ý ông Phượng nói gì. Nếu nói về lá gan thì lá gan của tôi càng mài càng sắc bén. Giấu lá gan sắc bén đi cũng không phải là nguyên nhân của người nhát gan. Không phải trước đây ông Phượng nói tài năng của Diệp Phàm lộ quá ra à? Trải qua nhiều năm rèn luyện, một khắc Diệp Phàm cũng không dám quên lời dạy bảo của ông Phượng. Bây giờ vừa mới học xong chỉ là giấu rốt một chút thôi chứ không phải là lá gan nhỏ. Diệp Phàm nói dối. Tuy nhiên, đứng trước mặt ông Phượng tuyệt đối không được mơ hồ về quá khứ. Ông Phượng thản nhiên cười, nói. Ồ! Diệp Phàm thật đúng là thành thục rồi. Trước kia tính tình không khó kích động, bây giờ không giống với lúc trước, trở nên bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu như tính tình không còn một chút thì cũng mất đi cái gốc rồi. Không có gốc có cái gì là của mình, như vậy cũng không phải là anh rồi. Cho nên, tôi thấy đồng chí Diệp Phàm à, anh đã nhanh chóng biến thành một người khác rồi. Có một vài việc tôi sẽ nói rõ hơn một chút, không nên nói bất cứ chuyện gì ở chỗ này cả. Ông Phượng đang ép Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy ông Phượng có chút kỳ lạ. Giống như là cố ý đẩy việc này vào cho Diệp Phàm. Chính là muốn cột đồng chí Diệp Phàm vào cùng một chiếc thuyền. Diệp Phàm đều lắng nghe lời dạy bảo của ông Phượng. Không phải Diệp Phàm nhát gan, cũng không phải nghĩ mơ hồ về bất cứ ai. Chẳng qua bờ vai của Diệp Phàm còn quá non, lúc lực yếu không thể chịu nổi tảng đá to lớn đấy được. Cho nên... Diệp Phàm cũng không thể không có lúc đớn hèn một chút được. Điều này, cũng không có cách gì nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Phàm không tận tâm tận lực có phải không? Diệp Phàm giải thích không rõ ràng một chút. Ha ha, anh cũng đã ra tay chẳng lẽ còn muốn nói không quan tâm? Đột nhiên Phượng Húc Quốc cười híp mắt hỏi. Chương 2647, thủ đoạn mạnh mẽ. Tôi vốn chỉ muốn đấu một quyền với Phượng gia. Nếu Phượng lão gia cũng nói như vậy thì tôi đây cũng chỉ thay đổi nắm đấm thôi. Đã trở thành nắm đấm có ý nghĩa rồi. Diệp Phàm cười chua xót nói, cuộc đối thoại của bọn họ tự nhiên lại nghe được Phượng Khuynh Thành và Phượng Chí Thiên thật đúng là không hiểu ra sao cả. Đoán chừng lời nói lúc ở sảnh chỉ có ông Phượng và Phượng Húc Quốc mới hiểu rõ chân tướng sự việc. Nắm đấm thì nắm đấm chứ sao, nắm đấm sao có thể biến thành có ý nghĩa được, vậy nắm đấm của anh đã biến thành tinh rồi sao, đúng là yêu thuật. Phượng Khuynh Thành châm chọc. Ha ha ha. Ông Phượng đột nhiên cười vài tiếng, liếc nhìn cháu gái một cái nói. Tiểu Khuynh Thành, cái nắm tay này mà có ý nghĩa thì sẽ biến thành tinh rồi. Tuy nhiên, Phượng gia chúng ta thích thành tinh chứ không thích có tư tưởng nắm đấm. Yêu thuật tốt. Ông Phượng nhìn chằm chằm Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng, nghiêm túc, nói. Anh cần phải suy nghĩ thật kỹ, làm một cái nắm tay có ý nghĩa thì cần phải có tâm lý chuẩn bị. Có lẽ... Chính vì có tư tưởng này nên nắm tay của anh mới hủy diệt nhanh như vậy. Nếu bây giờ anh thay đổi chủ ý vẫn còn kịp đấy. Không thay đổi, có ý nghĩa tốt hơn so với không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa như vậy là nắm tay để điêu khắc rồi, tôi không muốn khắc một pho tượng. Tôi là một con người, tôi với bản thân tôi là một. Mặc dù nắm tay này có ý nghĩa, tuy nhiên,
quyền yêu này chỉ có thuộc cái nắm tay của Diệp Phàm tôi thôi. Diệp Phàm nói rất kiên quyết. Hắn tỏ ra khó hiểu, tôi có thể bị cuốn vào, nhưng, anh muốn chơi đùa với Phượng gia tôi cũng không thể nào cho phép. Bởi vì, quyền yêu này là do tự Diệp Phàm tôi tạo ra. Anh nói ra những lời này cũng rất cứng rắn. Tuy nhiên, tôi thích tính cứng rắn của anh. Việc này, thông qua. Ông Phượng nhìn Phượng Húc Quốc khẽ gật đầu một cái. Ý của Diệp Phàm chỉ là xử lý công việc công bằng mà không muốn trộn lẫn vào, mà ý của ông Phượng là nhất định trộn lẫn vào, muốn Diệp Phàm cuốn vào. Diệp Phàm bất đắc dĩ đồng ý cuốn vào, cho nên, nắm tay liền trở nên có ý nghĩa. Nắm tay không có tư tưởng chỉ là một cây đao tạm thời được Phượng gia mời đến thôi. Kỳ thật, trợ lý Diệp, việc này cũng không phức tạp so với tưởng tượng của anh. Việc này thật ra rất đơn giản. Phải nói nguyên nhân chính là nói đến việc của đồng gia. Việc này vốn không phải là chuyện ngoài lề. Tuy nhiên, anh đã làm như vậy thì chúng tôi cũng bắt anh hiểu cái tình huống này. Phượng Húc Quốc bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn mọi người một cái tiếp tục nói. Cha của Ngô Tuấn tên Ngô Đình Hải, là người Hương Nam tỉnh Thiên Vân. Người này đã từng tham gia vào đội tự vệ kháng chiến, lúc ấy Ngô Đình Hải vẫn là thuộc hạ của Tư lệnh Đồng. Cũng là một trong những người tài năng đắc lực nhất, trận chiến năm đó Tư lệnh Đồng vẫn là chi đội trưởng đội tự vệ kháng chiến, trong tay có hạm chiến. Mà Ngô Đình Hải chính là thuyền trưởng của một trong những con thuyền pháo hạm ấy. Trong khi chiến đấu Tư lệnh Đồng nhận được chi viện binh lính từ cấp trên. Cho nên, ngoài việc phái đi ba tàu chiến, Ngô Đình Hải một mình một pháo hạm còn hăng hái anh dũng chiến đấu chống lại hạm chiến của kẻ thù. Cuối cùng có không ít người đã hy sinh, vì thế trong lòng Tư lệnh Đồng rất áy náy, vẫn muốn tìm cơ hội bồi thường một chút. Cho nên, chiến tranh vừa kết thúc Tư lệnh Đồng liền sắp xếp người đến thăm gia đình Ngô Tuấn. Tuy nhiên, Ngô Tuấn lại dọn nhà đi rồi. Lúc đó Ngô Tuấn cũng khoảng 7-8 tuổi rồi, nhà Ngô không để lại một chút tin tức gì. Không thể tin được sau 20 mấy năm, Ngô Tuấn 30 tuổi thật không ngờ học được và quay lại với bản lĩnh tuyệt vời. Hơn nữa vừa về đã đến gặp Đồng Ngọc Linh, đoán chừng Ngô Tuấn tính toán cả đoàn người đến, tất cả sẽ dùng ám khí đánh lén mọi người trong Đồng gia. Tuy nhiên, hắn vận khí không tốt, không ngờ lại gặp anh. Sau khi chúng ta đến giải quyết cũng phái người đến đó giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm với anh ta. Bởi vì, Tư lệnh Đồng còn muốn bồi thường tổn thương cho con trai của chiến hữu trong chiến trường năm xưa là Ngô Tuấn. Tuy Ngô Tuấn nói là không tin lắm, nhưng người này rất bướng bỉnh. Tuyên bố nói là trừ phi chúng ta tìm được cao thủ đánh bại anh ta như vậy mới bỏ qua việc này. Nói cách khác cho dù chúng ta có tìm được người đánh thắng anh ta thì vẫn có một người em ruột giúp anh ta trả thù đấy. Hơn nữa, đối với loại cao thủ như bọn họ mà nói muốn làm gì cũng phải đề phòng nhiều lắm đấy. Tóm lại là anh cũng không có khả năng mời được một người giống như Đại sư Quy Lâm về bảo vệ toàn bộ người của Đồng gia. Đối với loại người này ngay cả chết họ cũng không sợ anh còn có cách gì, chỉ có thể dùng tài năng sức mạnh của mình đánh bại anh ta thì mới giải quyết được việc này. Đáng tiếc chính là Đại sư Quy Lâm cuối cùng lại cũng bị thương thua 10 quyền dưới tay Ngô Tuấn. Nói cách khác chúng ta cũng sẽ không làm phiền trợ lý Diệp anh đâu. Phượng Húc Quốc có chút buồn bực nói. Thân thủ Đại sư Quy Lâm thế nào? Ai có thể bắt trước được không? Nói cách khác chúng ta không thể đoán được thực lực của Ngô Tuấn như thế nào, nhân tố này không xác định có thu phục được anh ta hay không. Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi cũng biết rồi, Đại sư Quy Lâm nói anh ta lúc khỏe nhất cũng là thân thủ cửu đẳng đấy. Tuy nhiên, Đại sư Quy Lâm cũng đã đoán, nói Ngô Tuấn đoán chừng cũng là cao thủ cấp 10 rồi. Mặc dù thời kỳ ông ấy khỏe mạnh nhất có thể đánh hòa Ngô Tuấn chứ không thể đánh bại anh ta được. Đương nhiên, chúng ta không thể nào hiểu rõ được cấp bậc này được. Sau đó chúng tôi có mời Đại sư Quy Lâm có thể mời được cao thủ Vân Quan tự giải quyết việc này hay không? Tuy nhiên, Đại sư Quy Lâm chỉ lắc đầu chua xót. Thấy tình hình như thế chúng tôi còn biết nói gì nữa. Phượng Húc Quốc nói. Vân Quan tự ở Ngũ Đài Sơn không phải rất nổi tiếng sao, đoán chừng miếu chùa của Ngũ Đài Sơn cũng không ít. Tuy nhiên cũng có không nhiều cao thủ ở chùa. Mà Hoa Không Tự là người nổi tiếng nhất ngôi chùa Ngũ Đài Sơn, một ngôi chùa có quy mô lớn nhất. Trong chùa còn có cao thủ lợi hại hơn cả Đại sư Quy Lâm. Vì sao các anh lại không đi Hoa Không Tự mời cao thủ đến giải quyết việc này? Diệp Phàm cố ý hỏi, hơn nữa, cũng muốn mượn chuyện này để hiểu thêm về tình hình Ngũ Đài Sơn. Ôi, cao thủ đó cũng khó mời lắm. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã đến Hoa Không Tự rồi, vì lúc đấy Đại sư Quy Lâm cũng nói như vậy. Cho nên mình tôi đã đi Hoa Không Tự,
Chẳng qua, cao thủ người ta trốn không gặp. Mặc dù ngồi đối diện uống trà với tôi nhưng người ta không thừa nhận là cao thủ thì có cách gì chứ? Ví dụ như chúng tôi tìm được Phương Trượng Đại sư Vân Ngư, Đại sư Quy Lâm đã nói khẳng định là Đại sư Vân Ngư tuyệt đối là cao thủ giấu tài không lộ ra. Mà chúng tôi cũng không hiểu rõ Đại sư Vân Ngư nếu như trong lời nói của ông ấy có lộ ra điều gì cũng chỉ là giúp đỡ xây dựng nhà chùa thôi. Chẳng qua là Hoa Không Tự có rất nhiều tiền hay là vì nguyên nhân khác, Đại sư Vân Ngư hay là thản nhiên giả ngốc. Ông ấy giống như một phương trượng bình thường thôi. Phượng Húc Quốc nói. Ngô Tuấn bây giờ đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Cỏ lau ở núi Đông Đỉnh. Phượng Húc Quốc nói. Lá gan người này cũng không nhỏ, làm việc như thế này rõ ràng như thế mà còn dám trốn đi sao? Diệp Phàm thản nhiên cười. Anh ta đã chuẩn bị rồi, nói là có giấu một người anh em ruột. Nếu như vậy thì anh ta ám chỉ anh em ruột sẽ liều mạng với Đồng Gia. Chúng ta chỉ cần đếm anh em ruột của Ngô Tuấn cũng có thể đoán được Ngô Tuấn có nói láo không. Tuy nhiên, không thể điều tra trên hộ tịch Ngô Tuấn còn có anh em ruột hay không. Tuy nhiên, hai mươi mấy năm trước quốc gia chúng ta còn lập kế hoạch hóa gia đình như vậy còn không nghiêm hay sao? Những gia đình bình thường đều có hai con trở lên, cho nên, chúng ta không dám mạo hiểm như vậy. Vẫn là giải quyết việc này tốt hơn, và lại trong lòng Đồng Tư lệnh cũng khó nghĩ, không nghĩ là đã lại xúc phạm tới Ngô Tuấn lần nữa. Vẻ mặt Phượng Húc Quốc buồn bực, không thể tin một gia tộc hùng hậu như thế lại bị một cao thủ bức hại đến như thế này. Trên đời này điều đáng sợ nhất chính là sinh mệnh, người ta ngay cả sinh mệnh cũng không cần thì còn sợ cái gì. Cỏ lau trên núi Đông Đỉnh là nơi như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Nơi đó tôi đã đi qua rồi, người Hoa Hạ chúng ta đều biết cỏ lau trong Hồ Nhất Sơn rất nhiều. Nhưng biết rằng người ở trên núi Đông Đỉnh nhiều như cỏ lau vậy. Thực ra, núi Đông Đỉnh là một dãy núi, phạm vi rất rộng, ngay tại biên giới tỉnh An Đông. Mà dọc theo dãy núi Đông Đỉnh đi về phía dưới tạo thành một con sông dài hẹp. Con sông này tên là sông Đông Đỉnh, hơn nữa, dòng nước chảy rất êm đềm, gần như là những giọt nước tạo thành hồ vậy. Mà thật ra cỏ lau nằm ở giữa sông Đông Đỉnh mà diện tích sông khá rộng, chiều dài hơn 100 cây em toàn là cỏ lau. Nhìn qua tương đối đẹp, đặc biệt mùa này hoa cỏ lau đang nở. Hoa trắng như một mảnh tuyết. Nghe nói Ngô Tuấn đặc biệt thích hoa cỏ lau, anh ta nhận thầu một mảnh cỏ lau. Hơn nữa tự anh ta trồng loại cỏ lau đặc biệt, chiều cao tương đối đặc biệt, nhìn qua cũng cao tới xấp xỉ 3 mét. Người mà đi vào thì căn bản không nhìn thấy người đâu. Mà sau khi cỏ lau phát triển có thể bán cho nhà máy giấy sản xuất giấy. Một năm cũng thu được hơn 1 vạn, bởi vậy, còn có thể xây được một phòng, lấy cỏ lau làm mái nhà, có phần giống như nhà tranh. Tính tình người này cũng khá kỳ lạ, chỉ với thân thủ của anh ta nếu như đồng ý làm vệ sĩ cho nhà giàu một năm ít nhất cũng có không dưới 300 ngàn. Mở võ quán cũng có thể thu nhập mấy chục vạn thậm chí là trên 100 vạn, tại sao người như vậy lại lẩn tránh ở bụi lau thưa thớt mỏng manh kia? Tuy nói là đẹp thì cũng đẹp nhưng nhìn một lúc cũng sẽ chán phải không? Lúc ấy tôi cũng khá buồn bực, sau đó nhìn thấy Đại sư Quy Lâm đánh nhau một trận tôi mới thấy người kia sử dụng cỏ lau. Phượng Húc Quốc tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cỏ lau còn có thể dùng làm vũ khí được hay sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, cỏ lau mềm mại ở trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại giết người. Chính tôi nhìn thấy hai người lấy cỏ lau làm mũi tên. Hơn nữa, Ngô Tuấn thực sự rất lợi hại, giống như người biết bay bình thường chân dẫm trên ngọn cỏ không bao giờ bị ngã vậy. Điều này chẳng lẽ giống như diễn trên ngọn cỏ ở trong phim hay sao? Hơn nữa, Ngô Tuấn tách cây sậy ra một bên dài 5 mét một bên dài 1 mét. Nếu quật vào người sẽ bị tách ra làm hai mảnh rồi. Vẻ mặt Phượng Húc Quốc khâm phục, hơn nữa nói còn cảm thấy hứng thú. Mà những người trẻ tuổi của Phượng gia nghe thấy nhìn chân chân không nói nên lời. Võ công thực sự lợi hại như vậy sao? Điều này, sao có thể như vậy được? Người chứ có phải là tiên đâu? Phượng Chí Thiên không kìm nổi hỏi. Chương 2648, tìm tới cửa. Có lẽ không lợi hại như vậy, chiến đội đặc biệt của quân khu chúng ta là lợi hại nhất rồi, cao thủ lợi hại nhất trong số đó cũng không thể đạp đổ cây sậy được. Những cao thủ trong quân khu của chúng ta cũng không đơn giản, một cước đều có thể đạp đổ cây to rồi. Lực của cành cây thạch khí cũng có thể bị đánh gãy. Sớm biết Quy Lâm Đại sư không được chúng tôi đã sớm mời cao thủ trong quân đoàn về giải quyết rồi. Lúc này, Phượng Cương đứng ngoài nghe thấy nói vào, có chút khinh bỉ. Phượng Cương là anh trai của Phượng Khuynh Thành,
trước kia là tiểu đoàn trưởng chiến doanh quân khu đặc biệt ở Bắc Kinh. Bây giờ đã thăng chức, nghe nói đã là đoàn trưởng rồi. Trong quân đoàn của con những cao thủ như thế này cũng được gọi là cao thủ sao? Không có việc gì thì đứng sang một bên, hiểu ít về vấn đề này. Mặt Phượng Húc Quốc trầm xuống giáo huấn đứa con. Cha, cha cũng quá coi thường cao thủ trong quân đội của chúng con rồi đấy. Việc này trước kia cha không nói cho con biết, bằng không con đã mời cao thủ đến giải quyết rồi. Hà tất phải cầu xin tiểu tử này, nhìn cái vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó của nó thì liệu có thân thủ gì chứ? Cầu cứu anh ta, các anh thật sự sẽ tìm được người à? Hơn nữa, con nghe nói quốc gia chúng ta còn có một chi đội thần bí. Cao thủ ở đó, năm trước đã đến chiến doanh đặc biệt của chúng ta chiêu binh, hơn nữa chiến doanh đặc biệt của chúng ta cũng có một người vào đó. Cha còn nói chiến doanh đặc biệt của chúng ta không được sao, bằng không, người ta làm sao có thể để ý được. Phượng Cương luôn luôn không ưa gì Diệp Phàm, lời lẽ kia tràn đầy sự mỉa mai. Diệp Phàm nghe xong muốn cười, bởi vì lần tuyển người đó chủ soái chính là Diệp Phàm. Mà người tuyển thi lần đầu cho đến lần thứ hai, thứ ba và lần cuối cùng vẫn là do Diệp Phàm quyết định. Không ngờ Phượng Cương lại ở đây mà khoe khoang, Diệp Phàm cũng không thể cười được. Thấy khóe môi Diệp Phàm nhếch lên một chút không hiểu có cười hay không, Phượng Cương lại tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Cười cái gì, anh không phải cũng có hai tay sao? Có dám đấu với cao thủ trong quân đội của chúng tôi hay không? Điều này, tôi không có hứng thú. Diệp Phàm lắc đầu. E rằng là sợ bị đánh bầm dập mặt mũi bị gãy tay chân thôi. Nếu sợ thì sớm cút đi đi. Phượng Cương càng tỏ ra đắc chí. Anh đừng có nói lung tung về anh Diệp. Phượng Khuynh Thành có chút bất mãn nói. Em gái, em đừng có bị tên tiểu tử này mê hoặc. Anh thật sự không biết là tên tiểu tử này đã cho em ăn cái gì. Em nói đỡ cho cậu ta, tên tiểu tử này thì biết cái gì, cậu ta biết làm quan sao? Còn không phải là dựa vào mối quan hệ mà đi lên sao? Còn bàn về võ thuật, anh thấy hắn chỉ biết hoa quyền tay chân áo thôi. May mà nhờ nhà chúng ta chủ tập cho hắn bao nhiêu tiền như vậy, anh thấy như là bánh bao không nhân. Phượng Cương hết sức châm chọc. Tiểu tử anh nói cái quái gì thế, anh đang ở trước mặt bao nhiêu người đấy? Diệp Phàm đột nhiên tức giận, bắt Phượng Cương giơ lên khung chung còn xoay mấy vòng, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều choáng váng. Anh làm cái gì? Phượng Cương lớn tiếng hô, chỉ sợ Diệp Phàm buông lỏng tay bản thân bị ngã thì rất khó coi. Tuy nhiên, Phượng Cương càng khiếp sợ hơn nữa, người ta vừa ra tay thì biết ngay cái gì gọi là cao thủ. Kỳ lạ là trên mặt Phượng Húc Quốc và ông Phượng còn thản nhiên mỉm cười. Giống như là xem cái gì náo nhiệt. Tiểu tử, còn dám nói linh tinh không có tin tôi đạp cái đầu của anh thành cái đầu heo không? Diệp Phàm lạnh như băng hừ nói. Anh dám. Phượng Cương thấy ông mình nhìn Diệp Phàm cũng không dám, người này lại khoa trương đứng lên. Được, không dám có phải không? Diệp Phàm tức giận vung mạnh, ném Phượng Cương ra ngoài cửa lớn không xa, đầu thằng này như máy bay bình thường nhắm thẳng ra ngoài. Nhìn thấy đã trên giàn giáo rồi, thằng này sợ tới mức hét lớn lên, Khuynh Thành, em còn không bảo hắn sao? Sớm biết hà tất phải làm như vậy. Phượng Khuynh Thành hừ một tiếng không nói lên lời. Ông, cha, Phượng Cương không có cách gì, đành phải mở miệng. Nếu như người này thật sự có dã tâm sẽ quăng anh ta như một con chó gặm bùn ngày mai đi làm thế nào cũng là cái mõm heo bị sưng. Hơn nữa, đối với sự lợi hại của Diệp Phàm, bây giờ Phượng Cương có chút sợ rồi đấy. Thôi đi Diệp Phàm, giáo huấn anh ta một chút là được. Nể mặt ta, buông nó ra. Phượng Húc Quốc nói. Ngậm miệng lại, Phượng Cương bị Diệp Phàm vứt xuống đất. Mặc dù không có mũi heo, nhưng bả vai người này có chút run sợ. Có muốn thử lại lần nữa hay không, theo các anh tôi so với cao thủ trong quân đội thế nào? Diệp Phàm nói rõ. Hừ. Phượng Cương không đáp, chân thấp chân cao bước đến trước mặt Phượng Khuynh Thành hung hăng trợn mắt liếc nhìn em gái một cái nói. Anh không có loại em gái như em. Em còn không thèm có loại anh như anh ý. Nhưng Phượng Khuynh Thành là con cưng của Phượng gia, Phượng Cương chỉ tự làm mất mặt mình thôi. Cô trừng mắt liếc nhìn anh trai một cái hừ nói. Bây giờ biết anh Diệp lợi hại chưa? Nói sớm cho anh biết, không nghe lời của người già sẽ chịu thiệt trước mắt thôi. Nhưng ngã một lần là một lần biết. Không ngờ Phượng Khuynh Thành lại giáo huấn anh trai, Phượng Cương tức giận tới mức ngứa cả răng. Tuy nhiên, thằng này xoay người ra sau tò mò nhìn thân thủ Diệp Phàm. Nhẫn nhịn hỏi. Sao trợ lý Diệp có thể bê người lên không trung vậy?
Điều này chẳng lẽ như mọi người nói là khí công sao? Cũng có thể nói là như vậy, là cơ thể rèn luyện ra một loại khí. Sự thật cũng chỉ là cái tay vô hình. Tuy nhiên, tôi hy vọng buổi tối các anh có thể giúp tôi giữ bí mật. Tôi không muốn vì điều này mà trở thành người nổi tiếng. Diệp Phàm nói. Các anh nghe rõ chưa? Ông Phượng không ngờ ra mặt, tự nhiên, các con cháu còn nói được cái gì nữa, chỉ đành gật đầu thôi. Núi Đông Đỉnh thuộc huyện Đông Đỉnh tỉnh Anh Đông. Nhóm Diệp Phàm ba người 3 giờ chiều ngày hôm sau đến bãi cỏ lau trên sông Đông Đỉnh. Ai da, cỏ lau này thật đúng là đẹp thật, tái hiện lại hình ảnh rậm rạp trên màn ảnh điện ảnh. Thiên Thông đứng trên giữa sườn núi thích thú kêu lên. Chính xác là rất đẹp, từ nhỏ đến giờ tôi chưa nhìn thấy diện tích cỏ lau lại lớn như vậy. Nếu nói về phong cảnh thì là nơi tuyệt đẹp nhất rồi. Phí Nhất Độ cũng gật gật đầu. Từ phong cảnh ở nơi này có thể cảm nhận được con người Ngô Tuấn là một người tao nhã, hơn nữa còn là người an nhàn bình tĩnh. Tuy nhiên, theo như thủ đoạn của anh ta mà nói thì cũng không phải loại người lương thiện. Hơn nữa, kế hoạch thực sự rất tinh vi. Người này đã ngấm ngầm chịu đựng hiểu lầm chừng 20 năm rồi. Thực sự không dễ dàng gì. Tuy nhiên, mảnh cỏ lau này có lẽ chính là nơi Ngô Tuấn luyện công. Cho nên, mảnh cỏ lau này cũng là chiến trường tác chiến quan trọng của Ngô Tuấn. Trước mắt không thể thăm dò bản lĩnh của Ngô Tuấn được, các anh phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên, Thiên Thông có thể giải quyết được Ngô Tuấn rồi. Diệp Phàm nói xong liếc nhìn hai người một cái, nói. Chờ một chút, mỗi lần phải quan sát cẩn thận, đối với anh mà nói điều này là một cơ hội tốt. Nếu không tôi sẽ ra tay rồi. Ba người đi xuống sườn núi dọc theo bờ sông có đám cỏ dại trước mặt. Vừa đi vừa vung dao chém những cây cỏ lau cao này. Ước chừng nửa giờ sau mới nhìn rõ ngôi nhà tranh. Ngôi nhà này dùng đầu gỗ cắm trên sông, bước đi rất nhẹ nhàng, cách mặt nước chừng 3 mét. Đầu gỗ ở hai bên hông đều không có. Đoán chừng bình thường Ngô Tuấn nhảy tới đây. Đối với loại cao thủ như anh ta, độ cao 3 mét ấy là một chuyện rất nhẹ nhàng. Cỏ lau ở trước nhà tranh rất rộng lớn, rộng chừng 20-30 mét, bờ cát vẫn yên lặng như tờ kéo dài bên ven sông Đông Đỉnh. Nước ở đây đặc biệt rất hiền ả. Dường như căn bản không có chảy. Mà nước ở đây màu lục màu cỏ lau làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh bích. Tuy nhiên, nước giống như cũng khá sâu. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm không ngờ cũng nhìn thấy tới đáy con sông, đoán chừng sâu không dưới 30 đến 40 mét. Mà lúc này ở bờ cát có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một người khoác áo tơi đội nón lá, cần câu rất dài như ngư ông đang thản nhiên câu cá. Trời lại không mưa nhưng mặt trời đã chiếu nắng rực rỡ rồi. Người này rõ ràng còn khoác áo tơi, không phải bị bệnh hay sao? Thiên Thông nói thầm một câu hết sức tò mò với người câu cá. Đoán chừng có bệnh sợ gió. Tuy nhiên, không ngờ người này ngồi câu cá ở trước cửa nhà Ngô Tuấn, chẳng lẽ lại có quan hệ gì đó với Ngô Tuấn sao? Thiên Thông thật thông minh. Mặc kệ, Thiên Thông, anh ra đón Ngô Tuấn về đi. Về phần ngư ông, tôi sẽ chú ý anh ta. Diệp Phàm nói. Ngô Tuấn, Thiên Thông đặc biệt tới thăm anh đây. Thiên Thông vừa nghe xong lập tức lấy hết can đảm, thằng này đi trước một bước đến trước ngôi nhà tranh lớn giọng gọi to. Hơn nữa, hai chân đồng chí Thiên Thông này đứng thẳng, các đầu ngón tay trụm vào giơ lên lạnh lùng chào boss. Tôi không thích chơi trò chơi tập làm người lớn đánh nhau với đứa trẻ. Cho nên, các anh ở đó quản chuyện thì gọi cái tên chó má đồng cái gì tư lệnh ra đây đi. Lần trước là một tên đầu chọc, không ngờ lần này là một đứa trẻ. Còn như vậy đã làm khó tôi rồi nhưng tôi rất tức giận. Một âm thanh truyền ra từ trong túp lều thiếu chút nữa thổi phồng phổi của đồng chí Thiên Thông. Thằng này xoay người lại há to mồm cười. Anh không được cười, xem bố phá hàng này như thế nào đây. Ha ha ha, búp bê Thiên Thông, người này có chơi trò chơi tập làm người lớn không? Diệp Phàm đương nhiên là sợ đồng chí Thiên Thông rồi, thằng này cười ba tiếng mang âm dương quái khí. Đồng chí Thiên Thông càng ngày càng tức giận. Đôi chân của thằng này ở dưới đất hung hăng đạp, hai tay như hổ bắt lấy cây cột nhà tranh nhấc lên. Thiên Thông có chút giật mình, bản thân phóng ra có ít nhất 2-3 nghìn khí lực. Cây cột đầu gỗ nhà tranh này tuy nói là cắm dưới nước, tuy nhiên không ngờ không bị sứt nẻ. Điều này, cũng thật kỳ lạ phải không? Sức đôi bàn chân của Thiên Thông ít nhất cũng khiến nó bị nhấc lên mấy lần có phải không? Thiên Thông phẫn nộ rồi, mạnh mẽ lui về phía sau. Mượn lực bay lên không trung tàn nhẫn đá cây cột kia. Nhìn tư thế đạp một cước này của Thiên Thông này không thể đạp đổ được một đoạn rồi. Bụp! Nhà tranh chỉ có dao động nhỏ, không
không giống với dự đoán mà trong lòng Thiên Thông là cây cột sẽ bị chặt đứt kêu răng rắc. Mà cây cột vẫn là cây cột, nó vẫn vững chắc ở đó. Nước ở đây thì chơi được cái quái gì? Người trong nhà Tranh hừ lạnh một tiếng, lời nói hết sức châm chọc. Thiên Thông giận dữ rồi, thằng này không ngờ lấy ra một cái búa đầu nhỏ trong chỗ eo. Cũng không khác lắm so với cha anh ta, nhìn qua cũng không lóe sáng, nhìn không cẩn thận còn tưởng là hàng giả. Ách, nhìn đây, không ngờ đồng chí Thiên Thông thích dùng búa. Phí Nhất Độ thiếu chút nữa phì cười. Một trận, anh có thể không nhìn thấy rõ ràng lắm. Thiên Thông người này đặc biệt thích tùy đường hảo hán Trình Giảo Kim. Thường thấy tự xưng tên thứ hai là Trình Giảo Kim. Cho nên, tự nhiên cũng dùng búa giống được Trình Giảo Kim rồi. Tuy nhiên, cũng không biết là anh ta có học cách dùng búa của Trình Giảo Kim người ta hay không. Diệp Phàm nhỏ giọng cười liếc nhìn Phí Nhất Độ một cái, nói. Búa này có thể là đồ tốt, là loại búa mới nhất kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại và công nghệ cổ đại của tổ đặc nhiệm A chúng ta tạo ra. Là thiên thạch rơi trên mặt đất mà chúng ta sưu tập được lúc đi thu thập tài liệu. Cứng hơn so với kim cương gấp 10 lần. Về cơ bản Thiên Thông là cao thủ thập đẳng rồi, búa này chặt cột chắc chắn gãy. Chương 2649, tôi không chơi trò tập làm người lớn cùng với đám nhóc con. Anh, Mạc Phi hô to một tiếng, hướng về phía gian phòng thảo ốc số 1. Chém hai cái đầu quỷ cạo ba cái răng, móc ba cái lỗ tai hay sao? Vẻ mặt Phí Nhất Độ nghi hoặc, thiếu chút nữa Diệp Phàm không nhịn được cười. Tiếng loảng xoảng. Hai người vội nhìn sang, lập tức cười. Hóa ra là đồng chí Tiểu Thiên bổ một búa vào cây cột. Không ngờ phát ra thanh âm chói tai của kim loại, mà dưới búa của Tiểu Thiên cây cột cuối cùng cũng lộ ra lư hương. Lớp gỗ bên ngoài bị chiếc búa sắc nhọn kia đánh tan lộ ra bên trong cây cột là thép đúc, Diệp Phàm liếc mắt cười nói. Thảo nào Ngô Tuấn điềm tĩnh như thế, hóa ra là bên trong cây cột còn có huyền cơ khác. Thép tinh đúc cây cột phỏng chừng giống như thép dùng để đúc thùng nước lớn. Đúng là đồng chí Tiểu Thiên đá cước liên tiếp rồi. Tuy nhiên, một búa của đồng chí Tiểu Thiên là không tầm thường. Phỏng chừng là gã đã dùng khí lực rồi, ngay cả thép đúc cây cột cũng bị chém sâu đến nửa thước. Mà Tiểu Thiên đang không phòng bị phía dưới búa khiến cho đầu búa trên bắn ra 5 mét đâm vào trong đất bùn. Mẹ kiếp, tôi nói như thế nào cũng không ngừng đá, thì ra là thế. Cái gì vậy, xem ra là răng quỷ cạo. Tiểu Thiên gầm rú một tiếng, lập tức là khí thế dâng cao. Thằng này quay người phóng nội khí ra ngoài hút búa về trong tay. Rồi lại bay vọt lên vòng vo một vòng, lần này là gần trên đầu, nội khí của cái búa kia rung động đến lợi hại. Diệp Phàm cùng Phí Nhất Độ ở ngoài cách xa 50 đến 60 mét cũng có thể cảm nhận được sát khí của Tiểu Thiên. Nhóc con kia, cút ngay đi cho tao. Rốt cuộc người trong phòng không ngồi yên, theo tiếng hô người trong phòng đi ra. Hai tay người nọ cầm một đôi chùy đồng, trên không trung chùy đồng va chạm, phát ra một tiếng keng có thể làm cho màng tai người chấn động, sau đó tiếng gào thét từ không trung hướng trên đầu Tiểu Thiên tới. Ha ha! Không ngờ đệ nhất hảo hán tùy đường Lý Nguyên Bá cùng với đôi hũ kim chùy đã xuất hiện. Rốt cuộc Phí Nhất Độ không kìm nổi mỉm cười. Quay người lại, đồng chí Tiểu Phí nói. Anh, hôm nay thật đúng là có hương vị của diễn tuồng vui. Truyền thuyết Lý Nguyên Bá là đệ nhất hảo hán, hai tay cầm hai thanh đại chùy. Tung hoành thiên hạ, về sau làm trái với sư giáo huấn, giết chết ba mạng người trong Vũ Văn Thành Đô, bị cửu thiên ứng với thiên tôn lôi thanh báo thù, chết do bị trời phạt. Phí Nhất Độ nói xong như cười không nhìn Diệp Phàm. Lòng dạ anh thật độc ác. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Anh có ý gì, tôi không có nói nửa câu đấy. Phí Nhất Độ nói xạo. Còn muốn lừa tôi phải không, cậu định biến Diệp Phàm tôi thành Lý Nguyên Bá à, tuy nhiên Lý Nguyên Bá là đệ nhất hảo hán tùy đường. Trừ thiên lôi ra còn không ai có thể chiến thắng được ông ta. Diệp Phàm tôi còn chưa đạt tới trình độ đó, nói gì đến cậu. Ở TQ có mấy cao thủ hảo hán Diệp Phàm tôi chỉ có thể là ngẩng cổ lên nhìn. Cho nên, việc muốn viết sách Lý Nguyên Bá cũng chỉ có thể khiến cho thiên lôi xuất động. Tuy nhiên, thần kinh người cũng có lúc rối loạn cũng là lúc có hành động này. Tuy nhiên, mệnh Diệp Phàm tôi sẽ không ngắn như thế. Về việc nói Trình Giảo Kim là một trong tứ tuyệt tùy đường. Đó là Lý Nguyên Bá đấy. Tuy nhiên, hôm nay lịch sử sẽ được sửa. Diệp Phàm cười thần bí nói. Ý của anh là Thiên Thông có thể chiến thắng Ngô Tuấn, tuy nhiên, đẳng cấp của Ngô Tuấn rốt cuộc cũng đạt mấy phần. Anh có thể nhìn ra anh ta xuất thủ khí sao? Phí Nhất Độ hỏi. Cậu xem, tạm thời anh ta cùng Thiên Thông đã thành một đoàn.
trước mắt xem khí thế hai người cũng không sai biệt lắm. Tuy nhiên, vừa rồi Thiên Thông đá cây cột kia mất rất nhiều khí lực. Phải hoãn một chút. Diệp Phàm cười nói. Trên bãi cỏ trước nhà có âm thanh bịch 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 keng 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 không ngừng truyền đến, trong vòng vài phút chân Thiên Thông cùng Ngô Tuấn cũng tương đối nhanh. Không ngờ đã giao nhau hơn 10 chiêu, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy chiếc búa cùng song chùy chuyển động. Có lúc mọi người cũng không thấy rõ lắm, mặc dù Phí Nhất Độ có còn mắt ưng của Phí gia, nhưng anh ta lại không có vận khí tốt như Diệp Phàm, chưa hề kỳ ngộ Diệp Phàm. Tuy nói đôi mắt ưng của Phí gia có tài nghệ theo dõi, nhưng là chỉ so với ánh mắt của người có võ công bình thường thôi. Bởi vì đôi mắt của Diệp Phàm đã qua trải qua mấy trăm trận chiến máu cùng với Thái Tuế và một loạt nguyên nhân khác khiến cho đôi mắt ưng của Diệp Phàm không được phép là đôi mắt ưng, nó biến dị hoàn toàn. Có thể nói là sinh vật sóng radar trên người. Trong thiên hạ chắc chỉ có độc môn tuyệt kỹ của Diệp Phàm. Chính là Diệp Phàm muốn làm sống lại một sinh vật sóng radar bằng hữu cũng là không thể nào đấy. Keng! Âm thanh lúc này đặc biệt chói tai, quả nhiên, binh khí của hai người đều đụng nhau bắn ngược lại hơn 10 mét. Mà hai người đều lui rất mạnh, tay cầm hung khí ra chiêu. Lực hai cổ tay truyền mạnh mẽ, binh khí trở lại trong tay. Ngô Tuấn cũng có thể làm nội khí phóng ra ngoài rồi, phỏng chừng không khác biệt đẳng cấp của Thiên Thông cho lắm. Tuy nhiên, bởi vì hai người đều mới vừa gia nhập vị trí thập đẳng, cho nên nội khí phóng ra ngoài không phải đặc biệt mạnh. Nếu khoảng cách xa quá không thể lấy lại binh khí về rồi. Tạm thời Diệp Phàm làm phát ngôn viên, mà người nghe chính là Phí Nhất Độ. Cậu nhóc, đánh cho thoải mái đi, tiếp đi. Thiên Thông thật sự hưng phấn, mặt cậu bé đỏ bừng, lớn tiếng kêu. Lúc này Thiên Thông cực kỳ giống một đứa trẻ danh mãnh. Tôi không phải nhóc con, thân thủ cao như thế. Anh gọi là gì, có phải tư lệnh đồng mời cao thủ tới hay không? Lúc này Ngô Tuấn cũng thu lại vẻ kiêu ngạo. Vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm Thiên Thông hỏi. Đánh thắng được ông nội đây đã rồi nói sau. Không ngờ Thiên Thông khoa trương đứng lên. Gã vừa nói xong ném cái búa vào không trung, búa xoay trong rất nhanh trên không trung, phát ra tiếng rít chói tai xoay tròn tiến tới trên đầu Ngô Tuấn. Ngay cả tên cũng không dám báo, cái quái gì đây? Ngô Tuấn cũng cao ngạo, song chùy cũng quăng ra hướng không trung, trên không trung tiếng gào thét giáp công hướng về phía búa Thiên Thông. Lúc này hai người đều dùng nội khí, hai bên cách nhau hai chục mét dùng nội khí khống chế binh khí đang đụng vào nhau loảng xoảng trên không trung. Như vậy so với việc trực tiếp dùng binh khí đánh nhau còn mất sức hơn, bởi vì, dù sao nội khí của hai người không phải đặc biệt mạnh. Chỉ hai phút sau, hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, cả hai đều đang kiên trì, cùng đối phương hao tổn. Lúc này chính là lúc so nội lực của ai hùng hậu. Một lúc sau Phí Nhất Độ cũng nhìn ra, nói. Hình như Ngô Tuấn thiếu một chút. Ừ, tốc độ chùy đồng của Ngô Tuấn chậm lại. Chỉ một lúc nữa, phỏng chừng tốc độ đồng chùy của anh ta sẽ càng ngày càng chậm. Từ giờ đến lúc đó chính là thời cơ để Thiên Thông xử lý hắn. Muốn vậy ngày thường phải tăng cường luyện công mới được. Trong lúc này nội khí từng ngày tích góp được hao tổn. Diệp Phàm nói đến phía sau sắp biến thành một kẻ thông thái dởm rồi. Bản thân mình chó ngáp phải ruồi mà lại còn lớn tiếng dạy bảo người khác. Đương nhiên. Điều khiến Phí Nhất Độ buồn bực chính là không gặp được vận may như vậy. 5 phút sau, sức lực của Thiên Thông và Ngô Tuấn đều hao tổn đến cực hạn. Dưới sự khống chế của nội khí đôi chùy đồng và chiếc búa bay lảo đảo trên không trung mới có thể đụng vào nhau giống như kỹ năng quay chậm trong phim ảnh. Hơn nữa, mặc dù có đụng vào nhau cũng không có nhiều tính sát thương cho lắm. Phí Nhất Độ muốn cười, tuy nhiên, sợ quấy rầy người khác cho nên phải che miệng để cười. Ngô Tuấn không giữ vững được một phút đồng hồ. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, ngay khi Diệp Phàm vừa vứt lời địa chi, không ngờ Ngô Tuấn xuất một hơi khí lực, đôi đồng chùy bay nhanh tới rồi nằm trong tay người. Mà cơ thể Ngô Tuấn hướng sang bên cạnh để tháo chạy, Thiên Thông chưa kịp phản ứng Ngô Tuấn đã xông vào bên trong bụi cỏ. Hơn nữa ở bên trong còn hô lớn. Có gan thì vào đây đi. Ông nội Thiên Thông mày sợ gì? Đương nhiên Thiên Thông không cam lòng yếu thế. Cũng cầm búa trong tay tiến vào. Anh ta nhún người nhảy vào bãi lau sậy giống như dẫm phải đường bằng. Chiếc búa xoay trên không trung đột nhiên quay ngược hướng đi xuống chém hoa sơn. Rồi một chút âm thanh khó chịu trong đám cỏ lau qua đi chiếc búa xoay tròn hơn 10 mét rơi xuống. Tuy nhiên, Ngô Tuấn đã sớm lủi được rồi. Đúng là đồ con chuột, có giỏi thì quay lại đây. Thiên Thông hướng về phía bãi lau sậy châm chọc la lên. Hừ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến,
Thiên Thông cảm giác dưới lòng bàn chân chấn động, anh ta khẩn trương tránh ra. Tuy nhiên, lúc này không ngờ đám cỏ lau yếu ớt lại biến thành vũ khí giết người lợi hại. Mấy chục cây cỏ lau đột nhiên bay về phía Thiên Thông, tốc độ rất nhanh, có điểm giống như tư thế Triều Thông bắn tên. Thứ cây này mà có thể gây tổn thương cho bố mày, đầu không có tí sức lực nào. Thiên Thông khinh thường hừ một tiếng, hai chân bay nhanh trên không trung đê về hướng vòng tròn mấy chục cây cỏ lau. Phần lớn cỏ lau đều bị hai chân Thiên Thông đá rơi xuống, tuy nhiên, một âm thanh lạ qua đi, lập tức sắc mặt của Thiên Thông thành màu gan lợn, mắng to. Nhóc con mày giỡn với ông à? Bởi vì, ống quần của Thiên Thông bị hai cây cỏ lau xé thành hai mảnh, rách tận tới bẹn đùi. May là Thiên Thông phản ứng được kịp thời, nếu không chắc đã lộ ra rồi. Đương nhiên, anh ta nổi cơn thịnh nộ. Anh ta điều khiển thanh búa trên tay điên cuồng bổ tới phía trong bụi lau sậy. Lúc này anh ta như người bị bệnh thần kinh cầm búa chém lung tung. Đám cỏ lau gặp họa rồi, bá lạp lạp một mảnh thanh âm huyên náo truyền đến. Một lúc sau không ngờ Thiên Thông đã chém 7-80 thước cỏ lau không theo quy tắc nào. Nếu phi công nhìn từ trên xuống có thể cho là UFO làm liền khó nói. Tuy nhiên, điều kỳ lạ chính là không thấy Ngô Tuấn. Tuy nhiên, Thiên Thông cũng không vội, tại đây giữa hình chữ nhật còn thừa lại một lùm chừng một hình vuông cỏ lau còn đứng thẳng. Mà đồng chí Tiểu Thiên đứng tư thế gà đứng một chân ở trong hình vuông, mắt nhìn bốn phía lấm la lấm lét giống như quét mắt. Trong lòng tự nhủ bố mày xem mày còn chạy đi đâu, muốn công kích bố mày, khoảng cách rộng lớn như này mày phải hiện thân rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2650, chuột chạy qua đường. Ngô Tuấn, ra đi, nếu không ra cậu liền biến thành con chuột đấy. Thiên Thông đắc chí kêu to. Hai ống quần bay múa trong gió, giống như hai mảnh lam kỳ đang lắc lư. Tiếng xào sạc vang lên rồi qua đi, bùn đất lẫn một chút nước hiện lên bay múa khí thế đầy trời đạn bắn vào không trung. Lập tức, trên không trung cách mặt đất chừng 20 mét đều bị bùn đất và nước che kín. Mà Thiên Thông sớm có chuẩn bị, bay lên trời. Cổ tay bắn ra quả bom tuyết âm thanh vang lên làm chấn động cả đất trời. Cùng với âm thanh lạ này chiếc búa của Thiên Thông bất ngờ quăng hung hăng, rầm một tiếng. Chiếc búa bị cắm vào trong đất, không còn nhìn thấy nữa. Tuy nhiên, trong nháy mắt Ngô Tuấn chui ra từ trong đất. Tuy nhiên, trông có vẻ hơi chật vật. Không ngờ một nửa mông lộ ra bên ngoài, hơn nữa, còn dính đầy máu tươi. Ha ha ha, chơi trò ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja cùng các ông lớn. Còn non và xanh lắm. Thiên Thông cười điên rồ, cuối cùng cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi Ngô Tuấn bị chấn động do trốn trong lòng đất, cả người chưa kịp phòng bị lập tức bị ngất. Trong chớp nhoáng Thiên Thông lợi dụng cầm búa chém thẳng xuống. May mắn đúng lúc Ngô Tuấn tỉnh dậy, bằng không chắc cái mông này phải ra ở riêng rồi. Đương nhiên, cũng bởi vì bản lĩnh của Ngô Tuấn kém hơn so với Thiên Thông một chút. Bằng không, sớm đã bị Thiên Thông chém thành hai khúc rồi. Thiên Thông xuống tay không chút lưu tình, chiếc búa ở trên không trung bay lượn bổ tới Ngô Tuấn. Mục tiêu lần này là hai cái đùi của Ngô Tuấn. Xem mày còn chui thế nào nữa. Thiên Thông bày đặt ngoan thoại, mà bên này chuông thần hồn không ngừng kêu, rung mãi trên cổ tay của Thiên Thông, phát ra sóng âm công kích tới Ngô Tuấn. Vừa rồi đột nhiên bị thương, hơn nữa bản lĩnh cũng không bằng Thiên Thông. Ngô Tuấn bị sóng âm công kích lập tức có phần hôn mê, cả người choáng váng ngã xuống bãi cỏ lau trống trải, lại còn lộn mấy vòng trên mặt đất. Tuy nhiên, búa của Thiên Thông theo sát như hình với bóng. Ngô Tuấn thật sự hỗn loạn, mắt không thể nhìn theo nổi nữa. Khi Thiên Thông kêu to chuẩn bị muốn chặt hai chân của Ngô Tuấn nhắm rượu, đột nhiên. Bên ngoài bụi cỏ lau có một sợi dây nhỏ kỳ lạ bay tới, hình như là sợi dây câu cá, đầu dây còn có cái lưỡi câu, lập tức quấn lấy cái búa của Thiên Thông. Mà lưỡi câu lại trở về hướng Thiên Thông đứng, Thiên Thông vội né sang một bên, tuy nhiên, lưỡi câu kia rất linh hoạt. Theo sát phía sau Thiên Thông để móc lại. Ngư ông kia quả nhiên không phải người thường. Phí Nhất Độ nói. Bản lĩnh của người này cao hơn so với Thiên Thông. Cậu xem ông ta ngồi ở giữa cái thuyền nhỏ quay lưng lại với Thiên Thông mà có thể dùng cần câu công kích Thiên Thông từ khoảng cách hơn 100 mét. Nếu không đoán sai thì người này ít nhất cũng phải là 11 đẳng. Diệp Phàm vừa vuốt cằm vừa nói. Thật đúng là bậc thầy. Người này không hề quay đầu mà có thể biết Thiên Thông đi đến để công kích. Chẳng lẽ sau lưng người này có mắt? Phí Nhất Độ thật sự khâm phục. Không có gì, đôi mắt Phí Nhất Độ có thể làm được.
Chờ cậu đạt tới cấp 11 đẳng có khi mắt của cậu cũng có thể cảm giác được một số tình huống ở phía sau mình. Cái này chính là giác quan thứ 6. Diệp Phàm nói, mắt nhìn thiên thông không giữ vững được nữa. Anh ta thấy ở đằng kia trống trải hơn một chút, thiên thông vốn muốn xông vào bụi cỏ lau, tuy nhiên, người nọ không cho anh ta cơ hội. Diệp Phàm, ra tay giúp Tiểu Thiên đi không là tôi thành cá mất. Thiên thông thở hồng hộc hô lớn. Ha ha! Diệp Phàm cười khẽ một tiếng, vung tay lên, trên mình ôm một lùm cỏ lau đến. Hắn trượt một cái, tay hướng về lưỡi câu, dùng cổ tay truyền một lực mạnh. Lưỡi câu liền bị cỏ lau cuốn theo vào không trung. Lập tức trên không trung toàn bụi, mà ngư ông vừa nhìn thấy chắc cũng cảm giác được người này rất lợi hại. Diệp Phàm không ngờ ngư ông xoay người lại, hơn nữa cũng là hướng lên trên đỉnh bụi cỏ lau. Người thanh niên, thân thủ tốt lắm. Ngư ông khen, Diệp Phàm quan sát một chút, thấy người này mặt gầy cao, hơn nữa dáng người cũng không cao lắm. Trên mình mặc một cái áo choàng, cách ăn mặc của một nông dân đánh cá. Tuy nhiên, sắc mặt người này tương đối khó coi, trông đen xì như đít nổi vậy. Diệp Phàm vừa thấy, trong lòng nhất thời cả kinh, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là chúng độc hay sao? Tuy nhiên, lúc này ngư ông cũng vung cần câu về phía sau, lưỡi câu lập tức tái bắn ngược trở lại. Khí lực vô cùng manh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Phàm. Thật là nhanh. Phí Nhất Độ khen. Nhanh hơn được Diệp Phàm sao? Thế đã là cái quái gì? Thiên Thông đến gần Phí Nhất Độ khinh thường nói. Giọng điệu cứng rắn không vui thiếu chút nữa thành chuột chạy qua đường. Vẻ mặt Phí Nhất Độ vui mừng quá. Tiểu tử kia, muốn đánh nhau phải không? Mặt Thiên Thông đỏ lên tức giận, hơn nữa còn bóp bóp nắm tay có ý uy hiếp. Vừa nói đã ra quyền ngay, không có tí sức lực nào. Phí Nhất Độ co rụt cổ lại, đương nhiên là không dám kích động lại Thiên Thông. Nếu Diệp Phàm không ra mặt đánh ông lão đánh cá Thiên Thông mày đã bị đánh cho tơi bời, đừng hòng mà thoát thân được. Ngay cả chỗ để than khổ cũng không có, tuy nói thế của Phí gia lớn, nhưng Phí Nhất Độ hiểu rõ. Người nhà Tuyết gia cũng không kém. Nếu bàn về võ công ở trước mắt Tuyết gia Phí gia chỉ có thể coi là một cái cây nhỏ. Tốt! Diệp Phàm kêu một tiếng tốt, hai tay di chuyển trên không. Lập tức hắn xoắn không khí xung quanh mình thành một vòng xoáy thật lớn. Toàn bộ bụi cỏ lau bị cuốn theo xoay tròn trên không trung. Trong chớp mắt, bụi cỏ lau xoay tròn giống như một hắc động hút cả người ngư ông đi. Võ công thật quỷ dị! Mắt ngư ông cũng co lại một cái, kêu lên một tiếng. Cần câu của ông ta vung vào không trung hướng vào trong vòng xoáy của Diệp Phàm. Rồi một âm thanh quái dị truyền đến, vang lên một tiếng răng rắc, sắc mặt ngư ông hơi khó coi. Bởi vì, không ngờ binh khí cần câu của ông ta bị vòng xoáy bẻ gãy đôi. Mà vòng xoáy cũng không dừng lại, bẻ gãy cần câu sau đó lại hút về hướng ngư ông. Hừ! Ngư ông tức giận, một chân ở trong bụi cỏ lau, không ngờ cả người bắn ra ngoài vòng xoáy. Hai tay người này nắm lấy cỏ lau bên trong vòng xoáy của Diệp Phàm. Lập tức Diệp Phàm cảm thấy bên trong vòng xoáy hình như có một vật gì đang tác động. Hắn cũng không dám chậm trễ. Lại sử dụng lực thủy công tập hợp rất nhiều cỏ lau vào trong vòng xoáy. Nếu người thường sờ lên thì sẽ nói giống bức tường bằng sắt. Lúc này tất cả cỏ lau đều nhanh chóng biến thành cột tường rồi. Mục đích của Diệp Phàm là muốn quản chế ngư ông ở trong vòng của mình. Đùng đoàng. Diệp Phàm tốn sức lực tạo nên vòng xoáy nhưng vẫn bị một chưởng của ngư ông làm rách ra. Nước lũ xuất hiện đen giống như vỡ đê, mà Diệp Phàm cũng lập tức giải tán vòng xoáy. Ngư ông đang đắc chí, cả người giống như phát đạn pháo hai tay chắp trước ngực xuyên qua người Diệp Phàm. Lúc này hai tay ngư ông biến thành như một cái khoan. Song chưởng càng tràn đầy nội khí, nếu bị đâm chúng lập tức sẽ trở thành một lõ thủng. Diệp Phàm là ai, đương nhiên sẽ không để cho ông ta chọc chúng. Hắn nhanh chóng lui lại hơn 10 mét, thi triển hổ ưng chi công của Phí gia. Mà ngư ông cũng không chậm, hai người nhất thời đang truy đuổi nhau hơn 10 dặm trên đỉnh bụi cỏ lau. Đến thật tốt. Diệp Phàm quay vòng lại, sát khí thanh long lần đầu tiên tuột tay bay ra qua đầu ngư ông. Huyết trích tử vương khí trên không trung vừa chuyển một cái phía dưới liền mở ra mấy cánh hoa sen, dưới ánh mặt trời ngân phiến chiếu xạ lóa mắt trong chớp mắt đã đến trước mặt ngư ông. Cảm giác trước mặt là khoảng không tựa như hồ vậy, con người ngư ông trợn to suy nghĩ. Chắc là đang nghĩ tới điều gì, không ngờ sắc mặt ngư ông có vẻ như tái hơn, cái bụng phồng lên giống như bụng ếch. Ngay tức khắc, cả người ngư ông như là một quả bóng ra được thổi phồng lên dùng tốc độ cực nhanh biểu diễn động tác xoay trong trên không trung.
dường như là lấy cái bụng làm tâm trục để hoàn thành việc này thật là không thể tin nổi. Diệp Phàm dùng nội khí khống chế huyết trích tử lập tức một tiếng sát ba xuống mặt đất chính xác đã trúng mục tiêu. Tuy nhiên, cũng chỉ trúng một chân ngựa ông, hợp với giải tử đô cho Diệp Phàm nuốt cánh hoa huyết trích tử vào trong. Tuy nhiên, ngựa ông thật tàn nhẫn, cả người giống như cái xe ngựa chạy trốn phía trước. Lúc này cảm thấy lực đạo này đặc biệt lớn, Diệp Phàm khống chế không nổi huyết trích tử đi theo ngựa ông hướng mặt trước sông bắn ra. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm cắn răng kiên trì, miệng hơi mở, một ngụm độc đờm thẳng hướng ngựa ông mà đi đã phá vỡ bầu trời. Một tiếng nổ tung trên mặt đất. Lập tức, khói đen dâng lên. Trong khói đen ngựa ông bắt đầu ho khan. Cả người té lăn quay ra trên mặt đất gần sông. Đừng làm tổn thương sư phụ của tôi, dừng tay, chúng tôi nhận thua. Từ nay về sau sẽ chấm dứt thù này. Ngô Tuấn sợ tới mức vừa chạy vừa kêu to, không phòng bị gì mà bổ nhai hì xuống dưới chân Diệp Phàm, anh ta không muốn sống nữa ôm lấy một chân Diệp Phàm. Ngô Tuấn, ta không xong rồi, con trốn trước đi. Miệng ngư ông phun ra máu đen trong phạm vi hơn 10 thước đều toàn màu đen. Tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh để rồi lấy mạng của sư phụ tôi. Ngô Tuấn kêu to, liều mạng giữ chân Diệp Phàm muốn ngăn trích huyết tử. Phục chưa? Diệp Phàm không buông tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Tuấn. Phục rồi, từ nay về sau Ngô Tuấn tôi sẽ không tìm đồng ra gây bất cứ phiền phức gì. Tôi lấy danh nghĩa mẹ tôi ra thề, nếu sai sẽ bị sét đánh chết. Ngô Tuấn vội vàng thề, xem ra, tình cảm hai thầy trò rất sâu sắc. Diệp Phàm, tôi nghĩ, thôi đi có được không? Dù sao bọn họ không tìm đến đồng ra gây phiền toái là được, cần gì lấy người chết. Hơn nữa, người ta cũng có lý do đúng không? Chúng ta là người tốt mà. Ngay cả Thiên Thông cũng lên tiếng xin xỏ cho. Chương 2651, bá chủ Hoành Giang. Thôi, nội khí Diệp Phàm vừa động, huyết trích tử mở ra rụt trở về. Tuy nhiên, một chân ngựa ông đã bị huyết trích tử bẻ vụn rồi. Nhìn qua toàn bộ chân trái toàn máu tươi hình như bị máy xay thịt xoắn thành bộ dạng đó. Không lâu sau, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện có rất nhiều cá chết nổi giữa sông. Sư phụ của cậu tên là gì, nhất định là ông ta trúng độc đúng không? Nhìn thoáng qua ngư ông Diệp Phàm hừ lạnh nói. Sư phụ, Ngô Tuấn ôm sư phụ bay nhanh lên bờ vào nhà tranh, một lúc lâu mới băng bó. Tuy nhiên, sau khi Ngô Tuấn đi ra cắn răng nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Sư phụ của tôi muốn gặp anh. Ba người Diệp Phàm vào nhà tranh, thấy bên trong thật sự đơn giản. Giường, bàn ghế đều được làm bằng cỏ lau. Mà dụng cụ hiện đại không có cái gì cả, đến cái đèn điện cũng không có, trong túp lều bày biện rất nhiều ngọn nến, chắc là dùng để chiếu sáng. Sắc mặt ngư ông cũng không phải trắng bệch như tờ giấy, mà lộ ra vẻ bề ngoài đen như than. Người trẻ tuổi, cậu tên là gì? Ngư ông mở mắt ra nhìn Diệp Phàm một chút rồi hỏi. Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, cũng không có giấu giếm gì cả. Cậu gọi tôi là Trương Cửu Thiên là được, chắc thân thủ của cậu là 11 đẳng. Trương Cửu Thiên ho khan một tiếng, lập tức tràn ra một chút máu tươi. Ngô Tuấn muốn khuyên ông ta không nói chuyện nữa, tuy nhiên bị Trương Cửu Thiên khoát tay áo ngăn lại. Dạ. Diệp Phàm gật gật đầu. Cậu xuất thân từ gia tộc nào của Trung Quốc chúng ta? Vẻ mặt ngư ông khiếp sợ, hỏi. Tôi xuất thân bình thường, không phải từ đại gia tộc nào cả. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Cửu Thiên hừ một tiếng, đôi mắt tìm tòi dò xét, nói. Ông trúng độc rất nặng. Vừa rồi lại phải dùng nội khí so với tôi. Hiện tại độc đã vào tận xương tủy, chắc sẽ không còn nhiều thời gian. Đúng vậy, cậu nói đúng, tôi trúng độc không phải là do cậu. Tôi trúng độc đã nhiều năm rồi. Tôi cũng biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Nếu không thi đấu với cậu chắc còn có thể sống thêm được mấy tháng. Nhưng, hiện tại không được nữa rồi. Trương Cửu Thiên liếc mắt nhìn Ngô Tuấn một cái, nói. Tôi với tên đồ đệ này. Vốn cùng hiểu lầm nên có thủ oán với đồng gia. Về sau nghe giải thích mới thật sự là hiểu lầm. Tuy nhiên, trong lòng đồ đệ tôi có thủ oán, cho nên vẫn không chịu buông tha đồng gia. Nhưng, cậu đã nhúng tay vào việc này có thể hiểu được. Tuy nhiên, tôi hy vọng sau này Ngô Tuấn có thể đi theo cậu. Vì sao chứ? Trong lòng Diệp Phàm thực sự đang có chút tò mò, hỏi. Ngô Tuấn cao thủ như vậy đương nhiên là Diệp Phàm rất thích. Tuy nhiên, thích thì thích. Cũng phải hiểu rõ ràng về anh ta đã. Bằng không, sẽ trở thành dẫn sói về nhà mất rồi. Không có mục đích gì cả, có lẽ là do lão phu cảm giác thôi.
Tôi cảm thấy Ngô Tuấn đi theo cậu sẽ thích hợp hơn. Ngô Tuấn từ nhỏ đã đi theo tôi, tình cảm của chúng ta cũng như cha con. Kỳ thật, lão phu đã sắp trăm tuổi rồi, cho dù không trúng độc chắc cũng chỉ sống thêm được mấy ngày. Nhưng, Ngô Tuấn là một nhân tài. Hơn nữa, cậu cũng thấy đấy, năm nay cậu ta chưa đến 35 tuổi, nhưng bản lĩnh đã đạt đến cửu đẳng. Thiếu chút nữa là đạt đến thập đẳng. Hơn nữa, năng lực công kích của Ngô Tuấn rất mạnh. Em bé vừa rồi chắc có thân thủ thập đẳng, Ngô Tuấn đang ở cấp cao nhất của cửu đẳng có thể cùng cậu ta chiến đấu như vậy chính là một căn cứ sống rất chính xác. Hơn nữa chưa đến 35 tuổi đã ở đỉnh cao của cửu đẳng, ở được vị trí này chứng tỏ cậu ta cũng có thiên phú đấy. Đương nhiên, không thể nào so sánh với cậu được, cậu so với nó càng là thiên tài. Thiên tài nhỏ đi theo thiên tài lớn, đời này cũng có thể làm được một việc lớn. Người sống cả đời nhưng trong nháy mắt có thể chết. Dù sao cũng phải làm chút gì đó có đúng không? Mấy năm nay đều vì độc trên người của ta làm liên lụy đến nó rất nhiều. Bằng không nó đã sớm đi khắp thế giới rồi. Nếu như sống có thể làm gì cho mọi người chết cũng không thấy uổng. Ở cái chốn lau sậy này thì có tiền đồ gì, đó là do ông trời bắt nó ở đây không bản thân nó đã có một vị trí tốt rồi. Ngư ông có chút gian nan nói. Sư phụ, chúng ta sống phải sống cho tốt, không cần phải đi cầu xin người khác. Ngô Tuấn còn sẽ sống được thoải mái. Ngô Tuấn nhìn chằm chằm Diệp Phàm giận dữ. Ngô Tuấn, hãy bỏ hết những thù hận ở trong lòng đi. Sư phụ không phải là do cậu ta hại chết đâu, hung thủ thật sự là Điền Ly Thu. Trương Cửu Thiên thở dài, không thôi nhìn Ngô Tuấn. Sư phụ yên tâm, con sẽ băm thây lão tặc Điền Ly Thu thành vạn đoạn. Ngô Tuấn nghiến răng nói. Con không thể làm được đâu, hiện tại Đường Ly Thu đã ở 12 đẳng đỉnh giai. Lúc sư phụ chưa trúng độc thân thủ cũng không khác ông ta lắm. Trương Cửu Thiên lắc lắc đầu nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nếu lão phu không trúng độc, cậu thanh niên, 10 cậu cũng không phải là đối thủ của tôi. Thôi vậy, bây giờ nói điều đó còn có ý nghĩa gì? Tôi với cậu làm vụ giao dịch, cậu sẽ nhận lấy Ngô Tuấn. Bồi dưỡng nó thật tốt, chờ nó vượt qua Điền Ly Thu, sau đó để cho nó đi kết thúc thủ án của tôi với Điền Ly Thu. Nói đến đây Trương Cửu Thiên liếc mắt nhìn Ngô Tuấn một cái, nói. Ngô Tuấn, con có nghe theo lời sư phụ dặn không? Đây là nguyện vọng duy nhất trước khi chết của sư phụ. Không có cậu ta giúp đỡ con không thể chiến thắng được Điền Ly Thu đâu. Nếu không nghĩ đến việc báo thù cho sư phụ con cũng không cần phải đi theo cậu ta. Con tự mình quyết định đi. Ngô Tuấn đứng lên suy nghĩ, không hề lên tiếng. 2 phút sau, Trương Cửu Thiên ho khan một tiếng sau đó sắc mặt ngày càng xám lại. Lại không ngừng ho khan, máu đen cũng hộc ra bên ngoài, xem ra không xong rồi. Chẳng lẽ con thật sự muốn ta chết mà không được tâm nguyện hay sao? Trương Cửu Thiên hô lớn, máu đen phun ra trong phạm vi khoảng 3 thước đều nhuộm máu đen. Được, sư phụ, con nghe lời sư phụ. Ngô Tuấn gật gật đầu một cách khó khăn, quỳ gối xuống trước mặt sư phụ, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Muốn tôi đi theo, điều kiện duy nhất là anh giúp tôi diệt Điền Ly Thu. Sau khi giết được ông ta Ngô Tuấn tôi mới là thủ hạ thật sự của Diệp Phàm anh. Nói cách khác, muốn hàng phục Ngô Tuấn tôi, trừ phi tôi chết đi. Cậu đúng là khó bảo, cậu có tin là chỉ cần một cái tát của Diệp Phàm có thể đưa cậu xuống địa ngục. Thiên Thông khinh thường hừ lạnh nói. Cửu đẳng đỉnh giai thì có gì là ghê gớm chứ? Trong tay Diệp Phàm có một đống nhân tài ấy chứ, mẹ ơi, mày còn tự cho mình là bảo bối có phải không? Trong mắt Diệp Phàm thì mày cũng chả khác gì cây cỏ đâu. Đương nhiên, đồng chí Tiểu Thiên cũng có chút khoác lác. Cậu nói xem Điền Ly Thu là ai, vì sao lại kết thù cùng sư phụ cậu. Nếu như là các người không đúng, Diệp Phàm tôi chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ đâu. Tuy nói Diệp Phàm tôi trọng người tài, nhưng cũng sẽ không giúp kẻ xấu làm điều ác đâu. Ngay lập tức Diệp Phàm thản nhiên đáp lại điều kiện của Ngô Tuấn. Diệp Phàm làm quan, cũng không muốn cho người khác có thể xỏ mũi dẫn đi đâu. Nói về việc này thì rất dài. Năm nay Điền Ly Thu khoảng 50 tuổi, ông ta là người lái tàu thuê. Môn phái của bọn họ cũng không có nhiều đệ tử, chắc khoảng 100 người. Trong đó 60% là người làm công bình thường. Còn lại mới thật sự là những người luyện công. Tuy nhiên, đa số thân thủ của các đệ tử không cao, chẳng qua là bọn họ núp bóng dưới thân phận người buôn bán để sống sót. Mở ra công ty vận tải đường thủy tên là công ty Thiết Phiêu. Bình thường những người này đều hoạt động ở tỉnh An Đô. Thủy công của những người này tương đối lợi hại,
một đệ tử bình thường chỉ cần dẫm lên một tấm ván gỗ là có thể nổi trên nước, cho nên gọi là thiết phiêu. Tuy nhiên, bọn họ lũng đoạn vùng kinh doanh Hoành Giang. Bởi vì bọn họ dùng nắm đấm, người làm ăn khác cũng không dám tham gia vào. Hơn nữa những người này rất ngang ngược, bọn họ thu phí vận chuyển cao hơn gấp mấy lần so với những người khác. Hơn nữa còn không ngừng chèn ép các thương gia khác, cuối cùng chỉ còn lại công ty thiết phiêu của bọn họ làm ăn ở Hoàng Giang. Trương Cửu Thiên nói, chính phủ không quản sao? Phí Nhất Độ có chút khó hiểu. Quản cái con khỉ ý, hiện tại chỉ có một vài ngành trong chính là có người làm việc. Chỉ cần có ăn có uống có tiền thì còn quản gì chứ? Dù sao vận tải đường thủy cho bọn họ làm hay cho người khác làm đều giống nhau. Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ bọn họ đã mua công an và lãnh đạo địa phương. Chắc là có cổ phần dành cho bọn họ, những người này mặc kệ thì còn ai dám quản. Hơn nữa, trước kia cũng có vài công chức muốn quản, kết quả là bị đánh cho thảm hại. Nửa đêm có người ném gạch vào trong nhà. Những công chức này sợ đến mức không dám lên tiếng nữa. Mà hai bên bờ sông đều là núi đá, muốn sửa quốc lộ tương đối khó. Cuối cùng chỉ có thể vận chuyển bằng đường thủy. Năm đó sư phụ không biết, cho nên ra tay trừng trị bọn họ. Không thể tưởng tượng được Điền Ly Thu hạ độc ám hại sư phụ. Ngày đó bản lĩnh của sư phụ cao hơn so với Điền Ly Thu một chút. Tuy nhiên, sau khi bị đánh lén Điền Ly Thu lại bám chặt không tha. Sư phụ ứng chiến kết quả là bị trọng thương. Nhiều năm qua hai thầy trò chúng tôi liền tránh ở khu lau sậy này. Chắc hiện tại thân thủ của Điền Ly Thu đã đạt tới 12 đẳng. Năm đó sư phụ thu thập được một gốc cây trăm năm thiên sơn tuyết tùng liền bị ông ta cướp mất. Lúc đó thân thủ sư phụ 12 đẳng cũng muốn cố gắng đột phá xiềng xích tấn công cánh cửa tiên thiên đại năng giả. Ngô Tuấn Hử nói, thiên sơn tuyết tùng liên là cái quái gì? Thiên Thông không kìm nổi tò mò hỏi. Thật sự là chưa nghe thấy bao giờ. Cái này thật sự không hiểu được. Ngô Tuấn nói khách sáo Thiên Thông một câu. Trên đời này có đủ những cái lạ. Thảo dược của Trung Quốc chúng ta có hàng nghìn hàng vạn loại. Sao có thể cái gì chó mèo cũng biết ý. Không phải là một cây cỏ viên nha. Biết làm cái rắm gì. Thiên Thông cũng sắc bén phản chửi đạo. Anh vô tri đến mức đáng thương. Không ngờ Ngô Tuấn quỳ trên mặt đất châm chọc Thiên Thông. Mày mới là đồ vô tri, bố mày cho mày chết. Thiên Thông phát hỏa, giơ tay lên định động thủ. Đủ rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ một tiếng, Thiên Thông sợ đến mức rút ngay tay trở về. Nếu như gọi là tuyết tùng liên, chắc là cũng không khác với sâm trăm năm tuổi là mấy. Thiên Thông nói cũng không sai, cậu cũng biết chúng ta đều không hiểu được. Chúng tôi hiểu được chưa chắc cậu đã biết. Diệp Phàm nói, cũng khiến cho Thiên Thông lấy lại được chút thể diện. Ừ, tuy nhiên, tuyết tùng liên chính là quả của thiên sơn tuyết liên. Cho nên, giá trị dinh dưỡng cao hơn so với thiên sơn tuyết liên một chút. Loài cỏ này cũng là vị thuốc hiếm có, bởi vì, dược tính của thảo dược có cả âm lẫn dương. Mà thuốc bình thường chỉ có thể có một dược tính, hoặc là tính âm, hoặc là tính dương, cũng tạo thành thảo dược hữu ích có hạn chế tính. Ví dụ như người có đủ dương khí sẽ tìm thảo dược tính âm để bồi bổ. Trái lại là tính âm, mà tuyết tùng liên cũng là tính âm đấy. Trong lời nói của Trương Cửu Thiên lộ ra vẻ đắc ý. Chương 2652, Vân Quan Tự. Đã như thế thì đắc ý cái quái gì, trong lòng Diệp Phàm hừ một tiếng, nói. Chẳng phải nói là tuyết tùng liên chính là dược thảo tính trung tốt đó sao? Đúng vậy, chính là trung tính, công dụng của nó tương đối rộng, người luyện công bình thường cũng có thể dùng được. Mà hiệu quả rất rõ rệt, tuy nhiên, thật đáng tiếc. Nếu hồi đó không bị thương thì có lẽ dựa vào nó cũng giúp tôi có hy vọng tiến vào cảnh giới tiên thiên đại năng giả. Đáng hận là Điền Ly Thu là người quá nham hiểm, chẳng những sau khi đánh tôi bị thương, còn cướp đi tuyết tùng liên mà tôi vất vả mới lấy được. Tôi thật hận ông ta. Trương Cửu Thiên vừa nói vừa phun máu đen ra, tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy hình như lão già này biểu diễn cho đồ đệ Ngô Tuấn nhìn. Diệp Phàm suy nghĩ từng cân nhắc từng chút một, chắc là Trương Cửu Thiên sợ Ngô Tuấn không phục. Cho nên cố ý đánh vào bài tình cảm để giao Ngô Tuấn cho mình. Con mắt của lão già Trương Cửu Thiên kia thật đúng là không kém chút nào. Rõ ràng đã nhìn ra giá trị của mình. Sư phụ yên tâm, con nhất định phải khiến cho Điền Ly Thu bị báo ứng. Ngô Tuấn nghiến răng mắng. Ôi, cậu Diệp, tôi đành thoái thác cho cậu. Trương Cửu Thiên nói, ánh mắt ngày càng mờ đi. Một chút sức lực cũng không còn. Vị này cũng đã từng một thời oai phong lẫm liệt mà không ngờ bây giờ hồn đã về hoàng tuyền rồi.
Kỳ lạ là Ngô Tuấn cũng không có rơi lệ, vẻ mặt lầm lì. Người như thế này thường trả thù rất đáng sợ. Giúp đỡ Ngô Tuấn mai táng Trương Cửu Thiên, sau đó ngồi cùng cậu ta đến sáng sớm ngày thứ hai. Đột nhiên Ngô Tuấn đứng lên, hướng về Diệp Phàm nói. Hiện tại tôi với anh chỉ là bạn bè hợp tác với nhau. Anh muốn chính thức thu phục tôi thì phải chờ đến cái ngày anh giúp đỡ tôi tiêu diệt Điền Ly Thu. Bằng không, hiện tại anh giết tôi cũng vô dụng. Tuy nhiên, anh cứ yên tâm, Ngô Tuấn tôi tuy rằng khá bướng bỉnh, nhưng cũng không phải là người xấu. Đương nhiên, nếu phá hỏng tuyệt đối Ngô Tuấn tôi không nương tay. Ánh mắt Ngô Tuấn vô cùng kiên nghị. Bạn bè hợp tác, chỉ dựa vào cậu mà đòi xứng đáng với điều đó sao? Phí Nhất Độ không phục, ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Xứng hay không thì phải dựa vào thực lực để nói chuyện, không phải chỉ mỗi khua môi múa mép là xong. Ngô Tuấn nói một câu ác nghiệt, thiếu chút nữa khiến Phí Nhất Độ nghẹn rồi. Miệng lưỡi thằng này cũng được, tuy nhiên, Diệp Phàm khoát tay áo, nói. Ngô Tuấn, có thể khẳng định, đời này cậu chính là thủ hạ của tôi rồi. Phải xem anh có đủ bản lĩnh này hay không. Ngô Tuấn thật đúng là rất kiêu ngạo. Có bản lĩnh hay không không phải cậu nói là có thể nhìn thấy được, mọi thứ đều phải lấy thực lực để nói chuyện. Diệp Phàm hướng về dòng sống, hít mạnh một cái. Một lực rất mạnh truyền ra. Chỗ nước sông cách xa hàng trăm mét bị lực hút nội khí của Diệp Phàm cưỡng ép, nhà tranh phía trước như được một hồi cọ rửa. Đất cát tán loạn, không lâu sau, trên mặt đất đã không còn vết máu. Tất cả đều trở về tự nhiên. Đương nhiên Ngô Tuấn nhìn trộm chiếu thức ấy của Diệp Phàm. Cậu ta bĩu môi một cái rất dài. Trong một phòng riêng ở một khách sạn lớn của thủ đô hai mắt Tư Lệnh Đồng nhìn chằm chằm Ngô Tuấn. Sau đó, Tư Lệnh Đồng cảm thấy buồn thở dài một hơi, nói. Bộ dạng rất giống, hai cha con cậu không khác nhau là mấy. Việc này không cần Tư Lệnh Đồng bận tâm, tôi nhất định là con của cha tôi. Ngô Tuấn lạnh lùng hừ nói, đối với Tư Lệnh Đồng có lẽ không thể nào quan tâm. Ôi, đúng là cậu vẫn còn có thái độ thù địch với tôi. Tôi nói qua, đó là chiến tranh, chỉ có điều là có sự hiểu lầm. Trên chiến trường là không có tình huynh đệ, chỉ có cấp trên. Chỉ có quốc gia, cha cậu cũng không trách tôi. Tư Lệnh Đồng nói đến đây giọng có chút khàn khàn, liếc mắt nhìn Ngô Tuấn một cái, nói. Cậu bé, nếu cậu có mong muốn tôi có thể giới thiệu cậu tham gia quân đội. Với thân thủ của cậu hoàn toàn có thể tham gia đội lục chiến đặc chủng hải quân. Đông Hải Phong tôi có mặt mo cũng phải dành quân hàm thượng úy cho cậu. 1-2 năm sau là có thể thành thiếu tá rồi. Cậu bé, không nên lêu lổng nữa. Hay là cậu muốn có một công việc nghiêm chỉnh cho thỏa đáng? Tôi tin cha cậu ở dưới Cửu Tuyền sẽ mỉm cười đấy. Rất xin lỗi, tôi không thèm đâu. Tham gia quân ngũ, chẳng thú vị chút nào. Ngô Tuấn không một chút cảm kích. Nếu cậu không chịu tham gia quân ngũ cũng có thể tham gia kỳ thi công chức. Sau kỳ thi tôi có thể sắp xếp xong xuôi công việc cho cậu. Cậu hoàn toàn có thể công tác trong ngành công an. Đông Hải Phong còn nói thêm. Không đi. Ngô Tuấn lại lắc đầu. Vậy thì kinh doanh, tôi tiết kiệm được chút tiền, cậu cầm lấy đi. Tư Lệnh Đồng vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một tờ chi phiếu nhẹ nhàng đẩy tới. Diệp Phàm nhìn lướt qua, phát hiện ra là một tấm chi phiếu 500 ngàn. Đồng gia cũng không có người kinh doanh. 500 ngàn này chắc cũng là toàn bộ của cải của Tư Lệnh Đồng mà thôi. Ông cầm tiền dơ bẩn về đi. Ngô Tuấn hừ nói. Ngô Tuấn, cậu đừng như vậy. Tư Lệnh Đồng rất chân thành đấy, đều là chuyện đã qua. Hơn nữa Tư Lệnh Đồng không làm gì sai cả. Cho dù cậu không nhận ý tốt của Tư Lệnh Đồng nhưng cũng không thể nói như thế được. Cậu không cần mãi ngập trong thù hận vậy. Huống chi hai người cũng không có thù hận gì. Chỉ có điều đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt làm nên chuyện thôi. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Tư Lệnh Đồng yên tâm, chuyện của chúng ta đến đây gác lại. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ không để ý đến người nhà Đồng gia ông nữa. Tuy nhiên, Ngô Tuấn tôi có hai tay, có thể dựa vào đôi tay này kiếm tiền sống tạm là không thành vấn đề. Cho cốt cha tôi mang đi, cảm ơn ông đã thay tôi bảo quản nhiều năm như vậy. Ngô Tuấn nói đến đầu cúi thấp đầu xuống xem như cảm tạ. Vẻ mặt Đồng Tư Lệnh tương đối phức tạp. Sau đó, Ngô Tuấn đeo cho cốt của cha trên lưng bước nhanh ra khỏi phòng. Từ lúc vào phòng đến lúc đi ra một ngụm trà cũng không uống. Cậu về Hồng Diệp bảo trước đi, tôi ngồi uống vài chén với Tư Lệnh Đồng đã. Diệp Phàm hướng về phía bóng lưng của Ngô Tuấn nói. Chuyện của cậu qua một thời gian nữa sẽ nghĩ biện pháp, chắc là có hy vọng đấy.
Diệp Phàm nói chuyện giúp đỡ Ngô Tuấn tấn công thập đẳng khai nguyên, Ngô Tuấn xoay người lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, gật gật đầu rất thận trọng, đáp lại một tiếng rồi bước nhanh đi. Ôi, năm đó! Giọng Đồng Tư Lệnh lại khàn khàn, hơn nữa, mắt còn hơi đỏ. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, hơn nữa, hiện tại đã mở ra khúc mắc của Ngô Tuấn. Tư lệnh cũng không cần phải suy nghĩ trong lòng rồi sẽ phá hủy mất tâm tình của chính mình. Về phần Ngô Tuấn, sẽ từ từ khuyên răn cậu ta. Tin rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ tiếp nhận tình cảm của Đồng gia. Tuy nhiên, việc này không thể gấp. Sư phụ của cậu ta cũng vừa mới chết xong. Hiện tại còn muốn mai táng cho cốt của cha. Cho nên, chắc chắn trong lòng không thể thoải mái được, kính xin tư lệnh Đồng thông cảm cho chỗ khó của cậu ta. Diệp Phàm khuyên nhủ. Ha ha. Chuyện cũ như khói, không có việc gì, rồi chúng đều sẽ qua đi thôi. Đột nhiên Đồng Tư Lệnh mở lòng hơn, cười cười liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đúng là biện pháp của trợ lý Diệp, hai nhà chúng ta đều không giải quyết được chuyện cậu vừa ra tay liền giải quyết được ngay. Trợ lý Diệp là bằng hữu của Đồng Hải Phong tôi. Đồng Tư Lệnh quá khiêm nhường rồi, các ông không thể không có biện pháp. Chẳng qua thương hại Ngô Tuấn nên không đành lòng xuống tay thôi. Bằng không. Mười Ngô Tuấn cũng không hiểu được cái gì ở đây. Diệp Phàm nói. Nói thật nhé, tôi lấy Ngô Tuấn thật đúng là không có. Nhưng, không ngờ chúng tôi đều bị Ngô Tuấn lừa. Căn bản cậu ta cũng không có anh em ruột thịt ở đây. Nguyên nhân lớn nhất là chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ. Đương nhiên, Ngô Tuấn là con trai của chiến hữu của tôi. Nhiều nhất là chúng tôi giáo huấn cậu ta một chút, tuyệt đối sẽ không gây thương tổn cho cậu ta. Hơn nữa. Từ trên người Ngô Tuấn tôi có thể nhìn thấy sự oai hùng của chiến hữu năm xưa. Nói tới đây, tôi thật tâm hy vọng Ngô Tuấn có thể tham gia quân ngũ. Cậu ta là một nhân tài, nếu trong chiến đội hải lục quân có cao thủ như vậy, hải quân chúng ta càng cường đại hơn đấy. Thật sự Ngô Tuấn cũng ngạo mạn, cậu ta vào liền đặc biệt được đề bạt là thượng úy, lại còn không thèm. Thằng bé này, thực sự là không hiểu chuyện, suy nghĩ của thanh thiếu niên bây giờ như thế nào ta thật sự cảm thấy khó hiểu. Xem ra, tôi đúng thật là đã già rồi. Đồng Tư Lệnh còn có chút tiếc nuối. Vị trí thượng úy là cái quái gì, nếu tôi dẫn nó đến giới thiệu cho lão cung của tổ đặc nhiệm A thì lão ấy không cười đến rách miệng ra mới là lạ, chắc chắn sẽ bảo đi tới, đặc biệt cất nhắc cho cấp thượng tá hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì, ngưỡng cửa vào tổ đặc nhiệm A là lục đẳng khai nguyên. Nhưng Ngô Tuấn lập tức có thể thành cao thủ thập đẳng. Cái chính là khi mới vào đội phải trải qua cửa ải thẩm tra chính trị. Sẽ phải trải qua các chuyên gia tổ khoa học năng lượng kiểm tra, về cơ bản nói thượng tá là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, Diệp Phàm giấu Ngô Tuấn, tự nhiên không muốn dẫn cậu ta cho tổ đặc nhiệm A. Mà việc này chắc hai nhà Đồng Phượng cũng không muốn người ở ngoài hiểu được. Đương nhiên sẽ không nhắc đến việc này rồi. Cũng là vì Diệp Phàm muốn thu phục thành công Ngô Tuấn mà tạo ra cơ hội như vậy. Hơn nữa, Diệp Phàm lấy lý do là giúp đỡ Ngô Tuấn đột phá lên thập đẳng. Nên càng khóa chặt lòng Ngô Tuấn hơn. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phàm cũng không cao hứng trở lại. Bởi vì, đã giải quyết xong được một chuyện của Ngô Tuấn, mà Diệp Phàm đem gia đình Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh làm cho mất. Ba người bọn họ tạm thời dừng lại ở thủ đô sau lại vội vàng đi về hướng núi Ngũ Đài. Bởi vì Thiên Thông phải đi về làm việc, cho nên Ngô Tuấn thay thế Thiên Thông. Núi Ngũ Đài ở phía đông Bắc Ti Kiêu, cùng với núi Nga Mi, núi Cửu Hoa. Núi Phổ Đà được coi là tứ đại danh sơn nước Hoa. Là thắng cảnh du lịch Phật giáo Ti Kiêu, nằm trong 10 núi nổi tiếng đứng đầu Ti Kiêu. Núi Ngũ Đài được Sme là một trong những ngôi đền hạng nhất, Vân Quan tự so sánh với các chùa miếu ở địa phương khác cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chẳng qua là nằm ở giữa núi Ngũ Đài thôi. Anh, đa số người ta đã đến núi Ngũ Đài, chỉ có điều lấy huyện Ngũ Đài làm trung tâm lịch sử đã lâu, quy mô chùa triển lớn. Còn ý nghĩa chính của núi Ngũ Đài trên thực tế là chỉ năm tòa huyện Ngũ Đài nối liền xung quanh nhau, đỉnh núi cao ngất, rất đẹp. Theo thứ tự chúng là, phía đông đài là ngọn Hải Phong, phía tây đài là ngọn Nguyệt Phong, phía nam đài là ngọn Cẩm Tú, phía bắc đài là ngọn Diệp Đấu, ở giữa đài là ngọn Thúy Nham. Bởi vì độ cao của năm ngọn so với mặt biển là hơn 3.000 mét, bởi vậy trừ đi một tí dáng vẻ cung kính Phật tử có thể du ngoạn sơn thủy năm ngọn núi trên đỉnh đài thờ phụng Văn Thù Bồ Tát bên ngoài, có rất ít người có thể tới Ngũ Đài. Cũng là do tự viện Đài Hoài Trấn nằm ở giữa năm ngọn núi, bởi vậy, bình thường mọi người đi đến Đài Hoài Trấn coi như là đi qua núi Ngũ Đài rồi. Ngón tay Phí Nhất Độ chỉ trỏ,
bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Phàm và Ngô Tuấn đến núi Ngũ Đài, cũng được ngửi thấy mùi thơm mà tới. Vân Quan Tự cơ bản cũng không ở núi Ngũ Đài. Diệp Phàm cười. Chương 2653, một hòa thượng quét rác. Theo vị trí địa lý, Vân Quan Tự thật ra còn cách Đài Hoài Trấn tương đối xa, nói chung là thuộc núi Ngũ Sơn. Quan niệm về núi Ngũ Sơn là rất rộng, nghiêm ngặt mà nói chùa Vân Quan Tự chưa được tính là chùa miếu của núi Ngũ Đài, việc này mới chỉ là trong suy nghĩ. Giống như anh đến Hàng Châu có rất nhiều người bán Tây Hồ Long Tỉnh. Thực ra Tây Hồ Long Tỉnh chính tông nếu như để trên mặt đất là có thể nhìn thấy được ngay. Phí Nhất Độ thản nhiên cười nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy Phí Nhất Độ tương đối khó hiểu. Cha của người này là một trong đại trưởng cự của nước Cộng Hòa, ngược lại tự bản thân anh ta không buôn bán người vô quan. Nếu so sánh với Phí Nhất Hoàn cha anh ta, Phí Nhất Độ quả thật ăn chơi trác táng. Hơn nữa còn thuộc loại ăn chơi nhất trong bọn con ông cháu cha ở thủ đô. Tuy nhiên, trước mặt những người khác Phí Nhất Độ khá kiêu ngạo, đó là bởi vì những người khác khác quá kiêu ngạo. Phí Nhất Độ kiêu ngạo với những người kiêu ngạo, tuy nhiên, Diệp Phàm lại cảm thấy Phí Nhất Độ là một người tương đối khiêm tốn. Đối xử với mọi người đều khá hiền hòa, không có một chút kiêu ngạo hống hách của nhà quyền quý. Tuy nhiên, có lẽ Diệp Phàm chỉ nhìn thấy được một mặt của Phí Nhất Độ mà không hiểu được mặt khác của cậu ta. Có lúc Diệp Phàm vừa đùa vừa thật hỏi tại sao cậu ta không tìm một nửa của mình. Thường thì lúc đó Phí Nhất Độ sẽ cười nhạt một tiếng, nói là trên đời này tự do là quan trọng nhất. Đã dấn thân vào quan trường sẽ không nghĩ đến mình nữa, lời nói khinh thường có quá nhiều mùi tiền. Dường như Phí Nhất Hoàn cũng ngầm đồng ý cho Phí Nhất Độ như thế. Diệp Phàm cảm thấy thật kinh ngạc vô cùng, thái độ của Phí Nhất Độ với Phí Nhất Hoàn một trong những người đứng đầu nước Cộng Hòa thật là đại nghịch bất đạo. Không ngờ bí thư Phí Nhất Hoàn lại tôn trọng lựa chọn của con trai mình. Việc này thật là rất khác thương. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Phàm cười cười cầm thư giới thiệu của Lão Phượng vào Vân Quan Tự. Vào bên trong thấy một người mặc áo cà sa màu vàng tiếp đón, bình thường những người mặc loại quần áo này trong chùa miếu là người có cấp bậc tương đối cao. Tuy trong mắt người ngoại người thế tục trong chùa miếu, dường như là không có gì phân tranh. Thực ra là không phải, ở chỗ nào chẳng có tranh đấu. Cho dù là ở bên trong hay ngoài chùa cũng không có ngoại lệ. Vì sao hòa thượng đều muốn làm chủ trì? Bởi vì thật ra chủ trì chính là người lãnh đạo trong một cái chùa, việc làm quan với làm nhân vật số một cũng không khác nhau là mấy. Vì thế, Diệp Phàm yêu cầu gặp Đại sư Quy Lâm. Đại sư Quy Tùng, Quy Lâm đại sư vừa mới dạo chơi về, cơ thể quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi một lúc. Lúc này không gặp bất kỳ vị khách nào cả, mong các vị lượng thứ. Đại sư Quy Tùng chắp tay cúi đầu, rất khách khí nói. Quy Lâm đại sư trở về cũng đã mấy ngày rồi. Nghỉ ngơi như vậy vẫn chưa được sao? Phí Nhất Độ thản nhiên cười hỏi. Rất xin lỗi, sau khi đại sư trở về lại bị phong hàn. Chắc phải điều trị một thời gian nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Mắt đại sư Quy Tùng khẽ động, nói. Tác phong đáng tởm, có phải là do cái chân bị ta làm thương, nên xấu hổ không dám ra gặp người rồi đúng không? Không ngờ Ngô Tuấn đột nhiên nói xen vào một câu, làm cho Quy Tùng đại sư rất ngạc nhiên. Ông ta nhìn Ngô Tuấn. Lập tức sắc mặt thay đổi, hừ nói. Cậu chính là Ngô Tuấn người làm đại sư bị thương có phải không? Đúng vậy, chính tôi là Ngô Tuấn. Quy Lâm không chịu ra để tôi gọi ông ta ra, bảo đảm ông ta sẽ đi ra ngoài. Ngô Tuấn có vẻ khá kiêu ngạo hừ lạnh, Diệp Phàm cũng không ngăn cản. Nhìn xem rốt cuộc Quy Lâm đại sư có đi ra ngoài không? 2. Bản tự không hoan nghênh loại người ngạo mạn, ngông cuồng như cậu, mời ra khỏi đây. Quy Tùng đại sư nghiêm mặt. Đưa tay ra mời khách đi ra ngoài. Muốn tôi đi ra ngoài, chỉ cần ông có thể bước được tôi ra ngoài. Ngô Tuấn tôi không thèm ở lại nơi này. Đương nhiên, nếu ông không có bản lĩnh thì chỗ này sẽ trở nên huyên náo. Nói cách khác, tôi sẽ không khách khí. Đến lúc tôi làm bể Phật Tổ Bồ Tát đừng nói tôi không lễ phép. Hai tay Ngô Tuấn đưa lên cạnh vai, sức mạnh hiện ra. Khá lắm tên kiêu ngạo ngông cuồng kia. Đại sư Quy Tùng tức giận đến môi đều đang run lên. Tay chỉ vào Ngô Tuấn nhất thời không nói nổi được nữa. Lúc này đúng vào lúc giữa trưa, nên không nhìn thấy khách du lịch nào ở đây. Nếu không nhìn thấy hòa thượng đại sư cãi nhau với người khác chắc chắn sẽ vây lại để xem ngay lập tức. Tránh ra, đừng ngăn cản quét rác. Đúng lúc này, một hòa thượng trung tuổi mặc bộ tăng y màu xanh, chân đi một đôi giày vải, tay cầm một cái chổi đang quét từ ngoài cửa vào.
vừa lúc quét đến chỗ Ngô Tuấn đứng, lập tức hô lên. Hơn nữa, cái chổi quét nhà căn bản cũng không có dừng lại hướng chân Ngô Tuấn mà quét. Tự nhiên Ngô Tuấn bất động, chân đứng như cắm rễ. Tuy nhiên chuyện khiến cho Phí Nhất Độ kinh ngạc đã xảy ra. Mắt thấy hòa thượng áo xanh kia cầm chổi quét lên chân Ngô Tuấn. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, hình như là Ngô Tuấn không muốn làm cho cái chổi quét nhà bẩn nên lúc cái chổi đến bên cạnh không ngờ trượt dài mấy bước. Tuy nhiên, mắt Diệp Phàm cũng co lại một cái, nhìn Ngô Tuấn. Sắc mặt cậu ta có chút khó coi. Cái chổi của đại sư rất tốt. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước dẫm lên cây chổi. Bởi vì Diệp Phàm vừa phát hiện hình như hòa thượng trung tuổi quét qua một cái thiếu chút nữa Ngô Tuấn ngã lăn quay ra. May mà Ngô Tuấn phản ứng nhanh, nếu không đã bị ngã chỏng vó rồi, nếu vậy thì quá là mất mặt. Để chứng minh là đúng, Diệp Phàm đưa chân ra. Tự nhiên Phí Nhất Độ có chút mơ hồ, trong lòng còn tự nhủ thật là lạ, Diệp Phàm tức giận với một hòa thượng quét rác để làm gì. Người ta phải quét rác thì để cho người ta quét, làm người cũng không thể quá nhỏ mọn đúng không? Một người quét rác cũng quá là thấp kém rồi. Hòa thượng trung niên vừa thấy cũng không tái ý, cái chổi quỷ dị vừa nhấc tới cái chân của Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác dưới lòng bàn chân hướng lên trên vỉnh độ mạnh yếu đặc biệt cao, thiếu chút nữa cái chổi liền trượt bay ra ngoài. Anh ta hiểu được đã gặp gỡ cao nhân rồi, vì thế lại bỏ thêm hai phần khí lực, một tiếng vang nặng nề truyền đến, rốt cuộc cái chổi không chịu nổi gánh nặng nên gãy, đầu cái chổi bị Diệp Phàm dẫm nát dưới chân. Vẻ mặt Diệp Phàm thản nhiên nhìn chằm chằm hòa thượng kia, hình như hòa thượng tức giận. Cầm trong tay cái cán chổi bị gãy đi về phía trước mặt đâm thẳng ngực Diệp Phàm. Mao Ni, ông làm gì thế? Quy Tùng đại sư kêu to lên. Vô phương, vị thí chủ này là một cao nhân. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo hồn thanh âm trầm. Phí Nhất Độ quay đầu lại, phát hiện lão hòa thượng cũng rất nhiều nếp nhăn. Quy Lâm đại sư, rốt cuộc thì ông đã ra. Diệp Phàm hơi nghiêng người cười cười, thuận tay bắt được cái cán chổi đầy mãnh lực trong tay hòa thượng Mao Ni, bộ dạng Mao Ni đại sư giống như phát đạn pháo không ngờ không dừng chân bước về phía trước. Quy Lâm đại sư vừa thấy khẩn trương đưa một chân ra muốn hãm Mao Ni lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại có ý định giáo huấn Mao Ni một chút, đương nhiên sẽ không để cho Quy Lâm đại sư đem Mao Ni trở về. Quy Lâm đại sư thấy Mao Ni ôm lấy một chân, tuy nhiên, đột nhiên cảm thấy không khí giống như bị ngưng trệ. Lập tức chân tựa như bị đóng băng ở trong hàn băng không thể nhấc ra được. Cũng vừa lúc đó, âm thanh rất lớn từ mặt đất, đầu hòa thượng Mao Ni chọc lốc đâm vào một cây cột gỗ lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm có chừng mực, tiện tay còn hút một cái đệm bồ đoạn dưới đất lên trên đầu hòa thượng Mao Ni. Nếu không, cho dù hòa thượng Mao Ni có luyện qua thiết đầu công chắc đụng phải cũng nửa sống nửa chết. Không sao chứ Mao Ni. Quy Lâm sợ tới mức chạy nhanh đến gần Mao Ni suýt nữa là té ngã xuống đất. Ông ta không sao đâu, ông cứ yên tâm đi. Tôi chỉ giáo huấn ông ta một chút không nên coi thường người khác như vậy thôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là vì Ngô Tuấn. Anh ta cũng âm thầm cảm kích. Tuy nhiên, Mao Ni lập tức nhảy dựng lên, tức giận. Tùy tay nhấc con cá gỗ rất lớn ném về phía Diệp Phàm. Mao Ni, ông bị phạt đến mức độ này còn không nhớ. Quy Lâm đại sư nghiêm mặt là dày nói. Mao Ni vừa nghe thấy quả nhiên tay run lên nhất thời rằng có cá gỗ trên không trung. Sắc mặt ông ta tự nhiên khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm rất hung tợn, hừ nói. Cậu kia, có bản lĩnh thì thi đấu 300 hiệp với hòa thượng ta. Ông ư, như vậy còn chưa đủ sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu có chút khinh thường. Thí chủ đừng để ý tới ông ý. Quy Lâm đại sư hừ một tiếng liếc mắt nhìn Ngô Tuấn. Sau đó hướng về phía Diệp Phàm nói. Thí chủ họ gì, đến Vân Quan tự chúng tôi có việc gì sao? Chuyện của tôi và Ngô thí chủ đã kết thúc rồi. Chẳng lẽ Ngô thí chủ còn muốn kéo đến Vân Quan tự chúng tôi sao? Chuyện của Ngô Tuấn và Đồng Gia đã giải quyết rồi. Hôm nay chúng tôi tới để thăm Quy Lâm đại sư đó. Tôi có thư giới thiệu của Lão Phượng, đại sư xem một chút đi. Diệp Phàm đem thư giới thiệu ra đưa, Quy Lâm đại sư cầm lấy. Thái độ lập tức hòa hoãn rất nhiều, đưa tay mời, nói. Thí chủ Diệp mời vào trong uống trà. Diệp Phàm cũng không khách khí, cùng Ngô Tuấn và Phí Nhất Độ đi vào bên trong. Rót trà ngon ra đây. Tôi không hiểu, quan hệ của Diệp thí chủ với Lão Phượng không tệ, vì sao lại đi cùng với Ngô Tuấn như vậy? Quy Lâm đại sư uống một ngụm trà, có chút nghi hoặc, hỏi. Ha ha, không đánh nhau thì không quen nhau mà. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng.
Quy Lâm đại sư thoáng suy nghĩ rồi gật gật đầu, cười nói. Được, người sống cả đời, trong hàng nghìn hành vạn người mới biết một người, đúng là có duyên phận. Lão nạp chúc mừng Diệp thí chủ. Ha ha, hứng thú thì hợp nhau thôi. Diệp Phàm khiêm tốn cười cười, quay người hỏi. Vừa rồi nghe đại sư nói vị hòa thượng Mao Ni kia bị phạt nên tới đây, rốt cuộc sao, chuyện gì đã xảy ra? Bản lĩnh vị đại sư kia hình như tương đối cao. Ông ta, là đồ đệ của Phương Trượng Vân Ngư đại sư ở chùa Hoa Không? Là đệ tử cuối cùng của Vân Ngư đại sư, rất yêu thương ông ta. Tuy nhiên, Mao Ni không thích làm hòa thượng mà thích đi ra thế giới bên ngoài. Hàng ngày thường tìm cơ hội chạy xuống dưới chân núi để đi uống rượu ăn thịt. Lần trước xuống dưới thôn trấn không ngờ đánh cho con của chủ tịch thị trấn thiếu chút nữa thành tàn phế. Đương nhiên, Mao Ni cũng không có gì sai. Lúc ấy công tử trấn trưởng muốn đùa giỡn nhân viên thu ngân ở phòng hát, Mao Ni nhìn thấy liền đánh cho một trận. May là ở vùng này Vân Ngư đại sư còn có chút danh tiếng, ông ta đành phải ra mượt giải quyết việc này. Nhưng, đại sư rất tức giận, chắc là trách Mao Ni nhiều chuyện, bởi vậy phạt Mao Ni đến Vân Quan tự chúng tôi quét rác 3 tháng. Vẻ mặt Quy Lâm đại sư bình tĩnh nói. Chương 2654, trọng lượng cấp hòa thượng. 2. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, Mao Ni không muốn làm hòa thượng thì cứ để nó đi đi. Tôi nghĩ, đại sư Vân Ngư hẳn không chỉ có một đồ đệ. Tuy nhiên, nếu đại sư Vân Ngư có thể đưa đệ tử đến đây rèn luyện thì mối quan hệ của ông và Hoa Không có lẽ đã lâu rồi. Diệp Phàm muốn thăm dò về miếu Hoa Không dĩ nhiên chuyển đề tài khác. Còn không phải sao, tuy nhiên, trong số những đồ đệ của đại sư Vân Ngư thì Mao Ni còn có thể rèn luyện thành. Những người khác căn cốt quá kém, tuy nói một lòng hướng Phật, luyện công cũng chịu khó, nhưng bản lĩnh cũng bình thường. Mao Ni tuy năm nay mới 30 mấy tuổi, song bản lĩnh đã cao hơn tôi một ít. Đại sư Vân Ngư tất nhiên muốn để y kế thừa quản lý miếu Hoa Không. Chẳng qua Mao Ni không thể thực hiện tâm nguyện của ông ta. Tuy nói Mao Ni ở chỗ tôi còn khá thành thật, đó là vì không chọc y. Hôm nay như vậy hai người các anh đánh nhau không phải phá hủy miếu của tôi sao? Tuy nhiên, chỗ này của tôi không có gì, ngoài tôi thì những hòa thượng khác đều bình thường. Cũng không phải tôi không dạy bọn họ, là bởi vì bọn họ không thích hợp để luyện võ. Luyện tập thể hình thì cũng được nhưng tấn công và phòng bị đều kém. Tôi cũng không sao, bọn họ có thể dùng hai tay phòng thân là được. Xã hội hiện đại có pháp luật, hơn nữa cũng không có mấy người bị ổi đến mức đối nghịch với người nước ngoài. Đại sư Quy Lâm thở dài. Vậy chắc chắn miếu Hoa Không không giống với lúc trước. Diệp Phàm hỏi. Diệp tiên sinh nói về mặt nào? Đại sư Quy Lâm còn muốn giả ngu. Đương nhiên là võ công. Đại sư Vân Ngư nhất định là cao nhân, mà Mao Ni thân thủ có lẽ đạt đến cấp thập đẳng rồi. Nếu tôi đoán không sai thì miếu Hoa Không là nơi ngọa hổ tàng long. Đệ tử trong chùa luyện công cũng không ít. Tuy nói không thể so sánh với Thiếu Lâm võ đang, nhưng cùng những môn phái khác so sánh vẫn hơn hẳn một bậc. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Nếu nói ra thì tôi cũng là đệ tử của đại sư Vân Ngư, chẳng qua không phải một sư phụ mà thôi. Tuy nhiên, miếu Hoa Không chắc chắn người luyện công nhiều hơn một chút. Muốn nói là ngọa hổ tàng long cũng là Diệp tiên sinh quá khen. Xã hội hiện đại có nhiều hạn chế, còn có mấy người trẻ đồng ý xuất gia làm hòa thượng luyện võ đâu. Mà đều là những người thất vọng với cuộc sống, những người đó thường thường đều là người trung niên, đã sớm mất đi thời cơ luyện công. Đại sư Quy Lâm cười nói. Đại sư từng thấy hòa thượng như vậy sao? Diệp Phàm ra hiệu cho Phí Nhất Độ đưa ảnh của hòa thượng kia ra. Tuy nhiên, khá mờ, chỉ nhìn thấy dáng người, những cái khác trên cơ bản không rõ lắm. Tuy nhiên, đại sư Quy Lâm nhìn thoáng qua lập tức nói. Chưa thấy qua, ảnh người này chụp cũng mờ, không thấy mặt, cơ thể cũng bị che bởi quần áo, thật sự là khó có thể nhận ra, xin thứ lỗi. Ha ha, đại sư hẳn là đã gặp qua. Tuy nhiên, đại sư vì sao không chịu nói? Đôi mắt ưng của Diệp Phàm đã sớm phát hiện chút kỳ lạ. Bởi vì, đại sư Quy Lâm tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng đã phát hiện khóe miệng đại sư hơi động đậy, lông mày cũng hơi nhíu lại. Ánh mắt cũng dừng lại một chút ở đầu ngón tay. Vậy chắc chắn có quen người này, tuy đại sư che giấu rất khá ánh mắt người thường không nhận ra. Nhưng Diệp Phàm có đôi mắt ưng. Một động tác nhỏ của đại sư Quy Lâm không thể tránh khỏi ánh mắt của Diệp Phàm rồi. Đây là Diệp tiên sinh ép buộc rồi. Phật nói người xuất gia không nói dối. Chưa từng thấy thì nói là chưa từng thấy.
Diệp tiên sinh nói tôi đã gặp thì có chút làm khó tôi rồi. Đại sư Quy Lâm cười, vẻ mặt trang nghiêm nói. Ha ha, đại sư có điều gì khó nói. Diệp Phàm thản nhiên cười nhìn đại sư Quy Lâm thăm dò. Chẳng lẽ người này ở ngay miếu hoa không, thân phận cũng không thấp. Rất xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi thật sự không biết. Đại sư Quy Lâm hừ nói. Nếu đại sư không nói tôi liền lo lắng Vân Quan Tự hôm nay sẽ đánh mất mõ, ngày mai lại đánh mất Phật Tổ, ngày mốt không chừng ngay cả bồ đoàn này đều vứt bỏ xem Vân Quan Tự này còn gọi là miếu không. Ngô Tuấn cười nhìn chằm chằm đại sư Quy Lâm, tất nhiên là Diệp Phàm nháy mắt với Ngô Tuấn rồi. Thí chủ đang uy hiếp tôi có phải không? Đại sư Quy Lâm trầm mặt hừ nói. Đại sư nói đi. Ngô Tuấn hừ nói. Ha ha ha. Ngoài điện đột nhiên vang lên một tràng cười vang dội. Sư thúc, sao sư thúc lại đến đây? Đại sư Quy Lâm đứng lên đi ra ngoài. Tuy nhiên, còn chưa kịp bước thì một người đàn ông tầm trung, vẻ mặt trông trẻ hơn Quy Lâm bước vào. Người đi theo sau đúng là Hòa Thượng Mao Ni. Chính là hắn có phải không? Lão Hòa Thượng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, khá khinh thường hừ nói. Đúng vậy Thái sư thúc, chính là thằng nhóc này, hắn ỷ có chút thân thủ đến Vân Quang Tự. Sư thúc không có cách giải quyết cho nên tôi vội gọi điện thoại cho anh. Người ta muốn dỡ miếu của chúng ta rồi. Đến lúc đó, nhà của ông cũng bị người ta phá đi thì mặt mũi để vào đâu. Mao Ni người này thật đúng là tìm việc, đó là thêm mắm thêm muối vào. Diệp Phàm lập tức thận trọng, bởi vì người vừa tới không ngờ là Thái sư thúc của Mao Ni. Người này không phải là sư thúc hoặc sư phụ của Vân Ngư Đại Sư sao? Vân Ngư Đại Sư có lẽ cũng đã 6-70 tuổi. Người này chắc chắn là người lớn tuổi rồi. Cút đi. Lão già này trừng mắt nhìn đám người Diệp Phàm một cái không chú ý tứ hử nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại phát hiện một việc kỳ lạ. Lúc lão già này đi vào nhìn bức ảnh trên bàn vẻ mặt kinh ngạc hơn so với đại sư Quy Lâm. Có lẽ lão hòa thượng này là người ngay thẳng không che giấu tốt. Người cướp Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh chắc chắn là người có lai lịch rồi. Hơn nữa, có lẽ là ở trong núi Ngũ Đài này rồi. Đại sư có quen người này. Diệp Phàm chỉ vào bức ảnh trên bàn, lão hòa thượng vừa vào liền hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, tuy nhiên không liên quan lỗ đít gì đến cậu. Lão hòa thượng này thật đúng là không giống một tên hòa thượng, nói rất bậy. Hơn nữa, khá kiêu ngạo gật gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Thật ra khá hợp ý với Mao Ni, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã tất nhiên cũng là hòa thượng thịt chó rồi. Trước mắt Diệp Phàm nhoáng cái hiện lên hình ảnh Chu Bá Thông. Sư thúc, ông, đại sư Quy Lâm muốn ngăn cũng không kịp rồi. Sợ gì, tôi nói nhé Quy Lâm, ông càng sống càng sợ chết có phải không? Người ta đánh đến tận cửa rồi mà ông vẫn vẻ mặt tươi cười. Vân Quang Tự này là nơi tôi tu hành trước đây, người nào đuôi mù dám đến kiêu ngạo chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là Vân Quang Tự. Lão Hòa Thượng kiêu ngạo ngông cuồng hừ nói. Đây vốn gọi là Vân Quang Tự, chẳng lẽ thay đổi thành con chó con mèo tự rồi? Phí Nhất Độ châm chọc nói. Dầm một tiếng, Phí Nhất Độ bay đập vào khung cửa. Lão Hòa Thượng ra tay quá nhanh, ngay cả Diệp Phàm cũng không kịp ra tay cứu giúp. Lão già này, ra tay rất nhanh đấy. Diệp Phàm cũng thức điên rồi, một quyết cắt qua không khí đâm thẳng đến Lão Hòa Thượng kia. Cũng có chút kỹ năng, dám đến Vân Quang Tự chúng tôi quấy rối, xem ra là ăn tim gấu gan báo rồi. Tuy nhiên tôi thích ăn báo đảm. Lão Hòa Thượng khinh thường hừ một tiếng. Cũng là một quyền thẳng qua. Thình thịch. Tiếp theo là tiếng rầm vang giòn. Diệp Phàm cảm giác nắm tay dường như bị dập nát, tựa hồ bị hơn chiếc búa nặng hơn 10.000 cân đập xuống. Cả người hắn lùi mạnh về sau 4 bước vẫn không thể nào giữ vững được, đập thẳng lên bàn trà. Lập tức cả người đầy nước trà, hơn nữa bị nện cho đau điếng. Đại ca. Phí Nhất Độ nhảy qua muốn đỡ Diệp Phàm. Cút sang một bên. Lão Hòa Thượng lập tức hét lên. Từ xa một cỗ nội tức súng mãnh chuyển đến, cả người Phí Nhất Độ đập lên người Diệp Phàm. Lão Hòa Thượng cười to nói. Ha ha, chó lăn một đống, thú vị, thú vị. Chó to đè chó nhỏ rồi. Lão Hòa Thượng đến sau không ngờ phủi tay cười. Ngô Tuấn vừa đưa tay vào eo lôi ra một đôi đồng chùy. Đôi chùy trong tay y trong nháy mắt to lên như quả bóng chuyền, loảng xoảng 2 tiếng sau đó lao đến trên đầu Lão Hòa Thượng. Trở về. Diệp Phàm khẽ vươn tay dùng lực mạnh mẽ muốn lôi Ngô Tuấn về, đáng tiếc Lão Hòa Thượng ra tay nhanh hơn. Loảng xoảng qua đi, Ngô Tuấn cùn chùy bị Lão Hòa Thượng dùng nội thức từ xa kéo bay qua khung cửa ngã ra ngoài sân.
lập tức làm vỡ 7-8 bồ đoàn. Đại sư Quy Lâm vội vàng hét lớn. Bồ đoàn của tôi. Còn phá bồ đoàn, người anh em của tôi bị thương rồi. Diệp Phàm tức giận, mấy chục phi đao đâm tới. Trò tạp kỹ mà thôi. Lão hòa thượng cười nhạt một cái, một chiêu hướng lên không trung, tiếng xì xì kỳ lạ vang lên, những lá đao mỏng như lá liên giống như trăm sông đổ về một biển bay hết vào tay lão hòa thượng. Tay lão hòa thượng trong nháy mắt thành máy hút bụi. Bóp một cái, mấy chục thanh phi đao biến thành những mảnh vụn rơi khỏi tay lão hòa thượng. Vẻ mặt lão hòa thượng đắc chí còn thổi đám bụi trong tay vào không khí. Hơn nữa, lão hòa thượng mỉm cười nhìn Diệp Phàm, ánh mắt rất khinh thường. Kẹp, kẹp, kẹp. Diệp Phàm tức giận mấy chục lá phi đao lại vây hướng về lão hòa thượng. Đồ vô dụng còn khoe khoang cái gì? Lão hòa thượng đương nhiên tức giận, tay hướng lên không trung phất áo choàng một cái, lập tức quét một cơn gió to lên không trung, mấy chục lá phi đao đều đâm ngược về phía Diệp Phàm. Thằng nhóc, đây là cái gì? Đột nhiên lão hòa thượng đang đắc chí hét thảm một tiếng, tất nhiên là hỏi Diệp Phàm rồi. Lão hòa thượng quá khinh địch, vừa rồi mấy thanh phi đao của Diệp Phàm chỉ là ngụy trang. Thanh long huyết trích tử là giấu trong phi đao. Khi phi đao chuyển hướng đột nhiên phát triển lớn, một phen lao đến ngực của lão hòa thượng. Dầm một tiếng, đầu lão hòa thượng không việc gì, Diệp Phàm cũng biết người này quá mạnh không bắt được đầu, cho nên, tập kích vào ngực. Lập tức quần áo ở ngực bị xé ra. Hơn nữa, một mảnh thịt cũng bị bong ra. Lập tức máu tươi nhuộm hồng cả ngực lão hòa thượng. Chương 2655, Quyền Cương. Lật thuyền trong mương khiến lão hòa thượng vô cùng tức giận. Trừng lớn mắt đập một đập hướng về phía Diệp Phàm, lần này là dùng đập đấy. Bởi vì lão già này cực kỳ tức giận, lần này dùng toàn lực. Một quyền lại đây, không khí xung quanh dường như cũng không chịu nổi áp lực nội tức dũng mãnh này mà tạo thành gợn sóng tản ra ngoài. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng cảm thấy một nguy cơ thật lớn, mà cảm nhận càng sâu sắc chính là Đại sư Quy Lâm đứng gần lão hòa thượng. Bởi vì nội khí phát tán ra giống như những mũi đinh đâm về phía Đại sư Quy Lâm làm cho ông muốn nhấc chân bỏ chạy. Biết sư thúc tức giận rồi, mà Diệp Phàm lại là người mà Phượng lão giới thiệu. Tuy nói trẻ tuổi nhưng Đại sư Quy Lâm đã nghĩ là Diệp Phàm là thái tử đảng ở Bắc Kinh rồi. Bởi vì người được Phượng lão giới thiệu là người như thế nào? Cấp bậc có thể thấp được không? Nếu thật sự để cho sư thúc đánh chết hắn chỉ sợ Hoa Không Tự đi đến mức diệt môn. Tuy nói Hoa Không Tự có cao thủ, nhưng cao thủ mạnh đến đâu cũng không chịu nổi một công kích của cơ quan bí mật của nhà nước. Chỉ cần đưa một người đến làm sư thì Hoa Không Tự còn có thể làm gì. Cho nên, sợ đến mức Quy Lâm hét lớn. Xin sư thúc hạ thủ lưu tình, đừng làm bị thương hắn. Tuy nhiên, Đại sư Quy Lâm vừa dứt lời, thì Diệp Phàm đã dùng hổ ưng chi công trượt về phía trước đại điện, tuy nhiên vẫn không thể nào tránh được đòn của lão hòa thượng phi không. Dầm. Giống như một chiếc búa tạ bằng sắt bị đánh gãy, Diệp Phàm bị một quyền của lão hòa thượng phi không nện bay lên không trung bay qua cửa sổ, đi suốt dọc bờ rào của miếu cuối cùng mới nện xuống khoảng đất ngoài miếu. Đại ca, Phí Nhất Độ hét thảm một tiếng không muốn sống nhào ra bên ngoài, hổ ưng chi công tuy nói bản lĩnh của Phí Nhất Độ không bằng Diệp Phàm nhưng cũng bay rất nhanh. Trong nháy mắt nhấm một cước lên rào miếu ra đến bên ngoài. Tất nhiên, mọi người cũng không chậm, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà tốc độ của Ngô Tuấn nhanh hơn cả Phí Nhất Độ. Đại sư Phi không vẻ mặt mỉm cười độc ác, lão hòa thượng nhìn như không vui, kỳ thực nhanh không ai bằng, đứng ở cửa miếu nhìn ra ngoài. Cả người Diệp Phàm dính đầy đất cát, quần áo đã thành rẻ lau hết. Bởi vì vừa rồi bị công kích mạnh, Diệp Phàm rất thông minh. Trong nháy mắt dùng thủy công để cản một chút, tuy nhiên, chiêu này vẫn thật lợi hại. Diệp Phàm bị nện ra bãi cỏ ngoài miếu, hắn vội mượn lực thoát lực. Liên tục lăn mười mấy vòng trên bãi cỏ hơn 100 mét sau mới dừng lại. Phát hiện chân đã sưng phồng, người cũng bị thương không ít. Ngoài ra, xương cốt cả người đều mệt rã rời. Mẹ kiếp, thật là lợi hại, thiếu chút nữa chết rồi. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu đứng lên. Còn có thể đứng. Đại sư Phi không vừa thấy liền bốc lửa, cho là một quyền của y còn không đủ hiệu quả. Cho nên, căn bản cũng không nghe sự khuyên bảo của Đại sư Quy Lâm. Một cái tát lại hướng về phía Diệp Phàm. Thật ra, vừa rồi một quyền của lão hòa thượng đã xuống tay lưu tình rồi. Nói cách khác Diệp Phàm có lẽ đã mất mạng. Dầm một tiếng, Diệp Phàm lại biểu diễn một lần phi thân lên không trung, bay xa 10 thước có hơn. Phí Nhất Độ cùng Ngô Tuấn vội vàng bước đến muốn bảo vệ hắn, nhưng phi không là ai. Ông ta là đại sư thúc của đại sư Vân Ngư.
cũng là một trong những tổ sư gia nổi tiếng của Hoa Không Tự, là chiêu bài của Hoa Không Tự. Phí Nhất Độ cùng Ngô Tuấn đã trúng một cái tát cuối cùng không dậy nổi. Đồ con lừa! Diệp Phàm cắn răng bò từ dưới đất lên, hai tay quấy quấy, không trung bắt đầu ẩm dần lên, dường như có chút mưa bụi. Tất nhiên, tất cả các hòa thượng trong chùa đều ngẩng đầu nhìn lên trời ngạc nhiên. Sao thế này, trời như mưa, hôm nay không phải là nắng sao? Thật sự là gặp quỷ rồi, giữa ban ngày đột nhiên muốn mưa. Tôi còn phải về thu quần áo. Thằng nhóc kia là người điên, tay múa may lên trời làm cái gì? Một đám hòa thượng bàn tán. Lão hòa thượng phi không ngồi xếp bằng trên mái tường, giống như đang ngồi thiền. 10 giây ngắn ngủi qua đi, không khí ngày càng ẩm ướt, cuối cùng nhìn thấy một ít mưa phùn. Tuy nhiên, mưa phùn này chỉ quay xung quanh Diệp Phàm trong phạm vi khoảng 30 mét. Đây là võ công gì? Trận mưa này không ngờ vây quanh hắn. Đây là ý gì? Ngô Tuấn kinh ngạc nói. Tiểu Ngô, hiện tại biết đại ca của tôi lợi hại rồi chứ? Mưa bụi này chính là do hắn làm ra. Phí Nhất Độ lăn lại gần chỗ Ngô Tuấn, hai người không bò dậy nổi, nói thầm. Trận mưa này thật đúng là Diệp tiên sinh làm ra, làm sao có thể? Ngô Tuấn trợn tròn mắt, có lẽ muốn nhìn rõ xem Diệp Phàm làm thế nào có thể làm ra mưa. Chẳng lẽ trong tay hắn có băng không, dùng nội khí phát tán ra thành mưa? Hình như không nhìn thấy băng. Phí Nhất Độ cũng chừng đôi mắt ưng, vẫn không hiểu. Không có, không có chút dấu hiệu của băng nào. Ngô Tuấn lắc lắn đầu. Tuy nhiên, ngay cả lão hòa thượng phi không cũng vô cùng tò mò nhìn hai tay Diệp Phàm quấy một cách kỳ lạ. Xem kìa, hình như có một bong bóng nước. Một vị hòa thượng hét lên, vị đại sư Quy Lâm trừng mắt sợ tới mức rụt cổ không dám hé răng lần nữa. Bong bóng nước bay thẳng đến chỗ đại sư phi không. Cậu làm nửa ngày làm ra quả bóng này, xem ra, cậu lại diễn xiếc rồi. Đại sư phi không giọng cực kỳ khinh bỉ hừ một tiếng. Một quyền đánh về phía bóng nước. Tuy nhiên, quyền khí của đại sư phi không còn chưa đến bóng nước thì bóng nước đã nổ tung, giống như một quả bom tấn. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại sư Quy Lâm hét lớn. Tường của tôi. Bởi vì, bóng nước nổ tấn công tường việc giống như chúng bom nguyên tử mini, bức tường lập tức sụp một mảng lớn, bụi bay tứ tung. Giỏi, còn dám đùa giỡn. Đại sư phi không bắt đầu chú ý đến Diệp Phàm. Nhưng lần này là lần thứ hai gặp Diệp Phàm. Bóng nước đương nhiên không nổ đại sư phi không, lão hòa thượng đã nhảy lên cao 100 mét có hơn từ trước. Tuy nhiên, phía sau bóng nước một ngụm nước độc của Diệp Phàm cũng chuẩn xác mục tiêu trúng đại sư phi không. Lão hòa thượng cũng khinh thường cái tốt nhất của tiêu sắt nhất. Tùy ra một trưởng một chục ngụm nước này. Một ngụm nước cũng có thể gây tổn thương cho đại sư phi không sao? Hiển nhiên là không thể. Tuy nhiên, sắc mặt của đại sư phi không đã đen gần giống như Lý Quỳ. Lão già này cau mày, giống như đang suy nghĩ gì đó. Đúng vậy, là đang suy nghĩ gì. Biết đại sư phi không đang dùng nội tức mãnh liệt để bức độc vừa chúng ra ngoài. Diệp Phàm nhận cơ hội vội vàng nhảy đến trước mặt Ngô Tuấn, một tay nắm lấy người nhanh chóng chạy xuống dưới chân núi. Hôm nay để cho cậu chạy trốn tôi sẽ không còn là phi không mà là không phi. Đại sư phi không cười lạnh một tiếng. Két một tiếng, cả người nhảy lên không trung bay về phía Diệp Phàm. Tuy nói có hổ ưng chi công nhưng phi không là thân thủ gì, người ta có tăng bào lợi dụng không khí chính là phản áp chế lực nên tốc độ nhanh hơn so với Diệp Phàm. Hơn nữa một quyền đánh tới không trung đã đi xa hơn Diệp Phàm 5-60 mét. Người nhanh cũng không nhanh bằng nắm tay sát khí, huống chi trong tay Diệp Phàm có hai người. Quay đầu lại nhìn Diệp Phàm lập tức run run môi, vội vàng ném Ngô Tuấn và Phí Nhất Độ ra xa hơn 10 mét. Mình cũng vội vàng trượt sang một bên hơn 10 mét, đương nhiên là lo lắng làm bị thương Ngô Tuấn và Phí Nhất Độ. Bởi vì, đôi mắt ưng của Diệp Phàm rõ ràng thấy một quyền ảnh trong suốt trong không trung đang hướng về phía mình. Quyền ảnh này người thường không nhìn thấy, tuy nhiên, người có võ công cao có thể nhìn thấy. Phí Nhất Độ có đôi mắt ưng cho nên cũng nhìn thấy sợ tới mức gã hét lớn. À, chẳng lẽ là quyền cương trong truyền thuyết? Cái gì gọi là quyền cương? Theo truyền thuyết là thủ đoạn đặc biệt của tiên thiên đại năng giả. Khi thi triển quyền cước là lúc nội khí có thể hình thành một nắm tay ở xa. Theo nội khí phun ra ngoài, do người thi triển khống chế được, giống như là nắm đấm của người đó được kéo dài, cứng rắn công kích đối thủ. Mà quyền cương là do nội tức khí nén ép mà thành cho nên, có thể cứng như thép, mềm như bông, không có cách nào dùng sức đánh.
mà khi cứng như thép thì như sắt đúc, một quyền đập nát xương cốt cứng nhất trên người anh là không thành vấn đề gì. Quyền cương này còn khá mỏng, xem ra, lão tạp mao này cùng với tiêu sắt nhất của phái Hoa Sơn là cùng một cấp bậc tiên thiên. Diệp Phàm thầm khiếp sợ, run cả người, không thể tưởng được tìm người không ngờ tìm ra một người kiên quyết chết, đây căn bản cũng không phải là người mà một người cấp bậc 11 nhỏ bé như hắn có thể địch nổi. Đương nhiên, Ngô Tuấn và Phí Nhất Độ đều ở đây, vì mạng sống Diệp Phàm vẫn phải kiên trì. Huyết Trích Tử mở ra như cánh hoa sen hướng về phía quyền cương. Biết rằng không có nhiều tác dụng lắm, bởi vì quyền cương cũng không phải là một vật mà là nội tức ngưng tụ lại. Hơn nữa, có thể phá hay thay đổi rất linh hoạt. Diệp Phàm chỉ kỳ vọng có thể tạm thời ngăn cản một chút và trì hoãn để ra chiêu tấn công. Á! Huyết Trích Tử tuy nói lợi hại nhưng hai bên thực lực thua kém quá xa, Huyết Trích Tử thống khổ rên rỉ một tiếng sau đó bắt được Đại Sư Phi Không quyền cương. Nhưng quyền cương đột nhiên phát triển lớn như thùng nước to, Huyết Trích Tử có thể bắt đầu nhưng đối với cái này cũng không có cách nào. Cách hoa sen bay sượt qua quyền cương, tay Diệp Phàm cũng đau điếng, nước ra, máu tươi cũng nhỏ xuống dưới. Mà Huyết Trích Tử cũng bị nhu tình trong quyền cương của Đại Sư Phi Không xé ra bay đến tay Phi Không. Lão Hòa Thượng quan sát một chút hừ nói. Chẳng lẽ là Huyết Trích Tử trong truyền thuyết, bây giờ còn có vật này, không tệ, để Mao Ni dùng là vừa lúc. Mà quyền cương bị Huyết Trích Tử đỡ cũng yếu đi không ít, hai đấm khó khăn cho Diệp Phàm. Thình thịch một tiếng, Diệp Phàm giống như bị người nhấc lên xa mấy chục bước mới ngừng lại. Tuy nhiên, hai chân ngập sâu xuống tận đầu gối. Hơn nữa, vẻ mặt hắn tìm bầm, cả người đầy bùn đất, nhịn không được há miệng ra phun một ngụm máu tươi nhuộm hồng phạm vi hơn 10 mét. Vả miệng, Phi Không hừ lạnh một tiếng, một cái tát lại bay qua, một bàn tay trong suốt lại lao đến mặt Diệp Phàm. Nếu thực sự trúng mục tiêu thì có lẽ đầu Diệp Phàm sẽ biến hình. Chương 2656, cô ta là ai? Bởi vì, bàn tay này quá sát khí rồi. Ngay cả đám cây nhỏ cách đó 50 mét cũng bị cương khí từ bàn tay đánh gãy. Nhìn thấy Diệp Phàm không thể tránh ra, thì lúc này dường từ không trung bay đến một chiếc dây lưng ngũ màu. Không, không phải dây lưng mà là một cây roi. Tuy nhiên, cũng không hẳn là roi, trông nhỏ hơn dây lưng một chút, nhưng chiều dài thì không xác định được. Đường roi dường như không có khí lực, khẽ cuốn lấy bàn tay của Phi Không Đại Sư. Tuy nhiên đồng tử của Phi Không bỗng trợn to, Lão Hòa Thượng đột nhiên co miệng lại, sắc mặt tái nhợt. Lập tức bỏ qua Diệp Phàm mà chỉ chú tâm hướng về chiếc dây lưng ngũ màu kia. Xem ra, chiếc dây lưng này mang đến áp lực không nhỏ cho Phi Không. Dường như tiếng vải rách truyền đến, trường ấn của Phi Không bị chiếc dây lưng xé làm đôi. Chẳng lẽ là cô ấy đã đến đây? Không có khả năng, cô ấy là một thân hồng y, hơn nữa bản lĩnh không thể cao như vậy. Diệp Phàm trong lòng nghĩ đến người con gái áo hồng, tuy nhiên, trước kia bản lĩnh của cô ấy nhiều nhất cũng chỉ cao hơn mình một chút xíu mà thôi. Không thể có chuyện sau 2 năm lại đạt đến trình độ khủng khiếp như vậy. Điều này khiến kẻ chó ngáp phải ruồi như Diệp Phàm cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn lại tập trung vào chiếc dây lưng nhiều màu. Trên ngọn cây ở chỗ xa hơn 100 mét, hình như có một bóng người mờ ảo trên đó. Tuyệt đối là bóng trắng. Diệp Phàm trong lòng nói, phát hiện cô nàng kia mặt bằng tấm lụa màu trắng, thảo nào mà đôi mắt chim ung cũng không thể nhìn thấu được. 3333 tương đương. Phi Không Đại Sư lại đánh ra quyền cương, hơn nữa kích liên tục 10 quyền. Từng đường quyền trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, Diệp Phàm lại ngước lên nhìn bóng trắng cách đó 100 mét. Sức công kích của 10 quyền kia thật đáng sợ, tuy nói là tập trung tấn công bóng trắng, nhưng vẫn có phần nửa tràn ra ngoài. Trên không hình thành một đường rẽ không khí, khiến cho Phí Nhất Độ và Ngô Tuấn không khỏi thất kinh, trong lòng không khỏi kêu than rằng đây là loại công pháp gì mà lợi hại đến vậy. Tuy nhiên, bóng trắng vẫn không nhúc nhích, đứng chắn trước quyền cương hung hãn giống như ngọn Thái Sơn sừng sững. Chiếc dây lưng từ trên không trung chút xuống, 10 đường quyền kia không ngờ bị đánh cho tản mát mà đi. Tuy đứng bên ngoài nhưng Diệp Phàm phải cố gắng dìm chân mới không bị ngã xuống đất. Còn về phần Ngô Tuấn và Phí Nhất Độ đã sớm há mồm trợn mặt, hai người nước nhãi chảy ra lúc nào không biết. Thật lâu sau, Ngô Tuấn mới thở dài. Lần này đến đáng giá lắm. Đúng thế, đáng lắm. Có thể nhìn thấy cao nhân trong truyền thuyết như vậy, chết cũng đáng. Phí Nhất Độ vẻ mặt hâm mộ nói. Tuyệt đối là tiên thiên đại năng giả. Không ngờ xuất hiện những hai người. Chẳng lẽ cao thủ tuyệt thế trên đời này lại nhiều vậy sao? Ngô Tuấn cảm thán nói.
333. Không trung lại truyền đến âm thanh hỗn loạn, là do chiếc roi và quyền cương đụng nhau tạo nên. Phi không khẽ nhếch khóe miệng, cuồng ngạo mỉm cười, đoán chừng nội tức của người áo trắng đã cạn kiệt, đã đến lúc giải quyết đối phương. Bởi vì Phi không đã đoán được tuổi tác của đối phương nhỏ hơn mình rất nhiều. Cái này, cảm giác của người luyện võ nhiều năm nhạy bén hơn người bình thường mấy chục lần, chỉ một chút gió thổi cỏ bay cũng có thể cảm giác được. Tuy nói đại giai đoạn của hai người tương đương nhau, nhưng nội tức thâm hậu là nhờ vào quá trình tu luyện trường kỳ mà có. Phi không rất tự tin, nội tức của đối phương không thể thâm hậu bằng mình được. 5 phút sau, người áo trắng xuất roi dường như chậm hơn một chút. Diệp Phàm nhìn chằm chằm, hiện tại thấy rõ ràng, đối phương hình như là con gái, toàn thân áo trắng, tuy nhiên trên mặt có che một mảnh vải lụa trắng, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm có lợi hại đến đâu cũng không thể nhìn thấu được. Diệp Phàm hoảng hốt, miệng hơi cứng lại, lẩm bẩm, chẳng lẽ là bạch y nữ tử của Kim Lăng Nam Vân gia hay sao? Hình như tên là Nam Vân Thiên Mi thì phải. Thiên Mi, vì sao cô lại giúp tôi? Trong lòng Diệp Phàm run lên, chẳng lẽ cô ta yêu mình, không thể nào, chẳng lẽ con người của Diệp Phàm này đi đến đâu phụ nữ cũng đều thích hay sao? Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi, nếu không cút thì tôi cũng không chống nổi đâu. Lão Hòa Thượng còn lợi hại hơn tôi nhiều. Bóng trắng từ đằng xa đột nhiên nói với Diệp Phàm. Về sau nhớ cho kỹ, nếu không có thực lực thì đừng có đến đây. Tưởng là có công phu mèo ba chân là có thể đến đây sinh sự sao? Cút! Cút cái con khỉ chuyện của tôi cô xía vào làm gì? Diệp Phàm ngẩng đầu lên cao, tuy rằng hắn cao giọng quát, nhưng người cũng không hề chậm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên, hắn giãy giụa nhảy đến trước mặt Ngô Tuấn và Phí Nhất Độ, ưng hổ công của Phí gia thi triển đến cực độ, rồi trượt xuống chân núi mà đi. Lần sau đừng để tôi gặp phải, nhất định sẽ xé rách miệng thối của anh. Từ xa cô nàng áo trắng tức giận nói. Diệp Phàm thầm xấu hổ, cũng không kịp quay mặt lại mà chạy như điên. Vừa đến chân núi đã nổ máy xe chuồn mất. Diệp Phàm biết rõ, tuy nói cô nàng kia bản lĩnh không bằng Phi không nhưng đánh không lại vẫn có thể chạy được. Hơn nữa, đối mặt với cô gái có bản lĩnh cao như thế, Phi không có lẽ cũng độ lượng một chút vì thắc mắc người này là ai, đến từ gia tộc nào. Tất nhiên cũng không thể lập tức tuyệt thủ. Nguy hiểm thật. Phí Nhất Độ dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng thở ra. Thật lợi hại, không thể tưởng được Ngô Tuấn tôi có thể nhìn thấy hai cao thủ tiên thiên đại năng giả. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Ngô Tuấn không ngờ vẻ mặt hưng phấn nhìn ra cửa kính xe. Điên thật. Diệp Phàm vừa lái xe rất nhanh vừa tức giận hừ nói. Ý gì Diệp tiên sinh, hai người bọn họ không đúng là tiên thiên đại năng giả. Không thể nào đâu, nghe sư phụ tôi nói anh đã là cao thủ 11 đẳng rồi, không phải bị người ta đá giống như bóng cao su sao. Khoe khoang cái gì? Ngô Tuấn tức giận, châm chọc Diệp Phàm. Thằng nhóc muốn đánh có phải không? Két, xe bị phanh gấp lại, đầu Ngô Tuấn đụng vào kính trước mặt. Diệp Phàm vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Ngô Tuấn. Hôm nay hắn bị mất hết thể diện, bị Ngô Tuấn kích thích, tất nhiên trong lòng không thoải mái. Đại ca đừng giận. Phí Nhất Độ vội vàng can ngăn, y trừng mắt nhìn Ngô Tuấn hừ nói. Cậu cũng nói ít thôi, hôm nay nếu không có bồ của đại ca thì cậu đã sớm bị con lừa Phi không đánh chết. Bồ ư, chẳng nhẽ cô kia là bồ của anh Diệp. Cô ta là tiên thiên cơ mà. Ngô Tuấn đồng tử co lại, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kinh ngạc. Gã liền mỉm cười, nói. Làm quan sướng thật đấy, ở Hồng Diệp bảo đặt một chính thất, ra ngoài lại thỏa sức hú hí. Đúng là Ngô Tuấn này được mở rộng tập mắt. Ngô Tuấn tự nhiên là đang châm chọc Diệp Phàm. Đương nhiên là thế rồi, đại ca là người thế nào chứ? Còn nữ tiên thiên đại năng giả kia thì thế nào, không phải cũng chỉ nằm dưới mà hầu hạ thôi sao? Phí Nhất Độ nịnh bợ nói. Cậu nói lung tung cái quái gì đấy, tôi còn chưa biết cô ta là ai thì sao là bồ của tôi được? Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực nhìn Phí Nhất Độ nói. Không mang nguy hiểm đến giúp anh. Cô ấy đâu phải kẻ ngốc. Hơn nữa, người ta công phu cao như vậy, làm bồ của anh thì anh đâu có mất mát gì, đúng không? Còn tôi nằm mơ cũng chẳng dám ấy chứ. Phí Nhất Độ mạnh miệng nói. Đúng vậy, có cô bồ như vậy thì tuyệt biết bao. Có chuyện gì thì gọi cô ấy ra mặt là được, đâu cần phải đích thân ra tay. Ngô Tuấn chép miệng, nói. Sau đó gã nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kỳ quái, hỏi. Không phải là cô ấy xấu đến mức ma chê quỷ hơn chứ? Đúng rồi, đàn bà xinh đẹp thì sao có thể chịu được khổ cực như vậy? Anh xem ở trường học ấy,
cô nào học giỏi thì căn bản đều là cá sấu chua hết. Cũng hay đấy chú em. Phí Nhất Độ thiếu chút nữa thì còn giơ cả ngón cái lên. Hai đứa đừng có nói lung tung nữa. Đau đầu lắm. Diệp Phàm nhấn ga, xe vọt lên phía trước. Tôi thật sự không biết cô ấy là ai, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn được. Tuy nhiên tôi nghi ngờ đây có thể là Nam Vân Thiên Mi của Kim Lăng Nam Vân gia. Ồ, thật đúng là cô ấy rồi. Cô ấy lúc đó không phải mặc một bộ đồ màu trắng sao? Tuy nhiên người phụ nữ này mặt lạnh như băng. Đại ca nếu như để cô ấy nhớ nhung thì sau này đau khổ rồi. Phí Nhất Độ nói như đang dọa Diệp Phàm vậy. Chẳng lẽ Nam Vân Thiên Mi thật sự xấu xí lắm sao? Tiếc cho một cái tên hay như vậy. Cậu lại muốn ăn đòn rồi đấy. Diệp Phàm nổi giận, phanh xe két một cái, định ném Ngô Tuấn ra ngoài xe, hơn nữa người còn đứng hẳn lên, vung tay đập tới. 3333 tương đương. Chương 2657, muốn bị đánh. Ngô Tuấn bị tát 5-6 cái, trên mặt lập tức tím bầm. Gã giãy giụa muốn phản kháng. Tuy nhiên, gã làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm. Còn Phí Nhất Độ đứng cười lạnh xem náo nhiệt. Tất nhiên Phí Nhất Độ biết miệng Ngô Tuấn thối quá tất nhiên cũng phải nhắc nhở chút. Dừng tay, sao có thể đánh người. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Cùng với giọng nói tiếng phanh xe két một cái một chiếc xe dừng trước mặt Diệp Phàm năm cảnh sát uy phong nhảy ra khỏi xe. Tôi đánh người thì liên quan chó gì đến các người. Diệp Phàm căn bản cũng không nghĩ dừng tay lại tiếp tục giơ tay lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm ra tay là có chừng mực, nếu không Ngô Tuấn đã sớm bị đánh chết. Phí Nhất Độ nheo mắt nhìn mấy cảnh sát có chút thương xót. Trong lòng tự nhủ, anh bạn, mấy người tự cầu nhiều phúc đi. Hôm nay Diệp Phàm đang nổi nóng, ngàn vạn lần đừng chọc hắn. Thằng nhóc còn cãi lại, còng tay nó lại mang về đồn. Mẹ kiếp, phản thiên phải không? Đánh người gặp chúng tôi còn dám kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ thiên hạ này không còn cảnh sát rồi sao? Một cảnh sát có lẽ là lãnh đạo của mấy người này vẻ mặt cười âm hiểm ra lệnh. Cút ngay, chấp hành công việc đặc biệt. Phí Nhất Độ tiện tay tìm trên xe một quyển chứng nhận ném ra trước mặt mấy người cảnh sát. Người cảnh sát kia sợ tưởng là ám khí gì đấy, sợ tới mức quay người định chạy. Tuy nhiên, bên cạnh có một cảnh sát cằm nhọn, hai người lập tức đụng vào nhau thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tuy nhiên, người cảnh sát cằm nhọn cũng nhặt giấy chứng nhận nhìn lướt qua. Lập tức giống như nhặt phải một viên than nóng vội vàng cầm hai tay đưa cho thủ trưởng. Người cảnh sát kia vừa thấy, khóe miệng không khỏi co quắp vài cái, vội vàng hai tay cầm lấy giấy chứng nhận bước đến trước mặt Diệp Phàm, làm một động tác nghiêm nói. Chào phó giám sát trưởng Diệp, tôi là... Ừ, thôi vậy, công việc tiến hành xong rồi, đi rồi. Diệp Phàm khoát tay cầm lấy giấy chứng nhận sách Ngô Tuấn lên nhét vào trong xe, nhấn một hơi xe chạy đi rồi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa gây ra đại họa. Người cảnh sát lau mồ hôi chán nói. Mấy người cảnh sát khác tất nhiên là nhìn thủ trưởng không hiểu ra sao. Nhìn gì, biết vị vừa rồi là ai không? Người cảnh sát vừa rồi không ngờ có vẻ đắc chí. Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là lãnh đạo lớn? Một cảnh sát hỏi. Ha ha. Người cảnh sát kia cười với vẻ mặt thần bí quay sang người nhặt giấy chứng nhận nay nói. Nhớ kỹ cho tôi, đừng nói lung tung ra ngoài, nếu không xử phạt kỷ luật. Hiểu rồi thưa cục trưởng. Người cảnh sát cằm nhọn vội vàng nói. Mấy người khác tất nhiên có chút buồn bực, người ta không nói cũng không có cách nào. Tôi nói với hai cậu một chút, lão con lừa ngốc cũng chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên đại năng giả. Có lẽ chỉ có thể là đặt nửa bàn chân vào cảnh giới tiên thiên thôi. Diệp Phàm vạch trần bí mật. Làm sao có thể, bán tiên thiên lợi hại như vậy thì tiên thiên đại năng giả sao chịu nổi. Ngô Tuấn có chút không tin, ánh mắt Phí Nhất Độ cũng không khác lắm. Ha ha, tôi đã thấy một người thật sự đạt cảnh giới tiên thiên đại năng giả, bán tiên thiên trước mặt họ không khác gì giấy, người ta tùy tay vẽ vài cái có thể làm cho người cảnh giới bán tiên thiên chém đứt thành hai mảnh. Chúng ta thì sẽ thành gì? Luyện thật giỏi công mới là vương đạo, nói cách khác. Hai cậu mới giữ được mạng nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Ôi, đời này không chừng trông cậy vào đến bán tiên thiên. Phí Nhất Độ ủ rũ buồn bực. Đừng nóng vội, cậu còn trẻ mà. Diệp Phàm cười cười an ủi. Trẻ gì, cậu nhỏ hơn tôi đến 11 tuổi, tôi bây giờ mới đến lục đẳng. Phí Nhất Độ nói. Yên tâm, một thời gian ngắn nữa sẽ cho cậu một cách. Diệp Phàm nói. Một hướng mới. Phí Nhất Độ lập tức cười. Đúng rồi, tôi nhớ mấy tháng trước đền phủ cổ và phủ Nam Vân ở thành phố Kim Lăng cậu có nói,
hiện tại đại công trình tiến hành thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, tất nhiên nói là trong vòng một năm khiến cho khách sạn của nhà họ Cổ ở Bắc Kinh nổi tiếng. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhớ đến can tướng của mình, trong lòng hắn có chút cay đắng, không có thanh kiếm can tướng khả năng tấn công cũng kém đi rất nhiều. Huyết trích tử tuy là đồ tốt nhưng chung quy cũng không bằng can tướng đã sử dụng quen tay. Hơn nữa, tốc độ của can tướng càng ngày càng mạnh, theo hắn lâu như vậy cũng có cảm tình. Binh khí và chủ nhân cũng trần mài rũa, càng sử dụng lâu càng quen càng hiệu quả. Tuy nhiên, can tướng bị người của Nam Vân chiếm mất, còn thiên minh của Nam Vân kia Diệp Phàm nhớ đến còn thấy sợ, không phải đối thủ của người ta làm sao có thể đòi can tướng về. Tất nhiên, Diệp Phàm cũng muốn đánh nhà họ Cổ một chút rồi nói tiếp. Không dài, có lẽ là 1-2 tháng nữa đại ca về Bắc Kinh rồi, khi đó sẽ không còn gặp được khách sạn kia rồi. Mẹ kiếp, kiêu ngạo trước mặt ông đây, đây là kết quả của sự kiêu ngạo. Phí Nhất Độ thể hiện giọng điệu của thái tử đáng rất ít thấy vì Phí Nhất Độ rất khiêm tốn. Có thể cho tôi biết một chút về cách của cậu được không để cho tôi cũng tốt theo dõi một chút. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Đại ca, đây cũng không cần phải làm thế, cũng không phải chuyện gì vinh quang. Tuy nhiên kính xin đại ca đừng nghi ngờ lung tung. Phí Nhất Độ tôi tuyệt đối không sử dụng lực lượng nào của nhà họ Phí. Mọi việc đều là bạn bè hỗ trợ, bọn họ nghe nói phải trừng phạt Kim Đô tất cả đều góp sức. Mấy người bạn của chúng ta mỗi người đều giống như không có việc gì, tất cả đều giống gà trọi. Phí Nhất Độ vẻ mặt đắc chí. Không dựa vào nhà họ Phí cái rắm, những người bạn của cậu chẳng lẽ không nhìn vào việc cậu là người nhà họ Phí. Việc này, nói với cậu chỉ là lừa dối cậu thôi. Nếu không có thân phận nhà họ Phí có lẽ Phí Nhất Độ cậu cũng không là gì cả. Trên đời này, không có mấy người bạn chân chính. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói. Hơi hơi. Phí Nhất Độ cũng có chút ngượng ngùng, sau đó mạnh miệng nói. Việc này cũng bình thường, ai bảo tôi sinh ra ở nhà họ Phí. Tuy nhiên, mấy người bạn tôi nếu không phải nể mặt tôi có lẽ không chịu ra tay. Ví dụ như anh mà nói, bạn bè dễ làm hơn có phải không? Đương nhiên, tôi cũng rất rõ ràng trong chuyện này. Không thể so sánh với những người bạn kết nghĩa của anh. Khi có phúc còn có thể là bạn bè khi thực sự gặp việc lớn có lẽ cũng không thấy ai. Không có cách nào, thói đời là vậy. Đó là đương nhiên, đám bạn của tôi đều là đổ máu mới có được. Bạn bè đến cả tính mạng mình cũng có thể cho thì mới là bạn bè chân chính. Còn gì có thể so sánh với tính mạng có phải không? Diệp Phàm cũng đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, anh Diệp, Lư Hương này không lấy được về anh làm sao bây giờ? Phí Nhất Độ quan tâm đến Diệp Phàm hỏi. Nếu không tôi tìm người đến nhà họ Đằng nói Lư Hương này lão gia muốn dùng một thời gian. Tin rằng nhà họ Đằng cũng phải nể mặt tôi có phải không? Mục đích của chúng ta chính là kéo dài thời gian rồi nói sau. Hơn nữa, đại ca cũng nói có lẽ người đoạt Lư Hương là người của Ngũ Đài Sơn. Nhưng hiểu rõ là chúng ta không thể làm gì được Miếu Hoa không? Có cách gì, Phi không lợi hại như vậy. Hôm nay nếu không có người con gái thần bí kia thì có lẽ chúng ta đã bị đánh cho tàn phế rồi ném xuống dưới chân núi rồi. Huống chi, mượn danh nghĩa ông cụ một chút thì bọn họ cũng không dám đi thăm dò có phải không? Đánh cho tàn phế thì có thể, người như Phi không cũng không có khái niệm pháp luật. Đương nhiên Đại sư Quy Lâm xem qua thư giới thiệu có lẽ cũng chiếu cố một chút. Cri có điều hơi vất vả, tuy nhiên, mượn uy của ông lão nhà cậu thì tôi thấy không cần. Tuy nói nhà họ Đằng sẽ không kiểm chứng nhưng tóm lại là liên quan đến danh dự của ông lão nhà cậu, chúng ta không thể làm như thế. Diệp Phàm gật đầu. Cũng đúng, việc này không nói nữa. Tuy nhiên, đại ca, có phải anh còn tiếp tục chó ngáp phải ruồi mới được? Nói cách khác, giờ cao thủ xuất hiện, trong giới võ công cũng không phải nơi chúng ta sinh tồn rồi. Phí Nhất Độ cảm thán nói. Chó ngáp phải ruồi, có ý gì? Ngô Tuấn không kìm nổi xem vào một câu. Mắc mớ gì đến cậu, câm miệng. Diệp Phàm hừ nói, Ngô Tuấn cũng không nói gì nữa. Hỏi nữa chỉ sợ làm hắn tức giận ăn thêm cái tát tay. Tuy nói vừa rồi không bị thương nhưng Diệp Phàm vẫn làm cho Ngô Tuấn sợ. Giờ toàn thân gã đau nhức, nói thật là đau thấu xương. Vẻ mặt Diệp Phàm buồn bực đưa Ngô Tuấn về Hồng Diệp Bảo sau đó một mình về Phong Châu. Hắn sợ nhà họ Đằng lại đến thúc giục chuyện Lư Hương. Lư Hương thiếu chút nữa thành cái bóng để Diệp Phàm. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm mệt mỏi mở cửa quăng quần áo xuống ghế nằm nghỉ ngơi một lúc trong lúc vô ý đảo mắt đến cái tủ âm từng. Lập tức Diệp Phàm kinh ngạc há hốc miệng.
bởi vì Cửu Lộc Xuyên Vân Đỉnh đang làm hắn buồn rầu không ngờ ngồi yên trên tụ âm tường. Tại sao lại trở về được? Diệp Phàm thất thanh kêu lên một câu sau đó vội vàng dụi mắt, hắn không thể tin được, chỉ sợ mình nghĩ ngợi nhiều quá hoa mắt. Lúc mở mắt ra Diệp Phàm không ngờ dùng đôi mắt ứng nhìn lại, đúng thật sự là lư hương này đáng được đặt trên tủ âm tường. Đây không phải là hàng nhái của Lý Cường chứ? Diệp Phàm đi đến phía tủ, cầm lấy cái lư hương kia quan sát cẩn thận, thật lâu sau Diệp Phàm buông lư hương xuống thở dài. Chắc chắn là hàng thật, sao lại thế? Lúc này có tiếng mở cửa, Lý Cường bước vào thấy Diệp Phàm như vậy vội vàng nói. Tôi cũng không biết tại sao lại trở về, đêm qua về nhà phát hiện thứ này trên tủ âm tường. Lúc đó cũng không hiểu ra sao cả nghĩ mình hoa mắt. Sau đó cẩn thận nhìn lại hình như là không phải là giả. Có để lại giấy tờ gì không? Diệp Phàm hỏi.